dáng người của Mai Hiểu Lâm coi như khá đẹp, quần bò chật căng, khi quay người, vươn người đi về phía trước lại lộ ra một mảng da thịt trắng mịn ở vùng thắt lưng, trông rất mê người. Hạ Tưởng cũng không phải cố tình nhìn nhưng hắn đi phía sau lưng cô, phải đề phòng cô bị ngã, không tránh khỏi nhìn thấy vài lần. Sau đó ánh mắt hắn lại dừng trên mông cô, thấy rất đầy, rất tròn, hơn nữa còn khá rộng, theo cách nói của người già thì hình thể của Mai Hiểu Lâm có lợi cho việc đẻ con. Khi trèo lên một tảng đá trơn bóng, Mai Hiểu Lâm bị trượt chân, rơi xuống dưới. Tình thế cấp bách, Hạ Tưởng đành phải giơ tay đỡ vào mông cô, hai tay đỡ hai bên mông. Hắn còn chưa kịp cảm nhận sự đàn hồi từ đó đã nghe thấy Mai Hiểu Lâm lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Lưu manh, mau buông tay, không được sờ loạn. Được rồi, buông tay thì buông tay, Hạ Tưởng liền hạ hai tay xuống. Mai Hiểu Lâm mất đi lực chống đỡ, lại trượt xuống dưới, cô sợ hãi lại kêu to. Khốn nạn, mau mau giúp tôi. Khi giúp thì là lưu manh, không giúp thì là khốn nạn, phụ nữ đúng là không thể nào nói lý lẽ được. Hạ Tưởng đành phải cười khổ, hai tay đỡ lấy eo lưng cô, ra sức đẩy lên. Mai Hiểu Lâm cũng không nặng, với sức lực của Hạ Tưởng có thể dễ dàng đẩy cô lên. Nhưng Mai Hiểu Lâm lại có máu buồn, sợ nhột, hai tay Hạ Tưởng vừa đặt vào eo cô đã không ngừng cười, còn vặn vẹo sang hai bên, vừa cười vừa nói. Đừng đỡ eo lưng tôi sợ nhột, có máu buồn. Mai Hiểu Lâm không chỉ có máu buồn mà cô còn cười đến gập người lại. Hạ Tưởng đứng sau lưng cô, hai tay đỡ eo lưng của cô, mà cô thì cứ vặn vẹo người sang bên này bên kia khiến mông của cô cũng vặn vẹo theo. Cứ như vậy, tư thế của hai người trở nên rất mờ ám. Hơn nữa biên độ cử động của Mai Hiểu Lâm cũng khá lớn, mông của cô cứ dạo qua dạo lại trước quần Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vội vàng thả eo lưng Mai Hiểu Lâm ra, vừa định lùi lại một bước để tránh cô quấy rầy cũng là để tránh lúc sau cô tỉnh ngộ ra thì bị ăn đòn oan, cho nên muốn thoát thân sớm một chút. Không ngờ hắn vừa lùi lại một bước, Mai Hiểu Lâm dùng sức quá mạnh, lại trượt chân tiếp, ngã về phía sau. Sau lưng Hạ Tưởng có một tảng đá nghiêng, Mai Hiểu Lâm ngã xuống vừa lúc đè lên người hắn. Cũng may là có tảng đá đỡ sau lưng hắn, nếu không hắn sẽ ngã thẳng xuống đất. Mặc dù vậy, hắn vẫn bị Mai Hiểu Lâm đè ép nghẹt thở, muốn đứng lên lại không có thế. Mai Hiểu Lâm nằm trên người Hạ Tưởng, còn không quên oán giận hắn. Anh ngốc quá! Tôi nhẹ như vậy mà anh cũng không đỡ được, hiện tại thì tốt rồi, bị tôi đè rồi nhé. Đáng đời. Mai Hiểu Lâm nói chuyện luôn trực tiếp như vậy, Hạ Tưởng đúng là hoàn toàn bất lực đối với cô. Hắn ra sức đẩy sau lưng cô. Mau đứng lên, tư thế không lịch sự tí nào cả, khó chịu quá. Mai Hiểu Lâm ra sức chống người đứng lên, nhưng cô không ấn thì thôi, vừa ấn lại đặt tay lên bụng Hạ Tưởng. Bụng là nơi rất mềm lại liên quan tới khí lực. Hạ Tưởng bị cô ấn phát đau, nghĩ thầm hôm nay xem như bị đòn oan, vừa bị cô đè lại thêm bị ấn, thật sự là không biết phải làm gì nữa. Càng làm Hạ Tưởng không thể tưởng tượng được là Mai Hiểu Lâm nhổm được người lên nhưng không lập tức đứng lên mà ngược lại ngồi luôn trên người Hạ Tưởng. Quan trọng là chỗ của cô ngồi lại rất nhạy cảm, Hạ Tưởng liền cảm nhận thấy sự co giãn và áp bách của bộ phận cơ thể cô ép xuống khiến cơ thể hắn bắt đầu có ý tưởng dục dịch. Hạ Tưởng xem như sợ Mai Hiểu Lâm, vội nói. Cô mau đứng lên, đừng ngồi trên người tôi, hơn nữa cô còn ngồi trên vị trí nhạy cảm nữa. Lúc này Mai Hiểu Lâm mới nhận thấy không ổn, đỏ bừng mặt nhưng vẫn mạnh mồm. Anh xấu hổ cái gì? Là anh được thơm lây mới đúng, cứ như thể anh thiệt thòi lắm ấy. Thật không chịu nổi anh nữa, một người đàn ông mà còn e lệ hơn cả con gái. Nói xong, cô lại nhăn nhó mặt mày nhìn xuống chân. Trẹo chân mất rồi. Đàn ông không thể để bị tùy tiện khiêu khích, Hạ Tưởng đúng là bội phục sát đất lý luận của Mai Hiểu Lâm, cứ như thể chỉ cần phụ nữ gật đầu là đàn ông phải lao vào hiến thân. Xin lỗi, đàn ông cũng có lựa chọn của mình, không phải tất cả đàn ông đều là ngựa giống. Đương nhiên, lời này không thể nói ra được, nếu nói ra, khẳng định sẽ gặp một hồi phản bác không dứt của cô. Hạ Tưởng cố nhổm lên, hai tay đỡ dưới nách Mai Hiểu Lâm, đẩy cô lên, sau đó hắn mới đứng lên nhìn giúp chân cô thế nào. Chân Mai Hiểu Lâm rất đẹp, nắm trong tay xúc cảm hạng nhất. Hạ Tưởng thấy mắt cá chân của cô có một vết thâm, hắn nắm chân cô lắc sang trái phải mấy cái rồi nói. Chỉ là va chạm một chút thôi, không nặng đâu, không bị chật khớp, đừng như công chúa phải gai mồng tơi như vậy. Mai Hiểu Lâm hừ một tiếng, nhanh chóng đi lại tất, nói. Biết anh không đáng tin cậy mà, quên đi,
không cần anh lo. Bỗng nhiên cô lại đứng lên, vui vẻ chạy về phía trước. Hạ Tường bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết là vừa rồi Mai Hiểu Lâm đau thật hay đau giả vờ. Lại đi về phía trước thêm một đoạn đường nữa, Mai Hiểu Lâm ngừng lại, đỡ ba lô từ trên lưng Hạ Tường xuống, lấy từ trong đó ra một cây búa và một ít công cụ. Cô cứ gõ gõ, đập đập vào từng khối đá, chỉ lát sau đã đập vỡ ra không ít, rồi phân loại cho vào trong ba lô. Hạ Tường không hiểu lắm, cứ đi theo bên cạnh ngoan ngoãn hỗ trợ, đưa công cụ, phân loại đá, tóm lại là bị Mai Hiểu Lâm chỉ huy làm đủ mọi việc. Đại khái bận rộn chừng một giờ đồng hồ, cô mới đứng dậy, ưỡn lưng nói. Được rồi, trở về đi. Sau khi về, tôi sẽ gửi mẫu đá lên bạn bè ở Bắc Kinh, nhờ chuyên gia kiểm nghiệm lại một chút. Hạ Tường không khỏi tò mò hỏi. Cô có vẻ cũng hiểu biết về mỏ quặng nhỉ. Nhìn bộ dạng cô vừa rồi trông rất chuyên nghiệp. Cô không phải học về chuyên ngành mỏ địa chất đấy chứ? Không phải. Mai Hiểu Lâm khoát tay, cũng không giấu giếm. Bạn trai trước kia của tôi học chuyên ngành mỏ địa chất. Trước kia tôi cũng không ít lần cùng anh ta lên núi lấy quặng, thường xuyên thấy anh ấy gõ gõ đập đập nên cũng biết một chút. Bạn trai trước kia, vì sao lại chia tay? Hạ Tường không khỏi tò mò, cũng không phải là hắn hiếu kỳ mà là muốn nhân cơ hội hỏi cô một ít chuyện cũ mà thôi. Chia tay thì chia tay, tính cách bất hòa. Anh ta là đàn ông nhưng vừa ích kỷ lại vừa nhỏ mọn. Ngày nào tôi cũng đi theo anh ta chạy khắp núi này núi nọ mà còn không oán giận một câu. Anh ta thì ngược lại, đến nhà tôi một lần, chỉ vì người nhà tôi nói anh ta hai câu, anh ta đã phẩy tay bỏ đi. Lúc đó tôi mới biết, người đàn ông nhỏ mọn lại không có năng lực chịu đựng thì căn bản là không đáng tin cậy. Hạ Tường không ngờ Mai Hiểu Lâm lại kể đầy đủ từ gốc tới ngọn câu chuyện của cô, điều này khiến hắn hơi giật mình. Vậy bạn trai hiện tại đang làm gì? Hạ Tường đơn giản hỏi tiếp, xem cô nói thật hay không. Hiện tại không có bạn trai. Vẻ mặt Mai Hiểu Lâm hơi cô đơn và bất đắc dĩ. Nhưng thật ra có một vị hôn phu, anh ta đang làm một công tác nhàm chán nhất thế giới. Đã nói đến mức độ này mà không hỏi thêm thì không phải là phong cách của Hạ Tường. Hắn hỏi tiếp, làm quan à, rất tốt, có tiền đồ. Với ánh mắt của cô, ít nhất cũng phải là cán bộ cấp cục trở lên nhỉ. Vị hôn phu của cô hiện tại đang nhậm chức ở đâu? Mai Hiểu Lâm rốt cục không hài lòng. Sao anh cứ hỏi mãi không ngừng thế? Hỏi một hai câu là được, anh thì cứ được đằng chân lân đằng đầu. Không nói nữa, hỏi thêm bất cứ vấn đề gì tôi cũng đều không trả lời. Cô cầm một hòn đá ném đi xa, nói tiếp. Tôi còn chưa hỏi việc cá nhân của anh thì ngược lại, còn hiếu kỳ hơn cả đàn bà, cứ hỏi tới hỏi lui. Hạ Tường liền cười ha hả. Tôi cũng không có gì phải giấu giếm cả. Có bạn gái rồi, tình đầu ý hợp. Chỉ có điều tôi muốn giải thích một chút, kỳ thật không phải là tôi tò mò mà tôi nghĩ, với ánh mắt của Phó Bí Thư Mai, không hiểu sẽ coi trọng loại đàn ông như thế nào. Phó Bí Thư Mai khéo léo giỏi giang, có lẽ cũng xuất thân từ gia đình danh giá, có thể nói là tiểu thư khuê các, lại có phong thái thục nữ, người bình thường đúng là không thể xứng nổi. Mai Hiểu Lâm được Hạ Tường khen cũng có chút ngượng ngùng, tuy nhiên vẫn phản đối nói. Tôi là người Bắc Kinh đều thành thật, không nói ba hoa chích chòe. Những lời anh vừa nói một nửa giả một nửa thật đúng không? Hạ Tường cũng không giải thích nhiều. Tin hay không tùy cô. Sau đó hắn mở cửa xe, nói. Mời chị Mai lên xe, là một cu ly đủ tư cách, hôm nay tôi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, hiện tại đưa chị trở về. Trên đường, Mai Hiểu Lâm nhận được điện thoại của bạn từ Bắc Kinh, nói đã có kết quả xét nghiệm, mẫu ADN của hai người gần như trùng nhau, có thể khẳng định hai người là cha con. Mai Hiểu Lâm kinh ngạc hô lên, nắm lấy tay Hạ Tường. Vậy là tốt rồi, chúng ta tìm được cửa khẩu đột phá rồi, có thể từ Du Lệ Cha ra Lệ Triều Sinh. Hạ Tường đang lái xe, bị cô đột nhiên lôi kéo, lết tay lái, xe lắc lư mấy cái mới ổn định được. Hắn không kìm nổi giận dữ nói. Phó Bí Thư Mai, cô đừng kinh động bất ngờ như vậy được không? Tôi đang lái xe, hơn nữa còn là đường núi, rất nguy hiểm. Mai Hiểu Lâm ngượng ngùng cúi đầu. Tôi chỉ kích động nhất thời một chút mà thôi, có sao đâu. Được rồi, lần sau chú ý là được. Mai Hiểu Lâm đã cúi đầu, Hạ Tường cũng không tiện nổi giận. Hiện tại vẫn chưa được, chờ sau khi tài liệu từ Bắc Kinh gửi tới đây, chúng ta sẽ thương lượng bước tiếp theo. Nhớ rõ,
sau khi nhận được tài liệu thì cô phải thông báo với tôi đầu tiên. Hạ Tưởng trịnh trọng dặn dò Mai Hiểu Lâm, hắn không muốn xuất hiện bất cứ vấn đề gì, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ Lệ Triều Sinh không dễ bị vặn ngã như vậy. Khi về tới thị trấn thì trời đã tối, Mai Hiểu Lâm chủ động đề xuất mời Hạ Tưởng ăn cơm, Hạ Tưởng cũng không từ chối. Hai người tìm một chỗ ăn no rồi trở về nhà khách huyện ủy. Hôm sau, Hạ Tưởng cũng nhận được điện thoại của Phùng Húc Quang, nói là đã có kết quả xét nghiệm, có thể khẳng định là quan hệ cha con. Phùng Húc Quang không hỏi nhiều mà chỉ đùa. Chỉ mong đó không phải là con riêng của chú em. Hôm sau, tài liệu chứng minh từ Bắc Kinh và từ thành phố Yến gần như tới tay Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm cùng một lúc. Mai Hiểu Lâm nhận được tài liệu xong lập tức chạy tới phòng làm việc của Hạ Tưởng đầu tiên, hưng phấn nói. Nhận được tài liệu rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta đi tới Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Yến luôn hả? Hạ Tưởng đưa tập tài liệu của hắn cho Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm nhìn thoáng qua, kinh hãi hỏi. Anh có ý gì? Vì sao lại giấu tôi cũng làm xét nghiệm? Có phải không tin tôi hay không? Hạ Tưởng lắc đầu. Phó Bí Thư Mai đừng nóng vội, nghe tôi nói. Chỉ có tài liệu từ Bệnh viện Bắc Kinh làm căn cứ là không đủ để hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại có cả bệnh viện của thành phố Yến chứng minh, hai bút cùng vẽ, người ta bắt buộc phải tin. Đồng thời còn có một điểm, nếu chỉ có một phần tài liệu của Bắc Kinh, một khi gửi đến Ủy ban Kỷ luật, nhất định sẽ có phong thanh lọt đến tai Lệ Triều Sinh. Chỉ cần biết tài liệu giám định từ Bệnh viện Bắc Kinh là y có thể nghi ngờ cô. Hiện tại lại có thêm bệnh viện của thành phố Yến, vậy có thể khiến y bị loạn tầm mắt, không biết hướng nào mà lần. Mai Hiểu Lâm hơi sửng sốt một lát, hiểu ra liền gật đầu. So sánh với anh, tôi vẫn còn kém kinh nghiệm một chút. Phó Chủ tịch huyện Hạ, anh thật sự rất đáng yêu, lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi. Sao không bảo là tôi âm hiểm? Lần đầu tiên bị người khác bảo là đáng yêu, Hạ Tưởng hơi xấu hổ sờ mũi, hơi ngạc nhiên nhìn Mai Hiểu Lâm. Hôm nay sắc thái của cô rất tốt, cũng không mặc bộ quần áo sẫm màu như ngày thường mà đổi sang một bộ váy liền áo màu xanh trông rất tươi trẻ. Hắn liền hỏi. Hôm nay tâm tình cô hình như không tồi nhỉ, có chuyện gì vui à? Cũng chẳng có chuyện gì tốt cả. Mai Hiểu Lâm cũng không hiểu sao trước mặt Hạ Tưởng càng ngày mình càng thả lỏng. Trước kia cô luôn cảm thấy huyện An chẳng có chuyện gì vui cả, mặc dù có Khâu Tự Phong ở đây cũng chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa, cô luôn cảm giác y giống như người xa lạ. Mà gần đây tiếp xúc với Hạ Tưởng, cô mới phát hiện vị phó chủ tịch còn rất trẻ này chẳng những lắm mưu nhiều trí, còn có một mặt khôi hài đáng yêu, càng chủ yếu là hắn cũng rất lớn mật và thận trọng. Trước mặt hắn, cô đã vô tình thả lỏng cảnh giác từ lúc nào không biết. Có những điều cô chỉ nghĩ không dám nói hoặc không muốn nói nhưng chỉ cần hắn vừa hỏi, cô liền không tự chủ được lại nói ra. Gia đình rốt cuộc đồng ý với tôi, trong vòng 2 năm không ép tôi kết hôn. Nói đúng ra là tôi còn có thời gian tự do 2 năm. Trong vòng 2 năm này, tôi phải tranh thủ phát triển, tranh thủ khai phá một mảnh trời đất của riêng mình. Mai Hiểu Lâm nói với ánh mắt kiên định. Hạ Tưởng mỉm cười. Chuyện tốt thì tốt nhưng 2 năm sau thì cô đã 30 tuổi. Nếu không lập gia đình sẽ khó cưới chồng đấy. Không lấy chồng thì thôi, ai bảo phụ nữ nhất định phải lập gia đình chứ? Mai Hiểu Lâm không hề để ý, đáp. Cuộc sống lý tưởng của tôi là sống vô lo vô nghĩ, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, du lịch khắp các cảnh đẹp thế giới. Tuy nhiên hiện tại tôi đã đồng ý với gia đình, phải ở lại tỉnh Yến 2 năm. Sau 2 năm thì tùy ý để tôi sống tự do hay sẽ lập gia đình thì đến lúc đó nói sau. Không đúng, lại nói lạc vấn đề rồi. Đều tại anh, khiến tôi nói đến việc khác. Nói mau, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Mai Hiểu Lâm chợt tỉnh ngộ, bất mãn nói. Hạ Tưởng cầm hai tập tài liệu trong tay, xem đi xem lại mấy lần mới nói. Tìm một cửa hàng photocopy tin tưởng được, sao thành nhiều bản, sau đó gộp hai tài liệu với nhau, gửi cả tới Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của huyện và thành phố. Chờ một chút xem có phản ứng hay không rồi nói sau. Nếu có thì cứ ngồi yên xem biến. Nếu không có, vậy bắt buộc phải động viên lực lượng các mặt, trực tiếp trình lên một số nhân vật mấu chốt. Có tài liệu này chỉ có thể chứng minh Lệ Triều Sinh này lối sống bại hoại, có tình nhân và con riêng, cũng không thể trực tiếp chứng minh y có vấn đề kinh tế. Tôi nghĩ cửa khẩu đột phá nằm trên người Du Lệ. Nếu Du Lệ có thể giải thích vấn đề, khẳng định có thể thu được hiệu quả làm ít được nhiều. Người hữu tình thường có vấn đề về kinh tế,
Kinh nghiệm đã chứng minh, vì bao dưỡng tình nhân, rất nhiều cán bộ lúc đó ăn uống ngày càng tợn. Mai Hiểu Lâm trịnh trọng nói, sắc mặt cô rất nghiêm túc, vẻ mặt trầm tư, toát lên uy thế của người có quyền thế. Lệ Triều Sinh là ủy viên thường vụ, mà trong bộ máy ủy ban kỷ luật thì tôi lại không có ai tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không thì đã có thể cho người của ủy ban kỷ luật âm thầm nhúng tay vào việc này. Hạ Tưởng cũng không tin người của ủy ban kỷ luật, chủ yếu là đối với một huyện thì người trong quan trường qua lại là bình thường. Thị trấn rất nhỏ, mọi người gần như đều biết nhau hết, chỉ cần hơi có chút vô ý sẽ để lộ tin tức. Tin rằng với thủ đoạn và sự cẩn thận của Lệ Triều Sinh, một khi nghe được phong thanh, y có thể hủy hết chứng cớ trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa y có thể khống chế Du Lệ nhiều năm như vậy, muốn Du Lệ phản bội y là rất khó khăn. Bên ủy ban kỷ luật thành phố thì hắn lại không biết ai. Đương nhiên thông qua quan hệ của bác Tào cũng tốt, thị trưởng Trần cũng tốt, khẳng định cũng có thể tìm được người quen. Tuy nhiên nếu cứ như vậy, chẳng may sự việc bại lộ chẳng khác nào trực tiếp đẩy bác Tào hoặc thị trưởng Trần ra đối lập với chỗ dựa của Lệ Triều Sinh. Cho đến nay Hạ Tưởng cũng không dám khẳng định, chỗ dựa của Lệ Triều Sinh cứng rắn tới mức nào. Y khẳng định có người trên thành phố Yến, nhưng cụ thể là ai thì tạm thời không thể hiểu được. Chương 255, phần mộ chôn cao ra. Cô có quan hệ tin cậy trên ủy ban kỷ luật thành phố không? Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm cùng điều tra Lệ Triều Sinh từ trước tới giờ, tuy chưa thể nói hai người là đồng minh kiên định nhưng ít nhất hiện tại cũng là người cùng chung một chiến hào. Cũng có thể tìm được, nhưng không phải rất quen thuộc, cũng không dám tin tưởng 100%. Mai Hiểu Lâm ngẫm nghĩ một chút, lại nói tiếp. Hình như Lệ Triều Sinh và Từ Đức Tuyền qua lại rất chặt chẽ. Tôi không quá khẳng định mà chỉ là nghe đồn một chút. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy Từ Đức Tuyền là kẻ sớm nhất đi theo bí thư thôi, tuy nhiên trong sự kiện xét biên chế cho tổ cải tạo nội đô, trên hội nghị thường ủy đột nhiên phản chiến, ủng hộ thị trưởng Trần. Hạ Tưởng đoán không được hắn sang phe Phạm Duệ Hằng hay là Cao Thanh Tùng, chẳng qua có thể khẳng định một điều, bởi vì Lâm Trận phản chiến, Thôi Hướng nhất định sẽ không tín nhiệm Từ Đức Tuyền nữa. Như vậy Từ Đức Tuyền chắc hẳn đã hoàn toàn chạy sang phe Phạm Duệ Hằng. Nếu như Cao Thanh Tùng là hậu trường của Lệ Triều Sinh, vấn đề có chút phức tạp rồi. Nghĩ đến Cao Thanh Tùng, Hạ Tưởng chợt nhớ đến Nghiêm Tiểu Thì và Bất Động Sản Lĩnh Tiên, gần đây liên hệ không nhiều, cũng không biết khu biệt thự Tây Thủy của bọn họ tiến triển đến đâu rồi. Chẳng qua lời đồn mà Mai Hiểu Lâm nói sợ rằng cũng là hậu trường của cô ở thành phố Yến tiết lộ tin tức cho cô, 89 phần 10 là thật. Biết hậu trường phía sau Lệ Triều Sinh xong, Hạ Tưởng chẳng nhưng không thoải mái mà ngược lại tâm tình càng thêm nặng nề. Vạn nhất hậu trường của Từ Đức Tuyền đúng thật là Cao Thanh Tùng, động Lệ Triều Sinh sẽ chọc vào Cao Thanh Tùng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù kiếp số của Cao gia sắp tới rồi nhưng bánh xe lịch sử đã thay đổi, giả như đến lúc đó Cao gia không xong thì thế nào đây? Giả sử Cao Thanh Tùng còn có thể chống đỡ thêm 1-2 năm nữa vậy làm sao đây? Cứ cho là cuối năm hoặc năm sau Cao Thanh Tùng ngã xuống đi, trước khi lão ngã xuống, phất tay một cái cũng có thể hủy diệt một đám người, vẫn không ai có thể ngăn cản được. Hạ Tưởng không ngờ đến, muốn động một tên Lệ Triều Sinh lại có thể dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, khiến cho người ta trở tay không kịp cũng khó thoát khỏi cảnh ném chuột sợ vỡ đồ. Dù sao hiện tại còn chưa tới thời kỳ mấu chốt đánh ngã Cao gia, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể dẫn đến sự phản kích điên cuồng của đối phương. Đau đầu trước nay chưa từng có. Nếu như hắn đoán không sai, Bất Động Sản Lĩnh Tiên công trình kỳ 2 tiến triển không được thuận lợi, Nghiêm Tiểu thì thời gian gần đây không gọi điện cho hắn, cũng không có tin tức của Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh, phỏng chừng mấy người này đang bận rộn đến sức đầu mẻ chán cũng không chừng, chẳng còn thời gian đâu đi quan tâm hắn. Cứ gửi đi đã, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chú ý vấn đề sao chép. Hạ Tưởng thử hỏi. Tôi đi làm. Tôi quen một của hàng copy, quan hệ rất quen thuộc, đến đó có thể tự mình làm, tương đối an toàn. Mai Hiểu Lâm đứng dậy cầm lấy hai phần tài liệu. Anh cũng suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm như thế nào. Mai Hiểu Lâm vừa đi, Hạ Tưởng liền rơi vào trầm tư. Hắn cũng đã dự đoán Lệ Triều Sinh có bối cảnh, không phải là một người đơn giản, không ngờ, chỗ dựa của hắn lại là Từ Đức Tuyền. Nếu chỉ một người Từ Đức Tuyền cũng không có gì. Nhưng bây giờ vấn đề lại trở nên phức tạp, không biết Từ Đức Tuyền rốt cuộc là người của ai. Suy nghĩ một lát, Hạ Tưởng cảm thấy nhất định phải quan tâm đến tiến triển của biệt thự Tây Thủy, qua lại nhiều hơn với Nghiêm Tiểu Thì.
điện thoại của Nghiêm Tiểu thì vừa thông. Một giọng nói phổ thông mềm mại, nghe ra có chút dày lại chút mỏng. Chủ tịch Hạ, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Hạ chủ động gọi điện cho tôi, có gì chỉ giáo tôi rửa tai lắng nghe đây. Sau lần tụ hội trước, Hạ tưởng không gặp Nghiêm Tiểu thì, cũng không gọi điện thoại, ngẫm lại cũng là bởi gần đây quá mức bận rộn, liền nói. Gần đây bận quá, không có thời gian gọi điện cho Tổng Giám đốc Nghiêm, thật xin lỗi. Tôi muốn hỏi một chút, tiến triển của biệt thự Tây Thủy thế nào rồi? Tôi cũng rất quan tâm đến sự phát triển của bất động sản Lĩnh Tiên, dù sao tôi cũng là người nhìn bất động sản Lĩnh Tiên phát triển mà. Lời nói của Hạ Tưởng khiến cho người ta không chút hoài nghi, Nghiêm Tiểu thì cũng không hoài nghi, trả lời. Vậy tôi trước tiên cảm ơn Phó Chủ tịch Hạ đã quan tâm, chẳng qua gần đây tình huống không quá tốt, tình hình tiêu thụ biệt thự Tây Thủy không được tốt, hiện tại mới bán được vài căn, hơn nữa về sau càng yếu. Hiện tại tôi đang lo lắng vô cùng. Nghĩ hết mọi cách cũng không thể chuyển biến tốt hơn. Cô thở dài, trong giọng nói mang theo tia sầu lo nhẹ nhẹ. Phó Chủ tịch Hạ, nếu có thời gian chúng ta ngồi lại với nhau, tôi muốn nghe ý nghĩ của anh. Nếu là trước kia Hạ Tưởng nhất định sẽ tìm một lý do từ chối, chẳng qua lúc này đang muốn thăm dò tin tức từ miệng của cô, cho nên liền đồng ý. Đâu có, vừa khéo gần đây tôi không quá bận, vậy phải xem khi nào thì thuận tiện cho Tổng Giám đốc Nghiêm. Nghiêm Tiểu thì vừa nghe Hạ Tưởng đồng ý sảng khoái như vậy, vui vẻ nói. Thật tốt quá, hay là tối nay đi. Dường như sợ Hạ Tưởng đa tâm, cô ta vội bổ sung thêm một câu. Tôi hẹn thêm mấy người Kiến Viễn và Phạm Tranh cùng đi, vẫn ở Tụ Hiền Sơn Trang, thế nào? Hôm nay, Hạ Tưởng có chút do dự, liếc nhìn lịch của ngày hôm nay lại cười, hóa ra hôm nay là thứ bảy, thật đúng là hồ đồ, liền nói. Được. Một giờ sau tôi đến. Tụ Hiền Sơn Trang nằm ở phía tây thành phố Yến, Hạ Tưởng lái xe từ huyện An đi đến, không đến một tiếng đồng hồ đã đến nơi, so với đi vào trung tâm thành phố thì cũng không lâu hơn. Nhớ lại một khoảng thời gian chưa gặp Tiếu Giai, hắn quyết định sau buổi tụ hội hôm nay sẽ đi tìm Tiếu Giai. Tào Thù Lệ đã nghỉ hè, hiện tại đang đi theo Cao Lão điều tra hạng mục gì đó, chắc hẳn rất bận rộn, nếu không cuối tuần cô bé nhất định gọi điện cho Hạ Tưởng. Nếu không gọi điện, chắc hẳn cô cũng bận rộn không có thời gian. Chỉ một lát sau Mai Hiểu Lâm đã trở lại, tài liệu đã được copy xong, cô đưa hai bản gốc giao lại cho Hạ Tưởng. Anh giữ đi, phần copy giao cho tôi lập tức đi gửi. Giao hẹn xong, cô còn nói. Tối nay tôi lên thành phố xem một chút, móc nối quan hệ một chút. Vậy cô chờ một chút. Hạ Tưởng gọi Mai Hiểu Lâm lại, cười nói. Vừa khéo. Tối nay tôi cũng trở về, hay là đi cùng? Mai Hiểu Lâm đã đi đến cửa, quay đầu lại tươi cười rạng rỡ. Vậy được, chờ tôi một chút, trước tiên sửa sang lại tài liệu sau đó đem lên thành phố Yên gửi. Gửi ở huyện An rất dễ bị bại lộ. Mai Hiểu Lâm đã thông minh hơn, cũng biết bố trí mê trận, không tệ, có tiến bộ. Trên đường đi hai người cũng không nói năng gì, hôm nay gần như ở cùng nhau cả ngày cái gì nên nói đã nói hết cả rồi. Mai Hiểu Lâm dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cô hình như mệt mỏi, sắc mặt nổi lên một tầng đỏ hồng. Hạ Tưởng ngập ngừng một chút rồi hỏi. Đi gió lại bị cảm mạo rồi phải không? Có thể bị chút. Mai Hiểu Lâm vừa nói liền ho khan vài cái. Thể chất của tôi yếu, không ra gió được, lại miễn cưỡng kết quả bị bệnh luôn. Hạ Tưởng cảm thấy áy náy. Sao không nói sớm, nếu nói sớm tôi nhất định sẽ không mở cửa sổ. Cô giấu giếm không nói, hiện tại bệnh rồi, hóa ra là tại tôi. Không trách anh, là bản thân tôi nhiều bệnh vặt, không chịu được gió. Mai Hiểu Lâm cười gượng gạo. Không sao, uống vài viên thuốc là tốt thôi, rất nhanh, tôi cũng đã quen rồi. Đến thành phố Yến, Hạ Tưởng muốn đi mua thuốc cho Mai Hiểu Lâm nhưng cô không đồng ý, nói là bản thân có thể ứng phó được, để cho Hạ Tưởng đi làm việc của mình. Chào tạm biệt Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng đột nhiên phát hiện ra, so với lúc đầu, Mai Hiểu Lâm bây giờ hình như đã thay đổi rất nhiều. Là ảo giác của bản thân hay là bởi vì sau khi bị bệnh mà cô trở nên yếu ớt như vậy? Khi đến Tụ Hiền Trang, Cao Kiến Viễn, Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì đã đến. Hạ Tưởng đậu xe, vừa xuống xe liền nghênh đón ánh mắt phức tạp mà ghen tị của Cao Kiến Viễn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó suy nghĩ liền hiểu ra, hóa ra hắn nhìn thấy bản thân đi xe của Liên Nhược Hạm. Nghĩ đến đây lại nhớ đến Liên Nhược Hạng, Hạ Tưởng bước dài đi về phía trước bắt tay với Kiến Viễn,
Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu Thì. Nói chuyện xong, mấy người đến một căn phòng tao nhã trong sơn trang, Cao Kiến Viễn làm chủ gọi đồ ăn, trong lúc đợi đồ ăn mang lên, hắn đi thẳng vào chủ đề. Hạ Tưởng, công trình đợt thứ hai tiền đồ không ổn, anh có biện pháp nào tốt không? Phạm Tranh lại không khách khí như vậy, nói. Tôi nói Hạ ca, chẳng phải anh nói người giàu ở phố Yến rất nhiều, chỉ cần xây biệt thự không cần lo không bán được sao? Hiện tại biệt thự Tây Thủy tại sao lại bán không được? Tài chính của chúng tôi bây giờ đều đã xảy ra vấn đề. Bất động sản đầu tư rất lớn, Hạ Tưởng tự nhiên hiểu rõ trong lòng, biệt thự Tây Sơn đợt thứ nhất cũng xem như kiếm được, đợt thứ hai đầu tư công trình Tây Thủy tựa như muối bỏ biển, tài chính liên tục xảy ra vấn đề hơn nữa sợ rằng lỗ hổng còn có thể rất lớn. Hạ Tưởng cũng không khách khí phản bác lại Phạm Tranh. Phạm lão đệ, lời này của cậu có chút suy tâm đi. Tôi đã từng nói biệt thự không lo không bán được sao? Tôi chỉ nói khu biệt thự lần thứ nhất không lo không bán được chứ không nói lần thứ hai nhất định bán chạy. Hắn quay đầu sang nhìn Nghiêm Tiểu Thì. Tổng giám đốc Nghiêm cho một lời công bằng đi, khi các vị làm công trình thứ hai, tôi có nói câu nào như vậy không? Cao Kiến Viễn trong lòng hoảng sợ, cẩn thận suy nghĩ một lúc mới nhận ra, biệt thự lần một bọn họ bán không tệ, lần thứ hai từ lập kế hoạch đến thi công căn bản là không hề hỏi qua ý kiến của Hạ Tưởng. Đúng là lần trước khi mời Hạ Tưởng đẩy mạnh tiêu thụ biệt thự Tây Thủy, hắn cũng không nói biệt thự Tây Thủy tiền đồ lạc quan. Quả nhiên như Hạ Tưởng nói, từ đầu đến cuối hắn lạc quan với lô biệt thự đầu, chỉ nói là người đầu tiên được ăn trước. Hay nói một cách khác, hắn chỉ nói biệt thự Tây Sơn sẽ bán chạy mà thôi, chưa từng nói biệt thự Tây Thủy cũng có thể bán chạy. Hạ Tưởng thực sự có ánh mắt buôn bán sâu sắc như vậy. Ánh mắt Cao Kiến Viễn trở nên nóng bỏng, cũng có chút khó tin tưởng. Nhưng không tin cũng không có biện pháp, quả thật Hạ Tưởng chưa từng phát biểu về cái nhìn đối với sự phát triển của biệt thự Tây Thủy. Nghiêm Tiểu Thì càng khó giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, cô lấy tay che miệng khẽ a lên một tiếng. Chủ tịch Hạ, ánh mắt của ngài thật chuẩn, có thể phân tích nguyên nhân thất bại của biệt thự Tây Thủy cho chúng tôi không? Phạm Tranh vẫn không phục nói. Ta không hiểu, nếu Hạ ca đã biết trước biệt thự Tây Thủy sẽ không dễ bán, vì sao trước đó không nhắc nhở chúng tôi? Lời này vừa được nói ra, Cao Kiến Viễn ánh mắt như điện bắn thẳng vào hai mắt của Hạ Tưởng. Cao Kiến Viễn nổi lòng nghi ngờ. Hạ Tưởng không chút hoang mang, khẽ cười. Phạm lão đệ nói sai rồi, tôi chỉ nói biệt thự Tây Sơn chắc hẳn dễ bán, còn về phần tiền đồ của biệt thự Tây Thủy. Tôi không phải là nhà tiên tri, lại càng không phải chuyên gia phân tích, sao dám kết luận bừa bãi đây? Thị trường biến hóa thất thường, ai dám nói bản thân có thể nắm chắc động mạch của thị trường đây? Lại nói, biệt thự Tây Thủy tiến hành quá nhanh, hình như khi tôi biết được đã thiết kế xong phương án rồi, hơn nữa không có ai đến hỏi ý kiến của tôi cả. Hắn cố ý vô ý liếc nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái, lại nói. Tổng Giám Đốc Nghiêm chắc hẳn là người nắm bắt thị trường tốt nhất trong số chúng tôi, mời Tổng Giám Đốc Nghiêm nói một chút, đừng nói tôi không phải là người trong ngành, cho dù là nhân vật tinh anh trong giới bất động sản, ai lại dám bảo đảm hạng mục mới mở nhất định có thể kiếm được tiền. Nghiêm Tiểu Thì oán giận nhìn Phạm Tranh. Phạm Tranh, anh oán giận Phó Chủ tịch Hạ có lợi ích gì? Lúc trước chính anh không kiềm chế được muốn lập tức chạy tới Tây Thủy, cho rằng nhất định có thể buôn bán lớn. Hiện tại tiền đồ thảm đạm, anh lại muốn đổ tội cho Phó Chủ tịch Hạ, đạo lý ở chỗ nào đây? Cao Kiến Viễn suy nghĩ trước sau một phen, tìm không được lý do trách cứ Hạ Tưởng, lại bất mãn nói với Phạm Tranh. Sau này nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng há miệng mắc quai. Nói lời không có trình độ, đánh mất người của mình. Phạm Tranh mất thể diện, đứng dậy nói. Tôi nhận sai còn không được sao? Chẳng phải tôi nóng ruột sao? Xin lỗi Hạ ca, tôi không nên trách anh. Sau đó gật đầu với Cao Kiến Viễn. Tôi ra ngoài hít thở không khí, đừng khó chịu. Phạm Tranh đi rồi, Cao Kiến Viễn lắc đầu thở dài. Năng lực chịu đựng quá kém, thích mạo hiểm dễ sai lầm, so với Hạ Tưởng thì kém hơn không ít. Nghiêm Tiểu Thì cũng nói, anh họ tôi còn không đủ thành thục, nếu anh ta có được sự thận trọng như Phó Chủ tịch Hạ sẽ không đưa bất động sản Lĩnh Tiên vào ngõ cụt. Hạ Tưởng xua tay, người mình cả đừng khen nhau. Lại quay sang hỏi Nghiêm Tiểu Thì, bất động sản Lĩnh Tiên chẳng phải là sàn diễn của Tổng Giám Đốc Nghiêm sao? Nghiêm Tiểu Thì mỉm cười, liếc nhìn Cao Kiến Viễn một cái, thấy hắn không có ý phản đối mới nói. Mặt ngoài là tôi định đoạt.
kỳ thật phương pháp chính vẫn là Phạm Tranh đưa ra. Kiến Viễn không thích quản lý, việc gì cũng do tôi và Phạm Tranh thương lượng đưa ra đối sách. Nói thật cũng có điểm tự cho mình là đúng. Cao Kiến Viễn ngồi bên cạnh xấu hổ cười nói. Biệt thự Tây Thủy cũng không phải do một mình Phạm Tranh quyết định, là cậu ta đề xuất, hai người chúng tôi đều không phản đối, cho nên chúng tôi cũng có trách nhiệm. Hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, là lúc cần biện pháp giải quyết. Chủ tịch Hạ có biện pháp hay nào có thể giúp chúng tôi thoát khỏi khốn cảnh trước mắt này không? Trong đôi mắt đẹp của Nghiêm Tiểu thì tràn ngập sự chờ mong nhìn Hạ Tưởng. Tôi cũng không phải thần tiên. Hạ Tưởng nhún vai lắc đầu cười khổ. Sự lựa chọn của thị trường rất thảm khốc, ai cũng không có biện pháp làm thay đổi quy luật thị trường, tôi cũng bất lực. Hạ Tưởng nói rất thật, hắn không có biện pháp, cũng không thể nghĩ ra thủ đoạn tiêu thụ nào mà có thể bán sạch những biệt thự ế kia trong một đêm. Đương nhiên, cho dù có hắn cũng sẽ không cứu Cao Kiến Viễn lần này, bởi vì theo sự sụp đổ tài chính của bất động sản Lĩnh Tiên, dần dần sẽ nổi lên càng nhiều vấn đề, hạng mục biệt thự Tây Thủy là một cái hố lớn, có thể trở thành phần mộ chôn Cao gia. Đồng thời, ở kiếp trước của hắn, núi Tây Thủy kỳ thật là nơi xây dựng mộ phần. Chẳng qua hiện tại đã bị Cao Kiến Viễn đoạt trước, khai phá thành biệt thự, có lẽ trên đời này thật sự có thuyết phong thủy, chỗ người chết không nên xây nhà cho người sống, bán không được như bình thường. Thấy Cao Kiến Viễn và Nghiêm Tiểu thì đều lộ ra vẻ mặt thất vọng, Hạ Tưởng lại nói. Giai đoạn hiện tại chỉ có thể áp dụng mấy thủ pháp buôn bán như giảm giá khuyến mãi, tăng mạnh tuyên truyền, mặt khác. Tài chính xuất hiện vấn đề có phải không? Cao Kiến Viễn gật đầu không nói gì, Nghiêm Tiểu thì thần sắc ảm đạm trả lời. Vấn đề còn rất nghiêm trọng, tài chính xuất hiện lỗ hổng 200 triệu, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không giải quyết được. Bởi vì Kiến Viễn vận dụng các mối quan hệ, từ ngân hàng vay được 100 triệu, hiện tại đang xin vay thêm một lần nữa, khó khăn rất lớn, ngân hàng cũng sợ không dám gánh thêm trách nhiệm. Chắc là Cao Kiến Viễn không dám đùa quá lớn. Nếu không bằng vào mặt mũi Cao Thanh Tùng, ngân hàng cho vay thêm cũng không phải vấn đề lớn. Có thể Cao Kiến Viễn tính cẩn thận, cũng có thể hắn không nhìn ra tiền đồ phát triển của Tây Thủy, không có ý cứu giúp mãnh liệt, xem ra, hắn có ý buông tha biệt thự Tây Thủy. Chỉ là, từ thất bại màn hình tinh thể lỏng, lại đến thất bại biệt thự Tây Thủy, trải qua hai lần thất bại, lấy bản tính kiêu ngạo và tự cho mình là đúng của Cao Kiến Viễn, hắn có thể thừa nhận lần thất bại này không? Hạ Tưởng âm thầm quan sát Cao Kiến Viễn, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, nỗ lực giữ vững phong độ bất động như núi, nhìn không ra Cao Kiến Viễn cũng có thể bình tĩnh như vậy. Nghe Nghiêm Tiểu thì nói hạng mục biệt thự Tây Thủy về cơ bản đã lấy lỗ lớn làm kết quả, trong lòng hắn không sốt ruột chút nào sao. Lại cẩn thận quan sát, Hạ Tưởng mới chú ý đến khăn trải bàn trước mặt Cao Kiến Viễn run nhẹ nhẹ, đã bán rẻ vẻ ngoài bình tĩnh của hắn. Rõ ràng rồi, hắn đang cố gắng trấn tĩnh, bảo trì phong độ. Nghĩ lại hắn cũng đủ mệt mỏi rồi. Hạ Tưởng cảm thấy hắn đáng thương, thất bại cũng không thể nói ra thống khoái, còn phải giả bộ nhẹ nhàng. Làm người thất bại không sao, làm ăn thất bại cũng không vấn đề, nhưng không thể để người khác chỉ trích hắn không có phong độ. Cao Kiến Viễn, thật có cá tính. Hạng mục núi Tây Thủy hiện tại tình huống thế nào? Hạ Tưởng muốn hỏi chính là biệt thự ở đây cũng đã xây xong. Phạm Tranh nói, lần này phải nhanh chóng thu hồi tài chính. Cho nên đồng thời khởi công mấy chục tòa biệt thự, hiện tại đã xong cơ bản, tiền đất, tiền xây dựng còn các phí dụng khác nữa vẫn chưa được kết toán. Bây giờ còn chưa truyền ra tin tức, chỉ cần lộ ra tin tức, biết hiệu quả tiêu thụ biệt thự không tốt, văn phòng bất động sản Lĩnh Tiên lập tức đầy người đến đòi nợ. Nghiêm Tiểu thì mặc một chiếc váy dài toát ra vẻ đẹp động lòng người, đáng tiếc, hiện tại hoàn toàn không có nét phong tình, trên trán đầy vẻ sầu lo. Đất đai nhà cửa vốn là hai tầng sinh tử. Lời thì lời rất nhiều tiền đếm đến mỏi tay, thua lỗ cũng sẽ đền đến táng ra bại sản. Hơn nữa Phạm Tranh mắc phải sai lầm liều lĩnh làm bừa, thành phố Yến vốn là nơi nền kinh tế kém phát triển, hiện tại so với 5-6 năm sau thì bất động sản còn kém một ít lửa nóng. Hơn nữa người thành phố Yến tương đối bảo thủ, cho dù có tiền cũng không nhất định thích sống trong biệt thự. Biệt thự Tây Sơn có thể bán chạy chủ yếu là bởi dính chút ánh sáng địa lợi, hơn nữa hoàn cảnh tốt lại an toàn. Lại là khu biệt thự xa hoa nhất của thành phố Yến, có một số người vì lòng ham mới lạ, hoặc thích biểu hiện thân phận cho nên mới mua một tòa. Nhưng bên núi Tây Thủy lại khác, thứ nhất là bởi cách thành phố quá xa, hai là hoàn cảnh mặc dù không tồi có sông có núi nhưng xung quanh Tây Thủy hoang vắng không có nhân khí, toàn là đất ruộng, giao thông không tính là phát triển,
chủ yếu nhất là Tây Thủy nằm ở giữa bình nguyên lớn, nhìn qua thập phần một ngạt, nhìn thế nào cũng thấy giống một khu mồ mả. Chương 256, biểu lộ trung tâm với Tống Chiêu Độ. Trong lòng người có tiền là cầu phúc cầu trường thọ, cũng chẳng phải tính trước sau khi chết, cho nên không bán được cũng là chuyện trong tình lý. Nghĩ lại đời sau cũng không biết ai là người đã khai phá Tây Thủy thành khu nghĩa địa, Hạ Tưởng cảm thấy người đó thật tinh mắt, không chừng đó là một thầy phong thủy. Nếu núi Tây Thủy giao cho tập đoàn Đạt Tài khai phá, gặp phải loại tình huống này tập đoàn Đạt Tài có phương pháp đối phó hay không? Cao Kiến Viễn đột nhiên hỏi một câu. Hạ Tưởng hiểu được Cao Kiến Viễn đã tuyệt vọng muốn thử bằng mọi cách, hắn muốn mượn lời mình dò hỏi ý kiến của nhân sĩ trong ngành của tập đoàn Đạt Tài, xem thử xem có kế sách khởi tử hồi sinh nào hay không. Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền nói. Đợi hôm nào đó tôi hẹn Thẩm Lập Xuân gặp mặt, thỉnh giáo hắn một chút. Nếu là việc của Kiến Viễn, nên giúp thì giúp, mặc kệ có hiệu quả hay không chỉ hy vọng có thể tận lực giảm thiểu tổn thất. Cảm ơn cậu, Hạ Tưởng. Cao Kiến Viễn chân thành nói. Có chuyện gì cần tôi giúp cứ việc nói, không cần khách khí. Nghiêm Tiểu thì chen vào nói. Đúng vậy, Phó Chủ tịch Hạ giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi quả thật đã không giúp ngài được điều gì. Ở huyện An công tác có thuận lợi không? Cô lại nhìn sang Cao Kiến Viễn. Kiến Viễn ở huyện An có người quen nào không? Cao Kiến Viễn lắc đầu. Không có, tôi không cảm thấy hứng thú đối với chuyện trong quan trường. Bí thư của huyện An là Lý Đinh Sơn, có ông ta ở đó Hạ Tưởng sẽ không bị bắt nạt. Chẳng lẽ Cao Kiến Viễn không biết Lệ Triều Sinh? Nói như vậy Lệ Triều Sinh là người của Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng lại cười. Kiến Viễn chí hướng rộng lớn, chỉ bằng sức lực một người lăn lộn thương trường khiến cho người ta bội phục. Đúng rồi, lần trước gặp Văn Dương một lần ở Tụ Hiền Sơn Trang, lâu rồi không có tin tức của anh ta bây giờ vẫn tốt chứ? Văn Dương à? Cao Kiến Viễn cười đầy thâm ý, liếc nhìn Nghiêm Tiểu thì một cái. Nghiêm Tiểu thì biết rõ ràng liền tiếp lời nói. Văn Dương bởi vì tham ô tiền công, bị kết án chung thân. Thật không ngờ Văn Dương lại là loại người như vậy. Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên điều là hắn kinh ngạc thật sự không phải là mức án của Văn Dương mà là thủ đoạn tàn nhẫn của Cao Kiến Viễn. Hạng mục màn hình tinh thể lỏng thất bại, lấy Văn Dương làm dê thế tội. Văn Dương xem như là bị trừng phạt đúng tội, chẳng qua dù sao hắn cũng là người nắm giữ không ít bí mật không ai biết của Cao Kiến Viễn. Nói ví dụ như, 10 triệu tài chính của Cao Kiến Viễn là từ đâu mà có, với sự khôn khéo của Văn Dương hắn nhất định không cam lòng bị Cao Kiến Viễn đâm cho một đao. Chẳng qua hắn không có cơ hội để nói, nếu như có thể cho hắn một cơ hội công bố, hắn nhất định sẽ nắm lấy thật chặt không chịu buông ra. Hạ Tưởng âm thầm hạ quyết tâm. Bữa ăn mãi đến 9 giờ mới kết thúc, Hạ Tưởng không tìm được cơ hội hỏi xem Từ Đức Tuyển rốt cuộc là người của ai, hắn sợ khiến cho Cao Kiến Viễn đề phòng. Hơn nữa Cao Kiến Viễn không có hứng thú nói chuyện, cũng may có Nghiêm Tiểu thì ở bên cạnh khơi chủ đề, cũng không xem là chán ngắt. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Hạ Tưởng mang theo chút tiếc nuối đứng dậy chào tạm biệt, Cao Kiến Viễn tiễn hắn ra cửa, Nghiêm Tiểu thì đưa hắn lên xe. Hạ Tưởng khởi động xe, chuẩn bị rời đi thì điện thoại của Nghiêm Tiểu thì vang lên. Bãi đậu xe cách của hàng một đoạn, thời tiết lại nóng, Nghiêm Tiểu thì liền mở cửa xe ngồi lên, cười nói. Thời tiết nóng quá, tôi nhờ một lát, ngồi trong xe anh mát một chút, nghe cuộc điện thoại. Hạ Tưởng khởi động điều hòa, thấy Nghiêm Tiểu thì nghe điện thoại cũng không tránh hắn, hắn cũng không cần phải xuống xe chịu nóng, ngồi yên ở đó. Nghiêm Tiểu thì sau khi nghe điện thoại, đầu tiên là nói vài câu. Bỗng kinh ngạc cao giọng nói. Bằng hữu của trưởng ban thư ký Từ, một vị thường ủy huyện An. Theo bản năng cô liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, chẳng qua vẫn không có ý tránh Hạ Tưởng, lại nói. Một vị bí thư đảng ủy của một xã thì có bao nhiêu tiền? Hắn sao có thể một lần mua hết 5 cái biệt thự? Được, mặc kệ, nếu hắn đã muốn mua vậy để hắn chọn, coi như là một vị khách sộp đi. Cũng cho hắn một chút ưu đãi thích hợp. Ngắt điện thoại. Nghiêm Tiểu thì hứng thú hỏi một câu. Trưởng ban thư ký Từ, Phó Chủ tịch Hạ chắc hẳn biết ông ta. Trái tim của Hạ Tưởng đập bình bịch, không ngờ một cuộc điện thoại của Nghiêm Tiểu thì lại bất ngờ để cho hắn cho được thu hoạch lớn. Hắn mạnh mẽ áp chế niềm vui sướng trong lòng, gật đầu nói. Nghe nói qua, chỉ là không quen biết, cao quá với không tới. Nghiêm Tiểu thì không hề đề phòng với Hạ Tưởng, cô cười hì hì. Phó Chủ tịch Hạ thật biết nói đùa. Nói gì mà với cao,
trưởng ban thư ký Từ là người một nhà, ngài muốn làm quen rất đơn giản, khi nào có thời gian để Kiến Viễn an bài một chút là được. Khối đá nặng trong lòng Hạ Tưởng rốt cuộc được thả xuống, xác định Từ Đức Tuyền đã dựa vào Cao Thanh Tùng, cũng chẳng khác nào động đến Lệ Triều Sinh thì có thể kinh động đến Cao Thanh Tùng, thật đúng là rút dây động rừng, khiến cho lòng người khó an. Chẳng qua nếu như thật có thể từ trên người Lệ Triều Sinh thăm dò được mối liên hệ với Cao Thanh Tùng, có thể đẩy nhanh ngày Cao ra rớt đài hay không? Không cần đâu, người ta đường đường là thưởng ủy thành ủy, tôi cấp bậc quá thấp, quen biết cũng không có tác dụng lớn, còn không tác dụng bằng nương nhờ vào một vị thường ủy ở huyện An. Tin tức mới nghe được khiến cho Hạ Tưởng khiếp sợ tuyệt đối, hắn cố ý dẫn dắt hướng câu chuyện, muốn nghe chứng thật từ chính miệng của Nghiêm Tiểu Thì. Cũng dễ thôi, rất dễ, Lệ Triều Sinh ở huyện An là người của trưởng ban thư ký Từ, bớt chút thời gian tôi gọi cho trưởng ban thư ký Từ, Lệ Triều Sinh nhất định sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Thất bại của biệt thự Tây Thủy trước mắt, so với Phạm Tranh nóng ruột vội vàng, Cao Kiến Viễn mất mát mà nói, Nghiêm Tiểu Thì hình như không lo lắng lắm. Lúc nói chuyện cô rất thích cười, một câu nói chưa hết mà cười đến 3-4 lần. Chỉ có điều tôi cảm thấy kỳ lạ, huyện An không giàu có, Lệ Triều Sinh chẳng qua chỉ là một bí thư đảng ủy xã, hắn làm sao lại có nhiều tiền như vậy. Một lúc mua những năm khu biệt thự, muốn mua Kiến Viễn thì đúng hơn. Theo như tôi thấy, mục đích của hắn đã đạt được rồi, phỏng chừng ngày mai tên của hắn đã rơi vào tai bí thư tỉnh ủy rồi. Một vị bí thư đảng ủy xã được bí thư tỉnh ủy nhớ kỹ không muốn thăng quan cũng khó. Nghiêm Tiểu Thì nói chuyện giống như là đang tự nói cho bản thân nghe, lại giống như nói cho Hạ Tưởng nghe. Trong lòng Hạ Tưởng có chút áy náy, cái gọi là nghe nói vô tình người nghe có tâm chính là như vậy, Nghiêm Tiểu Thì không biết rằng mấy câu nói vừa rồi của cô có trợ giúp rất lớn đối với Hạ Tưởng. Mà trợ giúp Hạ Tưởng cũng tương đương với việc ngày Cao ra rơi đài lại sớm hơn một chút, chẳng khác nào cô ta đang tự đào hố chôn mình. Hạ Tưởng âm thầm thở dài, đừng trách tôi, Nghiêm Tiểu Thì, trách chỉ trách cô là biểu muội em họ của Phạm Tranh, tham gia buôn bán với Cao Kiến Viễn, hơn nữa còn kiếm tiền phi pháp. Bất kể thế nào cô cũng không thoát khỏi hiểm nghi, trợ trụ vi ngược, giúp vua trụ làm điều ác. Chào tạm biệt Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng lái xe chạy thẳng đến Tào gia, trên đường đi một mực nghĩ đến chuyện Lệ Triều Sinh vì thăng quan mà có thể hạ đủ khí lực, thật hạ đủ tiền vốn. Vấn đề là hắn từ nơi nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Cho dù hắn tham ô toàn bộ tiền cây giống của nhà vườn năm nay cũng không đủ mua 5 căn biệt thự mà. Xem ra sự kiện này chỉ là một góc núi băng của hắn, không chừng còn ẩn giấu rất nhiều bí mật ở sau lưng không một ai hay biết. Trong lòng Hạ Tưởng có chút hưng phấn, nguyên bản cho rằng Lệ Triều Sinh chỉ là dạng tôm tép nhỏ, không ngờ được hôm nay ngoài ý muốn nghe được hắn ra tay hào phóng như vậy, dĩ nhiên là một con cá lớn. Đến Tào gia, hiếm thấy khi nào mọi người đều có mặt ở nhà như vậy. Tào Thù Quân đã vài ngày không gặp Hạ Tưởng, vừa thấy Hạ Tưởng liền vui mừng nói. Bây giờ không thấy anh rể thật rất nhớ, xem ra, ngay cả em đều đã quen với sự tồn tại của anh rồi, trên cơ bản anh cưới chị em đã thành định cục, chạy không thoát. Sau đó hắn đi tới bên người Hạ Tưởng ngửi tới ngửi lui. Tạm được, không có mùi nước hoa, hiện tại em thay chị em thường xuyên kiểm tra anh. Đàn ông bây giờ đều không đáng tin, nhất là đàn ông ưu tú như anh. Hôm nay Hạ Tưởng có việc muốn nói với Tào Vĩnh Quốc, không để ý tới hắn liền nói. Cậu sang bên ngồi mát một lát, tôi có việc muốn nói với bác Tào. Nhất định là muốn tính kế người khác, người trong quan trường người nào cũng là lão cáo già thành tinh. Tào Thù Quân tỏ ra vô cùng đau đớn. Sau này tôi lập chí làm một chuyên gia quân sự, nghiên cứu học vấn, không tham gia quan trường ô trọc. Ngay lập tức ăn một cước của Tào Thù Lệ, cô bé chu mồm vô cùng bất mãn nói. Làm nhảm vô nghĩa nữa chị nói mẹ bắt em đổ rác, rửa bát. Việc chính không làm, mỗi ngày bát nháo vậy sao vào đại học, học đến ngu ngốc rồi phải không? Hạ Tưởng liền cười. Cậu ta thuộc vào thế hệ bị đại học hủy diệt rồi. Tào Thù Quân nói không lại hai người hậm hực bỏ đi. Sau này tôi sinh con nhất định sinh con trai, con gái toàn là hướng ngoại. Vương Vu Phân nghe vậy cười tủm tỉm không phản bác. Trong thư phòng, Hạ Tưởng kể lại cho Tào Vĩnh Quốc nghe toàn bộ từ chứng cứ thu được về Lệ Triều Sinh khi liên thủ với Mai Hiểu Lâm cho đến tin tức nghe được từ chỗ Cao Kiến Viễn. Hắn biết, nhất định phải để cho bác Tào hiểu được tình hình thực tế, bởi vì bước tiếp theo của hắn nhất định phải vận dụng quan hệ của bác Tào, cần được bác Tào ủng hộ mạnh mẽ. Chỉ có điều,
hắn chỉ nói muốn đẩy ngã Lệ Triều Sinh mà không nói tới khả năng liên quan đến Cao Thanh Tùng. Tào Vĩnh Quốc nghe xong thật lâu không nói gì, ông liên tiếp hút hai hơi thuốc mới chậm rãi nói. Nói cách khác, hiện tại đã không thể thu tay lại nữa. Hạ Tưởng gật đầu. Cho dù cháu muốn thu tay cũng khuyên không được Phó Bí Thư Mai. Trên thực tế cháu cũng đang giúp đỡ cô ta, chậm rãi điều tra ra được một vài tin tức ngoài ý liệu. Không có sự tham gia của cháu, Phó Bí Thư Mai cũng khẳng định điều tra, chỉ là tiến triển sẽ không được nhanh như vậy mà thôi. Chẳng qua nếu đã để cháu biết mà không điều tra một phen, vậy cũng không có gì để nói nữa. Ý của cháu là để cho Định Quốc ra mặt, âm thầm đến nhà giam tiếp xúc Văn Dương nhìn xem hắn có thể cung cấp một ít bằng chứng liên quan hay không. Tào Vĩnh Quốc day day Thái Dương, thần sắc có chút lo lắng. Phiêu lưu quá lớn, cháu đã từng suy nghĩ qua nếu chẳng may chuyện có biến sẽ gánh chịu hậu quả gì chưa? Để Cục trưởng Cục Công an Tôn Định Quốc âm thầm tìm người đến trại giam tiếp xúc Văn Dương, đây không phải việc khó, cũng rất dễ giấu người khác. Dù sao cũng nằm trong khống chế của mình, ở trong cùng một hệ thống người một nhà có không ít. Hạ Tưởng không phải là không lo lắng đến hậu quả, mà hắn biết, hiện tại Cao Kiến Viễn đang ở thời kỳ mấu chốt, Lệ Triều Sinh khẩn cấp nhảy ra, mượn cơ hội mua biệt thự tỏ thành ý với Cao gia, biến thành lễ vật, cũng là nhìn thấy có cơ hội có thể xen vào. Hơn nữa theo như dự đoán của hắn, Lệ Triều Sinh và Cao Kiến Viễn không chỉ có chút quan hệ đó, nhất định đã từng tiếp xúc trước đó, cũng đã hiểu biết nhau đến trình độ nào đó mới dám hạ bút tiền vốn lớn như vậy. Phiêu lưu lớn đúng là lớn thật, chỉ riêng tên Từ Đức Tuyền đã khiến cho bác Tào cố kỵ ba phần rồi, dù sao hắn cũng là thường ủy thành ủy. Nhưng từ Lệ Triều Sinh đến Từ Đức Tuyền, rồi đến Cao Kiến Viễn cuối cùng liên lụy đến Cao Thanh Tùng, một loạt phản ứng dây chuyền liên tiếp, Hạ Tưởng tin rằng thao tác thỏa đáng có thể khiến cho càng nhiều vấn đề ẩn giấu trước kia của Cao Thanh Tùng nổi lên. Có thể khiến cho Cao gia trước nửa năm thậm chí ba tháng rơi đài cũng là một việc tốt. Lại thêm chuyện của Văn Dương, Cao Kiến Viễn đóng vai diễn mở ám, Văn Dương là tên bỉ ổi, phẩm hạnh bình thường nhưng hắn còn không có lá gan đi tham ô tiền của Cao Kiến Viễn, phán hắn chung thân quả thực là hơi nặng một chút. Cũng chính bởi hình phạt quá nặng mà Văn Dương mới không cam lòng, trong chuyện này báo chí có vai trò lớn. Cả sự kiện mặc dù rắc rối phức tạp nhưng Hạ Tưởng tin chỉ cần hắn nhìn chằm chằm vào Lệ Triều Sinh, triệt để điều tra vấn đề sau lưng Lệ Triều Sinh nhất định có thu hoạch lớn. Phiêu lưu quả thực không nhỏ, nhưng nếu Phó Bí Thư Mai cũng tham dự cô ta cũng có một phần lực lượng có thể mượn dùng, chúng ta chỉ cần thuận thế mà đẩy thêm là được. Cơ hội lần này vô cùng tốt không thể bỏ qua, hơn nữa Lệ Triều Sinh làm việc quả thực quá mức, toàn xã ngàn mẫu ruộng tốt biến thành hoang phế, người dân thật đáng thương. Hạ Tưởng biết bác Tào luôn bảo thủ. Hắn chỉ có thể từ hai phương diện là dân chúng mệnh khổ và không còn đường lui để đánh động ông ta. Một bí thư đảng ủy xã từ nơi nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Phải cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân mới được như vậy, quả thực là bại loại. Thấy Tào Vĩnh Quốc đã có chút động tâm, Hạ Tưởng tiếp tục nói. Hơn nữa ngay từ đầu cháu cũng không biết việc này lại phức tạp đến vậy, một mực âm thầm giúp đỡ Phó Bí Thư Mai. Hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi. Mặc kệ cháu có rút lui hay không, Lệ Triều Sinh cuối cùng vẫn sẽ hoài nghi cháu, lui ra chẳng bằng tiếp tục tiến tới điều tra đến cùng. Những lời này rõ ràng đã đánh động Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng thật sự đã đi đến thời điểm không còn đường để lui, Tào Vĩnh Quốc nói gì cũng phải ra tay một phen. Ông liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, nghĩ thầm hắn quả thực tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất, có lúc thành thục ổn trọng đến mức không hợp với tuổi, có lúc lại dũng cảm đi tới, quả thực là khiến cho người ta nhìn không thấu. Cha thì cha đi, Lệ Triều Sinh thật sự có chuyện, chỉ cần chứng cứ chính xác tới thời điểm mấu chốt thì Từ Đức Tuyền cũng sẽ không bảo vệ hắn. Trên quan trường trước nay là vậy, khi mọi người đều tốt thì bình an vô sự, chỉ cần một phương phạm sai lầm, phương còn lại có thể giữ được thì giữ, không giữ nhất định sẽ ném khỏi xe. Chuyện của Văn Dương bác có thể nói Định Quốc đi thăm dò một chút, về phía Ủy ban Kỷ luật thành phố bác không quen biết nhiều không thể nói được. Cháu tốt nhất là tránh ở mặt sau. Xung đột chính diện để cho Phó Bí Thư Mai làm. Dù sao cháu không phải là thường ủy, dù cháu là thường ủy cũng không thể nói vào được. Đương nhiên, cũng có thể để Bí Thư Lý ra mặt cùng Bí Thư Mai hưởng ứng. Tào Vĩnh Quốc vô cùng để ý tính toán thay cho Hạ Tưởng, giảm nguy hiểm của hắn xuống thấp nhất. Ông biết ở trên quan trường không ít tranh đấu, Hạ Tưởng hiện tại lui ra chẳng khác nào đắc tội với Phó Bí Thư Mai. Mai Hiểu Lâm tuổi ấy có thể từ Bắc Kinh nhảy dù đến Huyện An làm Phó Bí Thư. Vậy phải có người ở tỉnh Yến và thành phố Yến mới được,
Huống hồ tất cả những việc Hạ Tưởng làm cũng là vì dân chúng mà suy nghĩ, đáng khen thưởng. Ông từ góc độ Hạ Tưởng suy nghĩ, để cho hắn làm việc này hoàn hảo hơn một chút. Hạ Tưởng cũng hiểu được lòng bảo vệ của bác Tào, nói. Cháu sẽ bảo vệ tốt bản thân, mục đích của đấu tranh là đánh bại đối thủ mà không phải cùng đối thủ đồng quy vu tận. Có câu này của Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc đã hoàn toàn yên tâm. Ông cũng biết Hạ Tưởng làm việc luôn cẩn thận, từ trước đến nay chưa từng làm loạn, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến ông đưa ra quyết định cho Hạ Tưởng buông tay thử một lần. Khi làm việc ở tổ cải tạo thôn nội đô, đối mặt với sự phân tranh của các thế lực khắp nơi, Hạ Tưởng vẫn thành thạo chu toàn tất cả, có thể thấy được hắn ở mọi thời khắc đều duy trì được đầu óc tỉnh táo và mức phán đoán không tầm thường, thậm chí có hai lần ánh mắt của hắn còn chuẩn xác hơn. Tào Vĩnh Quốc muốn xem Hạ Tưởng rốt cuộc có thể nhấc lên bao nhiêu đợt sóng, nhiều ít cũng có chút chờ mong. Nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc xong đã không còn sớm nữa, Hạ Tưởng cũng không nói chuyện với Tào Thù Lê nữa, trực tiếp lên giường đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau hắn chủ động gọi điện cho Tống Chiêu Độ, hỏi ông ta có rỗi không, hắn có việc muốn đến thăm. Tống Chiêu Độ ngừng lại một lát nói. Không có việc gì thì lúc nào cũng có thể đến đây ngồi, dù sao bây giờ tôi cũng rỗi rãi. Hạ Tưởng biết, đây là thời điểm hắn tỏ lòng trung thành với Tống Chiêu Độ. Lần này Tống Chiêu Độ đích thân mở cửa, ông cười chỉ vào căn phòng bên trong. Nhẹ một chút, Tiểu Phàm chưa tỉnh. Hạ Tưởng cúi đầu tìm hài đầu tròn mà mỗi lần Tống Nhất Phàm đưa cho hắn, tìm nửa ngày vẫn không thấy đâu. Tống Chiêu Độ nhìn ra vấn đề, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Hạ Tưởng nói ra yêu cầu nho nhỏ trước kia của Tống Nhất Phàm. Tống Chiêu Độ cười ha hả. Quên không nói, nó vừa mới mua riêng cho cậu một đôi dép lê, ở sâu trong cùng của tủ giày, nói là người khác không được đi. Hạ Tưởng cúi xuống nhìn, Tống Nhất Phàm mua cho hắn một đôi dép lê tốt nhất, hơn nữa rất vừa, thầm nghĩ nhìn không ra cô bé đó cũng rất tỉ mỉ. Hạ Tưởng đến Tống gia nhiều lần cũng đã quen, cùng Tống Chiêu Độ đến thư phòng, chủ động pha trà. Tống Chiêu Độ cũng không ngăn cản, cũng không một câu khách khí, thoải mái ngồi xuống bàn đọc sách. Đợi Hạ Tưởng pha xong, đặt một chén trà lên bàn, ông ta mới bỏ sách xuống, nói. Ngồi, nói xem có chuyện gì. Hạ Tưởng thoáng trầm ngâm, nói. Trưởng ban Tống, tại huyện An tôi và Phó Bí Thư Mai liên hợp điều tra một vụ thâm hụt nông nghiệp, tra ra được Thường ủy huyện ủy, Bí Thư Đảng ủy xã đán bảo là Lệ Triều Sinh. Hơn nữa đã có chứng cứ sơ bộ cho thấy tác phong sinh hoạt của Lệ Triều Sinh có vấn đề. Chỉ có điều, tôi lại biết được. Lệ Triều Sinh là người của Từ Đức Tuyền, mà Từ Đức Tuyền đã dựa vào bí thư Cao, còn nữa, Lệ Triều Sinh một hơi mua 5 căn biệt thự của Cao Kiến Viễn. Hạ Tưởng nói hết tất cả ra cho Tống Chiêu Độ, không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cần điểm đến là được. Với sự mẫn cảm trong chính trị của ông ta nhất định sẽ biết được dụng ý của mình, một là quyết tâm dựa vào ông ta, hai là biểu thị mình muốn trưng cầu ý kiến của ông ta. Tống Chiêu Độ nghe xong trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ. Nhìn chằm chằm Hạ Tưởng nửa ngày, chậm rãi nói. Tôi một mực cho rằng trước đây đã hiểu rõ cậu, hiện tại mới phát hiện ra vẫn chưa nhìn thấu cậu. Tiểu Hạ, cậu có thể chủ động tới tìm tôi, báo cáo sự việc trọng đại này với tôi rất cao hứng, ha ha ha. Hạ Tưởng thầm nghĩ, Cao gia rất đài, ông sẽ lên đài, hiện tại thừa cơ kéo gần quan hệ, coi như là trải đường cho sau này. Khiến cho hắn không ngờ được đó là... Tống Chiêu Độ đưa tay từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tài liệu, đứng dậy đưa cho Hạ Tưởng. Trước tiên cậu xem cái này một lượt đi, sau đó nói ra cái nhìn của cậu. Hạ Tưởng nghi hoặc nhận lấy, thấy ánh mắt Tống Chiêu Độ tràn ngập cổ vũ và tán thưởng thì gật đầu, sau đó cúi đầu chăm chú đọc. Đại khái đọc khoảng 10 phút đồng hồ, Hạ Tưởng một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc và bội phục. Tống Chiêu Độ rất vừa lòng với biểu hiện của Hạ Tưởng, vui vẻ cười nói. Đương nhiên mỗi ngày tôi đều không nhàn rỗi không làm gì, tóm lại cũng phải làm việc gì đó có phải không? Không cần kinh ngạc, muốn hỏi cứ hỏi đi. Tài liệu của Tống Chiêu Độ ghi lại vô cùng rõ ràng mỗi một lần buôn bán của Cao Kiến Viễn, từ màn hình tinh thể lỏng đến cổ phần siêu thị Giai Gia, rồi đến khai phá biệt thự Tây Sơn và Tây Thủy, trong đó có tên từng ngân hàng lớn cho Cao Kiến Viễn vay tiền, từng người phụ trách cho Cao Kiến Viễn vay tiền ở các xí nghiệp quốc doanh, thậm chí ngay cả việc bọn họ mượn thế hoạt động thế nào. Làm thế nào để các ngân hàng địa phương xóa sạch tài khoản thâm hụt vân vân, tất cả mọi việc kể lại vô cùng tỉ mỉ. Khiến cho Hạ Tưởng khiếp sợ tại chỗ. Tống Chiêu Độ quả nhiên lợi hại,
hai năm qua nhìn như nhàn rỗi nhưng lại âm thầm điều tra được nhiều tài liệu như vậy, có thể nói, đây là một quả bom hẹn giờ uy lực cực lớn. Chỉ cần thời cơ chín mùi ném ra ngoài nhất định sẽ dẫn đến một đợt mưa to gió lớn. Lúc này Hạ Tưởng mới hiểu được vì sao Cao Kiến Viễn lại nhìn chằm chằm vào hạng mục màn hình tinh thể lỏng, hóa ra là kết quả do một tay Tống Chiêu Độ âm thầm bày ra mà Cao Kiến Viễn không hề hay biết gì, còn tự cho ánh mắt mình nhìn xa trông rộng, có thể phát hiện ra cơ hội buôn bán mà người khác không phát hiện ra. Nói đến cùng Cao Kiến Viễn mới là kẻ đáng thương bị người ta điều khiển. Trước là bị Tống Chiêu Độ đùa giỡn một phen, sau lại bị chính mình lừa gạt, tự nhảy vào cái bẫy biệt thự Tây Sơn đã được thiết kế tỉ mỉ. Hiện tại rơi vào hố sâu, biệt thự Tây Thủy, không thể tự thoát ra, thật sự là đáng thương càng thêm đáng tiếc. Chẳng qua đối với Cao Kiến Viễn và Cao Gia, Hạ Tưởng không có lấy một chút thương hại. Nếu như không phải hắn sớm có đề phòng, bóp chết sự phát triển của công ty xây dựng Phương Nam từ trong trứng nước, thì không biết Cao Thành Tùng sẽ biến tỉnh Yến thành bộ dạng gì. Hiện tại cho dù đã không có công ty xây dựng Phương Nam, Cao Thành Tùng dùng người thân để cho Vũ Phái Dũng lên giám đốc sở xây dựng. Trải đường trước cho Cao Kiến Viễn. Nếu không phải bản thân dẫn Cao Kiến Viễn đi khai phá biệt thự, nếu để Cao Kiến Viễn nhìn chằm chằm vào cải tạo thôn nội đô, sẽ liên lụy đến lợi ích các phương, cuối cùng loạn đến mức không thể cứu vãn nổi. Đương nhiên, Cao Thành Tùng còn có rất nhiều tin tức mà hắn không có khả năng biết được, dù sao cấp bậc của hắn không đủ cũng không thể tham dự vào vòng tranh đấu cao hơn. Chẳng qua đấu tranh tầng cao có đôi khi cũng chỉ vì rất nhiều chuyện nhỏ không đáng để vào mắt gây nên, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Ở kiếp trước, Hạ Tưởng còn nhớ rất rõ có một vị cán bộ địa phương từ đầu đến cuối không ngừng tranh đấu với Cao Thành Tùng, vào thời khắc quan trọng tài liệu do hắn cung cấp trở thành chứng cứ cực mạnh lật đổ Cao Thành Tùng. Vậy ở kiếp này, để bản thân trở thành cọng rơm cuối cùng áp đảo Cao Thành Tùng đi. Chuyện này còn phải phá kích từng vòng bên ngoài, chúng ta đồng thời ra tay khiến cho Cao Thành Tùng ứng phó đến mệt mỏi, cuối cùng tự lòi đuôi ra. Nụ cười nở trên mặt Tống Chiêu Độ, từ lúc Hạ Tưởng biết ông ta tới nay chưa từng nhìn thấy ông ta vui vẻ như vậy, ông ta tiếp tục nói. Tiền vốn thứ nhất của Cao Kiến Viễn là mượn từ thành phố chương trình, bên trong mặc dù làm rất bí mật còn cố ý vòng xuống phía Nam thông qua một công ty, nhưng chỉ cần ghi lại là có thể điều tra ra rõ ràng. Số tiền này là do Thẩm Phục Minh tự mình chỉ thị để ngân hàng xóa đi, vì vậy cậu tiếp tục âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh. Tôi trước hết sửa sang lại một phần tài liệu khiến cho Thẩm Phục Minh ăn không ngon ngủ không yên, trước đẩy ngã Thẩm Phục Minh, chặt đi một cánh tay của Cao Thành Tùng. Sau Thẩm Phục Minh, chắc hẳn là đến Vũ Phái Dũng. Hạ Tưởng thấy niềm vui của Tống Chiêu Độ là phát từ sự hưng phấn trong lòng, biết ông ta đợi thời khắc này đã rất lâu rồi. Nếu Tống Chiêu Độ nói muốn chặt đi cánh tay đắc lực của Cao Thành Tùng trước, vậy thì bước tiếp theo nhất định là khai đao với Vũ Phái Dũng. Bởi vì Tống Chiêu Độ đã nắm được tài liệu về Vũ Phái Dũng, không bắt Vũ Phái Dũng ông ta sao có thể cam tâm. Quả nhiên Tống Chiêu Độ khẽ gật đầu cười. Vũ Phái Dũng không biết thu liếm, căn cứ vào chứng cứ đang có trong tay tôi cũng đã đủ cho hắn cả đời không trở mình được. Nhưng trước khi có một sự kiện trọng đại thu hút toàn bộ tinh lực của Cao Thành Tùng vẫn không thể động đến Vũ Phái Dũng, vừa động Vũ Phái Dũng, Cao Thành Tùng nhất định sinh lòng cảnh giác. Cao Thành Tùng là bí thư tỉnh ủy. Ở thủ đô mà không gật đầu thì lão sẽ không rơi đài. Cho nên trước khi động Vũ Phái Dũng phải thăm dò phản ứng của thủ đô trước. Nếu như thủ đô ngầm đồng ý cho chúng ta động Vũ Phái Dũng, vậy chẳng khác nào bên trên cũng muốn cảnh cáo Cao Thành Tùng một chút. Hạ Tưởng biết Cao Thành Tùng chắc chắn sẽ ngã, Tống Chiêu Độ lại không biết. Hạ Tưởng cũng biết vận may của Cao Thành Tùng sẽ không được quá lâu, chẳng qua hắn chỉ đi trước châm một mồi lửa mà thôi. Phỏng chừng bây giờ ở thủ đô cấp trên đã có ý kiến với Cao Thành Tùng rồi, nhưng bởi vì có người giúp đỡ, hơn nữa không có chứng cứ xác thực chứng minh hành vi phạm pháp của Cao Thành Tùng, cho nên dù cấp trên có người vô cùng bất mãn với Cao Thành Tùng cũng tìm không được lý do động đến lão. Hạ Tưởng đã nghĩ, vậy để hắn và Tống Chiêu Độ chế tạo một cơ hội cho nhân vật cấp trên bắt Cao Thành Tùng. Được, tôi nghe trưởng ban Tống, sau khi trở về tiếp tục giám sát Lệ Triều Sinh không bỏ. Còn có một việc hy vọng trưởng ban Tống suy nghĩ kỹ một chút. Hạ Tưởng cầm tài liệu của Tống Chiêu Độ chỉ vào tên Phùng Húc Quang trên tài liệu, nói. Phùng Húc Quang là bạn tốt của tôi, hắn phân cổ phần cho Cao Kiến Viễn cũng là việc bất đắc dĩ, hy vọng có thể nghĩ biện pháp cho hắn ra ngoài. Còn một điểm nữa, mặc dù tôi đã đáp ứng phó chủ tịch tỉnh Mã nhưng tôi vẫn muốn tiết lộ cho trưởng ban Tống biết, Phùng Húc Quang là cháu ruột của phó chủ tịch tỉnh Mã. Cái gì?
Tống Chiêu Độ luôn vững chãi như núi cũng chấn động. Thật hay giả, tiểu hạ, việc này không thể nói giỡn được. Tôi không hay nói giỡn, hơn nữa ở trước mặt ngài từ trước đến nay tôi chưa bao giờ dám đùa giỡn. Hạ Tưởng trịnh trọng nói. Ngài cho rằng Phó Chủ tịch tỉnh Mã vì sao lại biết tôi, có thể tín nhiệm tôi, có thể để tôi truyền lời với ngài. Đó là bởi vì ông ta gặp lại được biết người nhà là tôi một tay thúc đẩy mà thành. Hạ Tưởng đơn giản kể lại chuyện hắn an bài cho Phùng Húc Quang và Mã Vạn Chính gặp mặt nhau. Cho dù Tống Chiêu Độ tự cho mình kiến thức rộng rãi, lăn lộn trong quan trường nhiều năm cũng có độ trầm ổn nhất định, nhưng nghe Hạ Tưởng nói xong vẫn rất chấn động. Im lặng khoảng 5 phút, Tống Chiêu Độ mới phục hồi lại, thản nhiên cười. Việc này càng ít người biết càng tốt, nếu không Phó Chủ tịch tỉnh Mã sẽ có cái nhìn với cậu. Nếu cậu tin tưởng tôi, nói thật với tôi cũng cho cậu một lời hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không truyền việc này ra ngoài. Tống Chiêu Độ bày tỏ tin tưởng đối với lòng trung thành của Hạ Tưởng, chẳng qua sự việc Phùng Húc Quang ông ta có cái nhìn khác. Ta đề nghị, để Phùng Húc Quang mau chóng phân rõ ranh giới với Cao Kiến Viễn, trả cho Cao Kiến Viễn một số tiền thu lại cổ phần đã chia lúc trước, sau này vạn nhất xảy ra chuyện gì ta cũng có thể nghĩ biện pháp che giấu đi. Hiện tại Cao Kiến Viễn chẳng phải đang cần tiền sao, một khoản tiền lớn hắn chắc sẽ không từ chối đâu. Đây là một biện pháp hay. Hạ Tưởng tán thành biện pháp này của Tống Chiêu Độ, cho rằng trong tính bảo thủ của ông ta lại có sự bố trí chặt chẽ chu đáo, quả thực có cái nhìn toàn cục vượt xa người thường. Tốt, việc này nghe theo ngài, tôi sẽ đề nghị với Phùng Húc Quang. Mặt khác, nếu như tài liệu về lệ triều sinh chuyển đến Ủy ban Kỷ luật huyện và Ủy ban Kỷ luật thành phố mà không trả lời thì phải làm sao? Đây cũng là việc mà Hạ Tưởng lo lắng nhất. Chủ nhiệm Tần Thác Phu ở Ủy ban Kỷ luật thành phố tính tình ngay thẳng. Không kéo bè kết đảng, ông ta không quan hệ thân cận với bất kỳ ai. Chính vì vậy tôi nghĩ nếu tài liệu là đúng sự thật thì cứ để cho ông ta xem, ông ta nhất định sẽ điều tra đến cùng. Sợ là tài liệu gửi đi còn chưa tới được tay ông ta thì đã bị bọn cấp dưới ngăn lại rồi. Lo lắng của Hạ Tưởng không phải là không có lý, trên quan trường có rất nhiều kẻ lừa trên gạt dưới, ai cũng không dám đảm bảo trong Ủy ban Kỷ luật thành phố không có người của Lệ Triều Sinh hay Từ Đức Tuyền. Chương 257, tính toán của Thịnh Đại. Đột nhiên Tống Chiêu Độ mắt sáng ngời, vỗ bàn nói. Tôi nhớ ra rồi, quan hệ cá nhân giữa Tần Thác Phu và Vương Bằng Phi không tệ, hai người này thường xuyên qua lại đánh bài với nhau. Hình như cậu có qua lại với Phó Bí Thư Vương, có thể nghĩ biện pháp. Hạ Tưởng hiểu ý mỉm cười. Cuối cùng Hạ Tưởng ở lại Tống ra ăn cơm trưa, hắn không ở lại cũng không được bởi vì sau khi Tống Nhất Phàm tỉnh lại. Giữ hắn ở lại không cho đi, còn bắt hắn đi đôi dép lê cô mua đi lại vài vòng để cô nhìn xem có đẹp hay không. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải để cô bài bố một phen. Hạ Tưởng cuối cùng thương nghị xong với Tống Chiêu Độ, mỗi người tự ra tay, tiêu diệt từng bộ phận, hai người một sáng một tối chặt gãy cánh tay của Cao Thành Tùng. Rời khỏi Tống ra, Hạ Tưởng liền gọi điện cho Phùng Húc Quang, để cho hắn tìm cơ hội, nhìn xem có thể thuyết phục Cao Kiến Viễn bán lại cổ phần trong công ty hay không. Cũng cường điệu lên rằng việc này rất quan trọng. Phùng Húc Quang trầm mặc một lát rồi nói. Tôi tin tưởng phán đoán của chú, lão đệ, tôi sẽ suy nghĩ thận trọng. Đầu tuần đi làm, trên hội nghị ủy ban thường vụ Thịnh Đại nói. Sau khi Phó Chủ tịch Dương tiếp quản mảng du lịch của huyện An ngoại trừ khoản đầu tư do Phó Chủ tịch Tiểu Hạ kéo tới ra thì không có thêm điều gì mới mẻ nữa. Mặc dù nhà đầu tư đang xây dựng thêm thắng cảnh nhưng cơ bản đều là chiến tích lúc trước của Hạ Tưởng. Sau khi Phó Chủ tịch Dương tiếp nhận, chẳng những bị Bí Thư Lý điểm danh phê bình một lần, còn khiến cho nhà đầu tư vô cùng bất mãn với phương pháp làm việc của ông ta, hy vọng Phó Chủ tịch Dương cải tiến phương pháp làm việc, cần có thái độ làm việc nghiêm túc, tạo ra một hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp cho các nhà đầu tư. Sau khi bị Thịnh Đại phê bình một trận, Phó Chủ tịch Dương mặt đỏ bừng muốn phản bác, há miệng vài lần nhưng lại không nói được ra lời. Cường Giang Hải nhìn ra được, Thịnh Đại nhằm vào Khâu Tự Phong. Thay Hạ Tưởng bày tỏ bất bình. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng không thể nói gì, bởi vì những gì Thịnh Đại đều là sự thật. Phó Chủ tịch Dương năng lực có hạn, hiện tại hắn là Phó Chủ tịch huyện được phân công quản lý mảng du lịch, đáng tiếc bây giờ không chỉ nhà đầu tư không chào đón hắn, Bí Thư Lý không thích hắn, ngay cả trưởng phòng du lịch Nhâm Vu Hải cũng thường xuyên tỏ vẻ bất mãn, nói bóng nói gió rằng Phó Chủ tịch Dương chẳng những không làm được việc mà còn rất nhiễu chuyện. Khâu Tự Phong cũng biết Thịnh Đại nói là sự thật,
từ góc độ có lợi cho công việc mà nói quả thật Hạ Tưởng càng thích hợp quản mảng du lịch hơn so với Dương Đức Hoa, nhưng trong quan trường chẳng phải cứ có năng lực là nhất định có thể lên làm việc. Hạ Tưởng là người của Lý Ninh Sơn, lại có quan hệ mờ ám với Mai Hiểu Lâm khiến hắn rất kỳ quái và tức giận, để Hạ Tưởng nhận lại mảng du lịch, không có cửa đâu. Chẳng qua Dương Đức Hoa cũng quá kém cỏi đi, sau khi tiếp nhận làm loạn lên thành đoàn, còn khiến cho bí thư Lý điểm danh phê bình. Bí thư Lý đang lo lắng tìm không được nhược điểm của hắn, hắn thì tốt rồi, tự mình đưa tới cửa, không ai dạy chẳng lẽ còn muốn khen thưởng. Khâu Tự Phong tức giận không có chỗ để xả, nói. Lão Thành nói cũng đúng, Chủ tịch Đức Hoa cũng đã cao tuổi, có thể đầu óc không còn linh hoạt như người trẻ tuổi. Chẳng qua lão đồng chí có cái hay của lão đồng chí, đó chính là làm việc cẩn thận đến nơi đến chốn. Chủ tịch Tiểu Hạ đi tuyến đầu. Đợi đến khi định hạ Giang Sơn giao lại cho Chủ tịch Đức Hoa, vừa vặn là nhân tuyển tốt nhất để giữ Giang Sơn. Chỉ có điều, Chủ tịch Đức Hoa cũng nên nghiêm khắc yêu cầu bản thân, học tập nhiều mới có thể tiến bộ. Hạ Tưởng chỉ cúi đầu, không nói lấy một lời. Kỳ thật suy nghĩ của hắn không ở trên hội nghị mà đang suy nghĩ, trong vòng một tuần nếu như không có bất kỳ tin đồn nào về lệ triều sinh được truyền ra, điều này cho thấy các ban ngành kỷ luật hai cấp huyện thành phố đều có người của lệ triều sinh. Cường Giang Hải thấy bộ dạng như không có việc gì của Hạ Tưởng, trong lòng càng thêm tức giận, bất âm bất dương nói. Phó Chủ tịch Hạ ở phương diện văn hóa giáo dục, vệ sinh hình như cũng không làm gì cả, chỉ làm một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh tiểu học trong thị trấn, công việc qua loa đại khái không có bao nhiêu lợi ích thiết thực. Không biết tiếp theo ngài có dự định gì không? Có kế hoạch tôi sẽ kịp thời báo cáo công tác với Chủ tịch Khâu. Hạ Tưởng cười đẩy quả bóng lại cho đối phương. Ý tứ là, tao không cần báo cáo công tác với mày thì phải. Cường Giang Hải còn muốn nói nữa, Thịnh Đại mất hứng. Phó Chủ tịch Cường, nếu như Chủ tịch Khâu không có ở đây, công việc của ủy ban do tôi phụ trách, lời ngài vừa mới nói đi theo chủ nghĩa cá nhân, điều này không tốt lắm đâu. Khâu Tự Phong giật mình kinh ngạc, Thịnh Đại hôm nay làm sao vậy? Tận hết sức lực bảo vệ Hạ Tưởng, giọng nói hoàn toàn là gây sự. Trước đây hắn luôn có hình tượng nham hiểm và đưa đẩy, chẳng lẽ nhìn chúng khả năng kéo đầu tư của Hạ Tưởng cho nên mới có ý kéo quan hệ với Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong đoán gần đúng rồi. Thịnh Đại là thường vụ phó chủ tịch huyện, hắn cũng muốn đi theo Lý Đinh Sơn. Sau khi Khâu Tự Phong thành bí thư, bản thân hắn sẽ thuận lợi lên chức. Hắn cũng biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn chính là Cường Giang Hải. Cường Giang Hải là người của Khâu Tự Phong, nếu như Cường Giang Hải thực trở thành chủ tịch huyện, hắn và Khâu Tự Phong một sướng một họa, bản thân còn có những ngày sống tốt đẹp nữa sao? Cho dù còn ở trong thường vụ nhưng quyền lực sẽ mất hết toàn bộ. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Hạ Tưởng có thể kéo về mấy triệu đầu tư, từ đó có thể thấy được quan hệ của hắn ở thành phố Yến rất rộng. Làm quan nhiều năm hắn vô cùng rõ ràng, bình thường ngồi ăn cơm với đám người nhà máy xưng huynh gọi đệ, ngồi một chỗ ăn cơm tán phét thì được nhưng nói đến chuyện đầu tư. Nói tới hạng mục cụ thể tất cả bọn chúng từng tên trơn tuột như lươn, không kẻ nào nói thật. Một hồi xưng huynh gọi đệ nhưng khi có việc co chân bỏ chạy, làm việc thật sự lại là một chuyện khác, bạn bè chỉ là bạn bè. Dưới tình huống cạnh tranh khu du lịch Tam Thủy thu được cả triệu đầu tư, Hạ Tưởng còn có thể kéo thêm vài trăm đầu tư, không chỉ chứng minh giao tình giữa hắn và nhà đầu tư không cạn ra còn nói lên Hạ Tưởng có cái đầu của một thương nhân, ít nhất hắn có thể thuyết phục nhà đầu tư mang tiền đến. Đây là một chuyện không đơn giản. Hiện tại tất cả mọi việc cần có chiến tích, quan viên ở trước mặt thương nhân cứng rắn không được, có năng lực đó là cha, chỉ cần thuyết phục được đối phương mang tiền đến vậy đã đủ làm một quan viên hợp cách. Thịnh Đại gần đây mới phát hiện ra một hạng mục, chỉ là đau khổ không tìm được nhà đầu tư, cho nên hắn muốn nhờ Hạ Tưởng, có lẽ Hạ Tưởng có thể giúp hắn nghĩ ra biện pháp. Hơn nữa Hạ Tưởng trước đó làm chủ nhiệm văn phòng cải tổ thôn nội đô, nhất định tiếp xúc với rất nhiều thương nhân. Thịnh Đại muốn khai phá làng du lịch ở khu du lịch Tam Thạch, mượn làn gió du lịch khiến bộ phận người giàu ở thành phố Yến vào những ngày nghỉ lễ đến Tam Thạch nghỉ ngơi, một là có thể thúc đẩy sự phát triển du lịch, hai là kéo lên nền kinh tế của huyện An, kinh tế của huyện An tăng trưởng điểm mới, điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, có thể tạo nên một chiến tích lớn. Theo như suy nghĩ của Thịnh Đại, trong khu du lịch Tam Thạch, ở bên cạnh địa điểm mới xây dựng, nếu như có nhà đầu tư tới đầu tư, xây dựng một làng du lịch tầm trung, không những có thể làm cho huyện An trở nên giàu có mà còn có thể giải quyết vấn đề về lao động cho người dân. Sau khi xây dựng xong, khách nhân đến ăn ngủ nghỉ ở đây phải trả tiền phí,
góp phần tăng trưởng thu nhập bình quân theo đầu người cho huyện An. Đầu tư làng du lịch cần lượng tài chính lớn hơn rất nhiều so với đầu tư vào phong cảnh, nếu có thể thành công ít nhất có thể kéo lên vài điểm tăng trưởng. Chiến tích lớn như vậy nếu như Hạ Tưởng có thể giúp đỡ hắn lên chức, hắn và Hạ Tưởng chia đều cũng là một khoản lớn, tăng thêm một phần chiến tích to lớn cho việc thuận lợi lên chức của hắn. Chính vì suy nghĩ như vậy cho nên hôm nay Thịnh Đại mới không tiếc hết thảy đánh mất mặt mũi của Khâu Tự Phong, cũng phải chèn ép Phó Chủ tịch Dương kia, mạnh mẽ đánh trả Cường Giang Hải chính là muốn để cho Hạ Tưởng biết, vào thời khắc mấu chốt, Thịnh Đại hắn là một đồng minh đáng tin cậy. Khâu Tự Phong nghiêng về phía Cường Giang Hải là không sai, nhưng ở trước mặt mọi người vẫn phải duy trì hình tượng công chính, phải bày ra thân phận chủ tịch huyện của hắn, cho nên cũng phải gõ Cường Giang Hải vài cái. Sau này Phó Chủ tịch Giang Hải phát ngôn phải chú ý một chút, tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, chúng ta là nhân viên nhà nước, các phương diện khác có thể yếu một chút nhưng phải chú ý đến cách nói chuyện và vị trí của bản thân. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Hạ Tưởng. Chỉ có điều Phó Chủ tịch Giang Hải nói cũng có lý, Phó Chủ tịch Tiểu Hạ, về vấn đề vệ sinh thì không cần phải nói, về mặt văn hóa giáo dục có rất nhiều công việc cần làm, cậu phải dồn nhiều tâm lực cho công việc, giáo dục là kế hoạch lớn của nước nhà. Khâu Tự Phong không nặng không nhẹ gõ Hạ Tưởng một cái. Tôi đã có những suy nghĩ cụ thể, kế tiếp tôi sẽ sửa sang lại viết một phần báo cáo mời Chủ tịch Khâu xem qua. Hạ Tưởng cũng biết tình trạng nửa với của giáo dục huyện An. Muốn thay đổi toàn diện là không có khả năng nhưng sửa đổi trong phạm vi nhỏ là việc vẫn có thể làm được. Khâu Tự Phong cho rằng Hạ Tưởng chỉ tùy miệng nói mà thôi, cũng không để ở trong lòng, lại nói đến những việc khác. Sau khi tan họp không ngoài dự liệu của Hạ Tưởng, Thịnh Đại gọi hắn lại. Có một khoảng thời gian không ngồi uống rượu với nhau rồi, đến nhà hàng Thường Sơn ngồi đi, tôi mời khách. Có cần tôi hỏi bí thư Lý có thời gian hay không? Cùng nhau ăn một bữa. Hạ Tưởng hỏi. Thịnh Đại nheo mắt nhìn Hạ Tưởng, cười nói. Được vậy thì tốt quá, bình thường tôi vẫn không mời được bí thư Lý đi ăn đâu. Lý Đình Sơn không cự tuyệt, rất nhanh mỗi người tự đánh xe đến nhà hàng Thường Sơn. Từ sau khi Tiêu Ngũ Hồi Tâm được Hạ Tưởng an bài đến làm đội trưởng đội bảo vệ cảnh khu du lịch, trong lòng Tiêu Hà trở nên kiên định hơn rất nhiều, nhiệt tình 10 phần, rốt cuộc không cần phải lo lắng để phòng Tiêu Ngũ sinh sự. Hơn nữa khoảng thời gian trước bởi vì sự kiện kiểm tra vệ sinh khiến cho thanh danh khách sạn Thường Sơn nổi như cồn, có rất nhiều người mang lòng hiếu kỳ đến khách sạn ăn cơm, hiện tại việc làm ăn của khách sạn Thường Sơn vô cùng thịnh vượng. Khi Tiêu Hà nhìn thấy Lý Đình Sơn, Hạ Tưởng và Thịnh Đại đi vào, lão trong nháy mắt sững người, gần như cảm thấy không thể tin vào ánh mắt mình nữa. Khách sạn Thường Sơn ở huyện An không tính là khách sạn lớn nhất, ngày thường cán bộ đến đây dùng cơm không ít, bí thư Lý đến. Phó Chủ tịch Thịnh cũng đến, đương nhiên Phó Chủ tịch Hạ cũng là khách quen, nhưng không như hôm nay, một bí thư hai Phó Chủ tịch đồng thời đến ăn cơm. Tâm tình của Tiêu Ngũ đã không thể dùng từ được sủng ái để hình dung, lão gần như kinh ngạc không ngớt, thiếu chút nữa kích động hô to lên. May mà Hạ Tưởng ngăn cô kịp thời, nói. Tiêu thúc thúc, có chuyện gì nói sau cũng được, trước tiên vào phòng rồi hay nói. Tiêu Hà hồi phục trở lại. Ý của Hạ Tưởng là không cần lộ ra thân phận của bọn họ, dù sao trong đại sảnh cũng có không ít khách bình thường, bọn họ mà nghe được Tiêu Hà gọi bí thư và phó chủ tịch huyện cũng không biết bọn họ sẽ có suy nghĩ gì nữa. Tới phòng riêng trên lầu, Tiêu Hà an bài xong tự động lui ra ngoài, lão biết mấy người Hạ Tưởng nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói với nhau. Thịnh Đại thấy Hạ Tưởng gọi Lý Đình Sơn đến, trong lòng mới đầu còn có chút mâu thuẫn. Vốn đi lại nhiều với Lý Đình Sơn đối với hắn không xấu. Nhưng hôm nay hắn muốn cùng Hạ Tưởng thâm nhập nói chuyện với nhau, không ngờ Hạ Tưởng lại an bài thêm Lý Đình Sơn cùng ăn với nhau, Thịnh Đại tính toán đợi lát nữa tìm cơ hội lưu lại giao lưu thêm với Hạ Tưởng. Không ngờ một câu nói của Lý Đình Sơn làm hắn thay đổi chủ ý. Lý Đình Sơn nói, Phó Chủ tịch Thịnh bây giờ là thường vụ giữ chức Phó Bí Thư huyện ủy, cố gắng một chút có thể tranh thủ lên chức. Chẳng qua hiện tại anh cần một phần chiến tích, có ý kiến gì hay không? Nếu có cứ trao đổi cùng Tiểu Hạ, nếu như được tôi sẽ mạnh mẽ ủng hộ. Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng quen biết nhau đã lâu, hiểu rằng nếu Hạ Tưởng đề xuất ngồi lại với nhau thì có nghĩa là đã nhận tên Thịnh Đại này. Lý Đình Sơn cũng nghe nói Cường Giang Hải có ý bất mãn đối với Hạ Tưởng, hắn cũng không muốn sau khi mình rời đi, huyện An này trở thành thiên hạ của Khâu Tự Phong và Cường Giang Hải, như vậy Hạ Tưởng thật sự là nửa bước khó đi. Thịnh Đại nghe Lý Đình Sơn nói xong. Mỉm cười nhìn Hạ Tưởng rồi nói.
cảm ơn sự tín nhiệm của bí thư Lý, tôi quả thật có một việc muốn thương lượng cùng với phó chủ tịch Hạ. Lý Ninh Sơn cũng không vội hỏi mà lấy tư thế chủ nhân nói. Nào, vừa ăn vừa nói. Đợi sau khi Thịnh Đại nói ra ý tưởng và điều cần trợ giúp, Hạ Tưởng không nói năng gì mà vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Ninh Sơn. Lý Ninh Sơn trầm ngâm một hồi, tỏ vẻ tán thành. Ý tưởng quả thực không tồi, ý kiến cá nhân tôi là đáng thử một lần. Đương nhiên ở phương diện bất động sản tôi không quá quen thuộc, Tiểu Hạ mới là chuyên gia, chúng ta nghe một chút ý kiến của cậu ta. Thịnh Đại xem như nhìn ra được, thái độ của Lý Ninh Sơn đối với Hạ Tưởng đã không thể dùng hai từ coi trọng để hình dung, thậm chí có thể nói là nói gì nghe nấy, vô cùng tín nhiệm, trách không được Hạ Tưởng lại cố ý gọi bí thư Lý đến đây, hóa ra là hắn có lòng tin chỉ cần việc hắn ủng hộ thì bí thư Lý nhất định sẽ ủng hộ. Có sự ủng hộ của bí thư Lý như vậy áp lực từ phía Khâu Tự Phong sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Cho dù chiến tích chia một phần cho bí thư Lý cũng được. Bởi vì nếu bí thư Lý bị điều đi khi điều chỉnh các ban ngành huyện An, cấp trên cũng sẽ thận trọng suy nghĩ ý kiến của bí thư Lý. Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, cân nhắc câu chữ, nói. Ý tưởng của Phó Chủ tịch Thịnh vô cùng mới mẻ, tôi cảm thấy nếu như tôi ra mặt, từ thành phố Yến tìm một nhà đầu tư đến khu du lịch đầu tư xây dựng làng du lịch, cơ hội thành công là rất lớn. Lời này vừa nói ra không chỉ Thịnh Đại vui sướng ra mặt mà Lý Đinh Sơn cũng mỉm cười liên tục gật đầu. Chẳng qua tôi còn có một ý tưởng càng kinh người hơn, muốn báo cáo với bí thư Lý và phó chủ tịch Thịnh một chút. Hạ Tưởng mang theo vẻ mặt khiêm tốn và cẩn thận, có Thịnh Đại ở đây hắn không muốn để cho Thịnh Đại nhìn thấy thái độ tự nhiên tùy tiện của hắn khi ở trước mặt Lý Ninh Sơn, nếu không để cho người khác biết được còn cho rằng hắn không tôn trọng lãnh đạo, như vậy sẽ không tốt. Nói xem nào, Lý Ninh Sơn không nghĩ nhiều như vậy, vô cùng tùy ý hỏi một câu. Hoàn toàn không có tác phong của cấp trên đối với cấp dưới. Thịnh Đại là kẻ có tâm cơ, trong lòng hiểu rõ quan hệ giữa Lý Ninh Sơn và Hạ Tưởng không đơn thuần là thượng cấp và hạ cấp, giữa hai người bọn họ còn có một loại cảm tình và ăn ý như bạn bè. Thịnh Đại lại nhớ tới lời đồn Lý Ninh Sơn và Hạ Tưởng bắt tay sửa trị Lưu Thế Hiên ở huyện Bá, trong lòng âm thầm may mắn cũng may bản thân hợp tính Hạ Tưởng, cũng xem như dựa vào bí thư Lý, nếu không chẳng may không cẩn thận lựa chọn là địch nhân của hai người bọn họ. Sợ rằng không có kết quả tốt. Thịnh Đại vội vàng gật đầu. Ý kiến của Phó Chủ tịch Hạ nhất định không kém, mau nói. Hạ Tưởng thấy thái độ của Thịnh Đại có sự biến hóa vi diệu, trong lòng thầm nghĩ Thịnh Đại cũng là người có ánh mắt, nhìn ra được mối quan hệ không tầm thường giữa mình và bí thư Lý, hắn lại khiêm tốn cười nói. Kỳ thật ý tưởng của tôi đó là để cho Phó Chủ tịch Thịnh đi theo đường riêng dựng lên một làng du lịch khác. Mức giá bất động sản phải đi theo con đường bình dân như vậy mới có thể hấp dẫn được càng nhiều người dân bình thường đến đó. Đồng thời, chúng ta cũng có thể ở bên cạnh làng du lịch mở ra một mảnh đất, phân chia thành những khu đất độc lập, chuyên biệt để cho người có tiền có thêm càng nhiều lựa chọn. Bọn họ có thể xây biệt thự của riêng mình, có thể xây tứ hợp viện, thậm chí có thể biến thành nhà hàng, chỉ cần bọn họ thích muốn xây cái gì cũng được. Hơn nữa giá trị đất của chúng ta vô cùng thích hợp. So với thành phố Yến có thể nói là có ưu thế rất lớn về giá cả. Đồng thời chúng ta còn phải thiết kế tốt các công trình phụ thuộc, phải đảm bảo cung cấp về điện nước, như vậy mọi người đến đây mới có thể an tâm ở lại, mới có thể xem khu du lịch trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Lý Ninh Sơn còn chưa nói gì Thịnh Đại nhìn không được đã mở miệng khen. Ý kiến hay, quả thực là ý kiến rất hay. Người có tiền mặc kệ là mua loại nhà nào cũng đều là do người khác thiết kế. Có vài người có cá tính muốn xây dựng một ngôi nhà theo ý của mình nhưng tại thành phố Yến không có khả năng. Ở khu du lịch Tam Thạch phong cảnh như vẽ chúng ta đặc biệt tách ra một khu đất để bọn họ thoải mái thực hiện giấc mơ trong lòng mình, sáng kiến hay như vậy nhất định thành công lớn. Phó Chủ tịch Hạ vừa nói đã khiến cho tôi động tâm rồi, ha ha. So với sự lạc quan của Thịnh Đại thì Lý Ninh Sơn lại có điểm bảo thủ. Tiểu Hạ, ý tưởng của cậu vừa nghe quả thực là không tồi. Chẳng qua có được bao nhiêu người không ngại phiền toái có bản thiết kế của riêng mình đây. Tự mình xây dựng nhà, tự mình xây dựng biệt thự, lại nói kẻ có tiền đều bận rộn không nhàn rỗi, bọn họ có lòng này cũng không có thời gian. Lo lắng của Lý Ninh Sơn tự nhiên là cũng có đạo lý của nó. Với tuổi tác của ông ta hiện tại là thời kỳ cầu an ổn, rất nhiều thương nhân có sự nghiệp thành công tuổi tác hơn kém ông ta không bao nhiêu, cho nên cái nhìn của ông ta cũng có thể xem là mang tính đại biểu. Chỉ là Lý Ninh Sơn dù sao cũng không phải là thương nhân, ông ta mặc dù trải qua buôn bán nhưng bản chất vẫn là trí thức.
thương nhân trong nước mặc kệ là có bao nhiêu tiền, mặc kệ là xuất thân nông dân hay lớn lên ở thành phố, đều có một loại mong muốn không thể ngăn cản, đó là cuộc sống nông thôn. Xã hội nông nghiệp mấy ngàn năm đã dưỡng thành quan niệm sâu chặt, đó là có tiền đặt mua đất, đầu tư bất động sản, mọi người cảm thấy có một mảnh đất, có một căn nhà thì cuộc sống sẽ yên ổn, an cư mới lập nghiệp chính là vậy. Chương 258, công trình nhân ái của Phó Chủ tịch Hạ. Hạ tưởng càng rõ ràng ở đời sau, hình thức nghỉ ngơi với cuộc sống nông thôn trở nên phổ biến, còn cả nhận đất trồng rau. Chẳng qua khi đó đã phổ cập đến người dân bình thường chỉ cần có xe ô tô đều nhận thêm vài phần đất ở ngoại ô, cứ cuối tuần lại đến đó cày cuốc, tưới nước hoặc làm cỏ, bận rộn liên tục mà thu hoạch cũng chỉ mấy cân rau sạch. Cho dù không được bao nhiêu tiền nhưng trong lòng cảm thấy mỹ mãn, an ủi tâm linh mệt mỏi của mình, ít nhất đây cũng là rau do chính mình làm ra, ít nhất đây hoàn toàn là rau củ tự nhiên, không chứa bất kỳ chất kích thích hay thuốc trừ sâu. Nói đến cùng hiện tại việc nhận đất trồng dâu vẫn còn quá sớm, nhưng mở một khối đất chia ra làm nhiều khối nhỏ, tách ra để bán, có thể tự mình thiết kế quy hoạch phương thức tiêu thụ đối với đám người giàu có mới phất của thành phố Yến mà nói, tuyệt đối có đủ lực hấp dẫn. Hơn nữa kế hoạch này một khi thực hiện đối với khu du lịch Tam Thạch cũng có chỗ tốt rất lớn, cũng có hồi báo rất lớn đối với đầu tư của Tiếu Giai. Có thể nói Thịnh Đại quả thật đề xuất ra ý tưởng hay, Hạ Tưởng nhất định phải ủng hộ. Có tiền không nhất định là rảnh rỗi, nhưng có tiền nhất định sẽ cố gắng hưởng thụ. Tất cả mọi người đều muốn làm một kẻ có tiền nhưng không ai muốn làm một kẻ mặc dù có tiền nhưng lại không có thời gian rỗi. Bất kỳ người có tiền nào truy cầu đời sống cao đều khát vọng sở hữu một khu vườn của riêng mình, có thể mời 2-3 người bạn tri kỷ vào thời gian rỗi cuối tuần, trong hoàn cảnh thanh bình yên tĩnh không ai quấy rầy này ở lại 2 ngày. Làng du lịch Tam Thạch chính là sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Phó Chủ tịch Hạ không chỉ ý tưởng độc đáo mà còn có cả đầu óc buôn bán bất phàm, ngay cả quảng cáo cũng nghĩ đến, ha ha. Hôm nay nghe cậu nói một phen thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, ngạc nhiên ngoài ý muốn. Thịnh Đại khen là khen thực lòng, hắn chẳng qua mới chỉ là những ý nghĩ ban đầu, nhưng Hạ Tưởng đã hoạch định xong toàn bộ ý tưởng, khiến cho hắn vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Trong lòng thầm nhủ, Khâu Tự Phong quả thực không có phúc phận cũng không có ánh mắt. Có một thủ hạ tốt như Hạ Tưởng mà không biết lợi dụng. Hiện tại tốt rồi, một phần chiến tích nặng chỉ cứ như vậy thoát khỏi tay hắn. Chẳng qua thoát khỏi mới tốt, nếu để Khâu Tự Phong liên hợp với Hạ Tưởng, vậy chẳng phải hắn không còn việc gì để làm nữa sao? Bây giờ Thịnh Đại càng bội phục Hạ Tưởng lo lắng về lâu dài nên gọi Lý Đinh Sơn tới. Hắn bộc lộ ý tưởng trước mặt Lý Đinh Sơn, Lý Đinh Sơn nếu tỏ vẻ ủng hộ nhất định cũng sẽ biến việc này thành việc của mình mà cẩn thận xử lý. Nếu chẳng may Khâu Tự Phong có biện pháp, hái đào, nào đó, trước tiên sẽ gặp phải lực cản cực lớn từ Lý Đinh Sơn. Thịnh Đại ngay lập tức quyết định đương trường tỏ thái độ. Tôi cảm thấy chuyện này rất có tương lai, không bằng hôm nay quyết định luôn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bí Thư Lý, tôi phụ trách lập dự án phê duyệt đất đai của chính phủ, công tác trong các giai đoạn phân chia đất, Phó Chủ tịch Hạ phụ trách tìm nhà đầu tư thích hợp trên thành phố Yến, tranh thủ vì nền kinh tế huyện An, làm ra những cống hiến xứng đáng. Thái độ của Thịnh Đại đã đưa ra, Lý Đinh Sơn cũng không biểu hiện gì, ông ta vẫn duy trì thái độ cẩn thận lạc quan. Đây là chuyện tốt, nhưng muốn làm phải chuẩn bị sẵn tâm lý nghênh đón khó khăn. Thương nhân khai phá có lẽ không khó tìm, sau khi làm xong nếu như không có thị trường vậy thì kết cục sẽ không được tốt lắm. Ăn xong, Lý Đinh Sơn trở về nghỉ ngơi trước, Hạ Tưởng và Thịnh Đại ở lại thương lượng thêm vài vấn đề chi tiết. Hạ Tưởng và Thịnh Đại nói chuyện với nhau thì tùy ý hơn rất nhiều, đối với vấn đề Thịnh Đại đưa ra, hắn cảm thấy làm được thì hoàn toàn tán thành, cảm thấy cần bổ sung liền trực tiếp chỉ điểm. Thịnh Đại vô cùng hài lòng với thái độ của Hạ Tưởng, không dối trá khách sáo, lại có thái độ nghiêm túc trong công việc. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Hạ Tưởng quả thực là đồng bạn hợp tác hiếm có, trong lòng nảy sinh ý nghĩ, nếu mình có thể thuận lợi lên chức chủ tịch huyện nhất định phải nghĩ biện pháp đưa Hạ Tưởng vào thường vụ huyện ủy. Có trợ thủ như thế này hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tâm tư, hơn nữa đối với sự phát triển của huyện An cũng có lợi rất lớn. Cường Giang Hải Hữu Dũng Vô Mưu, mấy vị phó chủ tịch huyện khác đều có tư tưởng truyền thống không có đầu óc kinh tế, trên cơ bản đều thuộc loại người được chăng hay chớ, Thịnh Đại về cơ bản vẫn tương đối thưởng thức những người có năng lực làm việc. Cuối cùng hai người đạt đến nhất trí, chỉ cần Thịnh Đại có thể làm tốt công tác giai đoạn đầu, chọn địa điểm tốt ở làng du lịch Tam Thạch. Sau khi ủy ban phê duyệt, Hạ Tưởng sẽ bắt tay vào tìm kiếm nhà đầu tư.
Tiếu Giai tự thân rót rượu mời Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch Hạ, chúc cho lần hợp tác đầu tiên của chúng ta thành công tốt đẹp. Hạ Tưởng và Thịnh Đại chạm chén. Phó Chủ tịch Thịnh, con đường sau này còn rất dài, tôi nghĩ có lẽ chúng ta còn một đoạn đường rất dài phải đi. Thịnh Đại hiểu rõ ý của Hạ Tưởng muốn hợp tác lâu dài, ha ha cười nói. Khó có được người hợp tính như Phó Chủ tịch Hạ đây, sau này chúng ta qua lại nhiều hơn, nhà tôi cũng không ở huyện An, người nhà đều không tới đây, ở một mình vô cùng tự do, ăn cơm đánh bài vân vân có thể tùy ý gọi đến. Ý tưởng cải thiện vấn đề văn hóa giáo dục của huyện An kỳ thật được Hạ Tưởng phát hiện ra trong lần kiểm tra miễn phí sức khỏe cho học sinh tiểu học trong thị trấn. Dù rằng huyện An cũng giống như những huyện khác, cũng đưa ra khẩu hiệu, dù nghèo cũng không thể nghèo giáo dục. Như các huyện khác cũng chỉ hô khẩu hiệu mà thôi. Kinh phí cho ngành giáo dục trong nước không thể so sánh được với những quốc gia phát triển khác, cho dù so với một số nước nghèo thì tỷ lệ cũng thấp đến mức không còn thể diện nói chuyện. Nếu như công bố con số tiền công chi cho việc ăn uống, trên cơ bản là làm xấu mặt người trong nước. Nếu như chia một nửa tiền công chi cho việc ăn uống cho ngành giáo dục, đừng nói là miễn phí 9 năm giáo dục cho dù là 20 năm cũng dư giả có thừa. Hạ Tưởng đã từng xem xét qua trung học huyện An, cũng giống như tiểu học đều là bàn ghế cũ nát. Trường trung tiểu học ở một số vùng núi ngay cả phòng ốc cũng rách nát không chịu nổi, mưa dột hở gió. Hắn không phải là không muốn cải thiện tình hình hiện tại, chẳng qua vẫn không có biện pháp nào tốt cả. Một lần tham gia bữa tiệc giới thương nhân khiến lòng hắn cảm khái, thành phố Yến không thiếu kẻ có tiền nhưng người có tiền quan tâm đến việc làm từ thiện lại quá ít. Trong bữa tiệc đó Hạ Tưởng nảy sinh một ý nghĩ không rõ ràng. Đó là làm thế nào thành lập được một cơ chế, tổ chức làm từ thiện có hiệu quả. Quan tâm hơn đến những người nghèo khổ, cho dù không giúp đỡ được họ nhưng có thể giúp đỡ được đám con cái mất học của bọn họ, hoặc những đứa trẻ đang sử dụng những cái bàn lung lay trong căn phòng học nguy hiểm kia. Nghèo đói cũng không thể nghèo giáo dục, đáng tiếc là mấy tên phó chủ tịch huyện vì một chiếc xe mà cướp đi rất nhiều bàn ghế của đám trẻ con đang ngày ngày dùng gạch đá kê vào những chiếc bàn gãy chân dùng tạm. Khi rất nhiều quan viên đang tận tâm tận lực giành lấy một phần chiến tích, ngành giáo dục không có chiến tích đã trở thành rác rưởi trong con mắt của bọn họ. Trong lòng Hạ Tưởng đã có kế hoạch, hắn gọi điện cho Phùng Húc Quang, không hề khách khí mà đi thẳng vào vấn đề nói. Tổng Giám đốc Phùng, anh hiện tại là ông chủ lớn, tôi muốn chém anh một đao để anh xuất ra 1 triệu cải thiện hoàn cảnh dạy học lạc hậu ở huyện An, anh có ý kiến gì hay không? 1 triệu. Giọng nói của Phùng Húc Quang có điểm do dự, hắn cố ý dừng lại muốn Hạ Tưởng nghĩ hắn là loại keo kiệt, mắng chửi vài câu. Không ngờ Hạ Tưởng chỉ cười không nói, chỉ đành bất đắc dĩ nói. Tại sao cậu không nghi ngờ tôi lấy một tí, giả như tôi không bằng lòng đưa số tiền này ra? Nếu tôi nghi ngờ anh tôi đã không gọi điện cho anh rồi. Ông anh Phùng, nếu như tôi mở miệng muốn 1 triệu mà anh không cho, như vậy coi như tôi đuôi mù nhìn nhầm người rồi. Lấy hiểu biết của Hạ Tưởng với Phùng Húc Quang, hắn cũng biết 1 triệu tuy rằng là một con số không lớn không nhỏ nhưng bằng vào giao tình nhiều năm giữa hắn và Phùng Húc Quang thì vẫn có thể lấy ra được. Ai, được rồi, coi như chú em lợi hại. Kỳ thật anh muốn nói là, 1 triệu có đủ hay không, đừng khách khí với anh. Phùng Húc Quang đành phải nhận thua. Ở trước mặt chú, sao anh không thể trêu đùa chú lấy một lần nhỉ? Nói đi, tiền dùng làm gì, có chú ý gì không? Chú em nói đi. Đối với thái độ sảng khoái của Phùng Húc Quang Hạ Tưởng vô cùng hài lòng, liền nói. Mua 1 vạn bộ bàn ghế học sinh phân phát cho các trường trung học tiểu học của huyện An, sau đó mượn cơ hội này lấy danh nghĩa siêu thị Giai ra kêu gọi toàn bộ doanh nghiệp trong thành phố, vì cải thiện hoàn cảnh lạc hậu của giáo dục, mỗi doanh nghiệp chắc hẳn đều xuất ra 1 phần lực. Suy nghĩ của Hạ Tưởng là muốn các doanh nghiệp xuất tiền, lại để cho bọn họ có được chỗ tốt thiết thực. Sau đó nhân cơ hội này anh đặt ở mỗi nơi khách dừng lại trong siêu thị Giai ra 1 thùng quyên tiền khuyến học từ xã hội đồng thời cũng trịnh trọng hứa hẹn, bất kể hàng năm có thu được đến lượng tài chính cần thiết hay không, siêu thị Giai ra đều công khai hứa hẹn, mỗi năm siêu thị Giai ra sẽ xây dựng 1 trường tiểu học hy vọng Giai ra. 1 trường tiểu học đại khái cần khoảng 1 triệu, mỗi năm 1 ngôi trường đối với Phùng Húc Quang mà nói chẳng qua chỉ như mất 1 cọng lông châu không đáng kể. Nhưng tiền dù sao cũng là tiền của Phùng Húc Quang, Hạ Tưởng không thể thay hắn làm chủ. Không nói mỗi năm xây vài ngôi trường chỉ nói mỗi năm 1 trường là bởi vì nếu siêu thị Giai ra làm như vậy, ý nghĩa tượng trưng rất lớn, dù sao lực lượng tấm gương đi đầu cũng rất lớn. Không nói đến vấn đề khác,
siêu thị Giai Gia đi đầu quyên tiền nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý cao độ của báo giới. Không chỉ báo chí truyền thông cũng đưa tin điều này chẳng khác nào giúp siêu thị Giai Gia quảng cáo miễn phí. Nếu tính phí quảng cáo chỉ sợ 5-6 triệu cũng không đủ, lại càng không nói bởi vậy mà biến siêu thị Giai Gia trở thành một biểu tượng xã hội, càng là một bút tài phú xã hội không thể nào tính toán được. Hạ lão đệ, đầu óc cậu phát triển thế nào vậy? Rõ ràng là cậu đòi tiền tôi nhưng cuối cùng lại biến thành giúp tôi tuyên truyền, thật phục cậu rồi. Hình như bất kỳ phương pháp nào chuyển qua tay cậu cũng có thể biến thành giá trị xã hội cực lớn. Cậu không theo đường buôn bán quả thật là rất đáng tiếc. Phùng Húc Quang không khỏi tiếc nuối nói, xuất phát từ cảm thán sâu tận đáy lòng. Cậu tìm tôi cũng coi như là bằng hữu, nếu chuyện tốt này cậu đưa lên cho người khác thì rất không nể tình, 1 triệu thật sự đủ dùng không, hiện tại tài chính của tôi coi như sung túc, 4 triệu không tính là gì. Đủ rồi, trước tiên 1 triệu đi, đừng quá nhiều, nếu làm gương cho các doanh nghiệp khác vậy không thể lấy điểm mốc quá cao, nếu không sẽ khiến cho những kẻ theo sau chùn bước. Hạ Tưởng biết để Phùng Húc Quang lấy ra 1 triệu sẽ khiến hắn vui vẻ đồng ý, nhưng vấn đề là, sau khi doanh nghiệp đầu tiên quyên 1 triệu, các doanh nghiệp theo sau muốn mượn cơ hội này tạo hình tượng trong xã hội sẽ có điểm cố kỵ. Quyên 1 triệu quả thật không ít nhưng đối phương chỉ có thể lấy ra không đến 1 triệu, có thể quá ít mà xấu hổ không ra tay không. Cho nên không thể tạo thành áp lực tâm lý quá lớn cho người có tâm và doanh nghiệp năng lực có hạn. Sau khi cùng Phùng Húc Quang thương lượng xong, Hạ Tưởng liền gọi điện cho Đỗ Đồng Quốc, nói là báo Triều Tỉnh Yến là tờ báo duy nhất của tỉnh, ở hướng phát triển khởi xướng sự nghiệp từ thiện không thể đi sau người khác. Sau đó lại nói đến hành động vĩ đại của siêu thị Giai Gia, Đỗ Đồng Quốc nghe xong liên tục gật đầu khen hay. Chuyện tốt như vậy tôi có thể cam đoan tổng biên tập nhất định đồng ý đăng tin. Tôi lập tức báo cáo với tổng biên tập về đề tài này, đến lúc đó tôi còn có thể liên hệ với giới truyền thông trong tỉnh, cùng nhau đưa tin khiến cho càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào hoạt động này. Đỗ Đồng Quốc từ nhỏ lớn lên ở huyện Bá, trải nghiệm qua hoàn cảnh giáo dục lạc hậu nghèo khó của huyện Bá, đối với việc lợi nước lợi dân này hắn đương nhiên là vui vẻ không thôi. An bài thỏa đáng hết tất cả, Hạ Tưởng trước tiên đi tìm Lý Đinh Sơn, báo cáo chuyện này với hắn. Lý Đinh Sơn mừng rỡ, liên tục khen ngợi Hạ Tưởng làm một việc tốt, đáng giá công khai khen ngợi toàn tỉnh. Hạ Tưởng xua tay, khiêm tốn nói. Việc này còn chưa làm tốt, cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào, hiện tại đã khen ngợi tôi có phải là quá sớm hay không? Vẫn là đợi đến khi có thành tích rồi mới nói đi. Lý Đinh Sơn cao hứng nói. Được, trong lòng tôi có tính toán, ghi công việc này cho cậu. Trở về cậu nhớ báo cáo lại một lần nữa với Chủ tịch Khâu. Đây là việc lớn, đến lúc đó cử hành một nghi thức, tôi và Chủ tịch Khâu đều phải đến tham dự. Hạ Tưởng lại đến văn phòng của Khâu Tự Phong báo cáo chuyện này lại với hắn, vui mừng khen ngợi Hạ Tưởng vài câu. Phó Chủ tịch Tiểu Hạ không chỉ có đầu óc mà còn rất nhiều bạn bè, là hạt giống tốt. Sau này không lo tạo ra thành tích lớn hơn nữa. Sau khi biết được Hạ Tưởng đã báo cáo với Lý Đinh Sơn, Khâu Tự Phong mặc dù trong lòng bất mãn nhưng lại không có cách nào khác. Lý Đinh Sơn là bí thư, là người đứng đầu, cho dù Hạ Tưởng không phải là người của Lý Đinh Sơn, về lý đầu tiên phải báo cáo với Lý Đinh Sơn mới đúng. Đương nhiên nếu là Cường Giang Hải, người đầu tiên được báo cáo là hắn. Là người của mình hay không từ trình tự báo cáo là có thể nhìn ra được rõ ràng. Khâu Tự Phong biết chuyện này hắn cũng tìm không ra điểm yếu của Hạ Tưởng, hơn nữa đến lúc đó hắn cũng sẽ tham dự, cũng nở mày nở mặt, lại cổ vũ Hạ Tưởng thêm vài câu. Hạ Tưởng bắt đầu bắt tay vào làm công tác quyên tặng bàn học của siêu thị Giai Gia, bận rộn suốt 3 ngày mới liên lạc xong các phương có liên quan, cũng thu xếp hoàn tất. Phùng Húc Quang đã chuẩn bị xong tất cả. Bàn ghế đã mua xong xuôi chỉ đợi đến khi thu xếp ổn thỏa, một cú điện thoại là có thể chuyển đến. Hạ Tưởng lại hỏi Lý Đinh Sơn thời gian cử hành nghi thức vào lúc nào, Lý Đinh Sơn lại nói. Chờ vài ngày nữa rồi tính, 2 ngày nay Chủ tịch Khâu đang nỗ lực thúc đẩy việc khai thác mỏ ở huyện Hưng, hội nghị thường ủy buổi chiều sẽ thảo luận về đề tài này. Đây là một việc lớn, ổn định trước rồi mới tính tiếp. Hạ Tưởng gật đầu, không nói thêm gì nữa xoay người trở lại văn phòng. Hắn tính toán thời gian một chút, Mai Hiểu Lâm gửi tài liệu đã được gần 1 tuần, không có bất kỳ tiếng đồn nào được truyền ra, mà Lệ Triều Sinh cũng không có biểu hiện bất thường nào. Tất cả đều quá mức bình tĩnh đến mức khiến cho người ta khó tin được. Trên hội nghị thường ủy buổi chiều, rốt cuộc đánh bình tĩnh bị đánh vỡ, Lệ Triều Sinh nổi giận.
Lệ Triều Sinh tức giận không phải bởi vì tranh cãi với Mai Hiểu Lâm, mà là cùng Cường Giang Hải. Hội nghị thường ủy vừa mới bắt đầu, Lệ Triều Sinh giống như những lần khác ngồi bên cạnh bí thư đảng ủy xã Tam Thạch Đoàn Đại Khả, hai người đầu tiên là nhỏ giọng trao đổi một hồi, sau đó hắn còn tươi cười chào hỏi Mai Hiểu Lâm, Mai Hiểu Lâm cũng giống như bình thường mỉm cười gật đầu chào hỏi. Đợi sau khi Lý Đình Sơn nói xong mấy việc cần chú ý, Khâu Tự Phong chính thức đưa ra kế hoạch khai thác mỏ ở huyện Hưng, hắn liếc nhìn bốn phía, đắc ý nói. Theo tính toán của chuyên gia ở thủ đô, mỏ quặng Thạch Anh ở huyện An hàm lượng không đủ phong phú, mà hàm lượng của đá vôi đạt đến giá trị khai thác buôn bán. Mặc dù nói đá vôi sản xuất xi măng gây ô nhiễm đối với hoàn cảnh xung quanh nhưng ở hoàn cảnh trước mắt, hy sinh một chút hoàn cảnh môi trường có thể làm ra cống hiến thật lớn cho tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn huyện. Theo tôi thấy có tính thương mại rất cao. Tôi hy vọng các vị thường ủy lấy việc phát triển kinh tế huyện An làm đại cục, phê chuẩn xây dựng nhà máy xi măng ở huyện An. Lý Đình Sơn không nói gì, hắn đưa mắt nhìn các thường ủy xung quanh, trong lòng ít nhiều có điểm do dự đối với dự án xây dựng nhà máy sản xuất xi măng này. Quả thực nhà máy xi măng đầu tư ít, hiệu quả nhanh, trong vòng nửa năm đến một năm là có thể thu được lợi ích thiết thực. Nhưng nhà máy xi măng này thuộc loại lạc hậu, không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà giá trị đi kèm cũng thấp. Mặc dù có thể thu được lợi ích trong thời gian ngắn nhưng xét về lâu dài đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Lý Đình Sơn cũng không biết đây là kế, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, một của Khâu Tự Phong, nếu như biết hắn nhất định là người đầu tiên đứng ra phản đối. Ngược lại Mai Hiểu Lâm lại là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Chủ tịch Khâu, hạng mục nhà máy xi măng tôi thấy không phải là phương án tốt nhất, huyện An là huyện du lịch lớn. Thêm một nhà máy xi măng sẽ khiến cho môi trường nơi này bị ô nhiễm nặng, sâu hơn nữa là ảnh hưởng đến hoàn cảnh du lịch của huyện. Nếu bởi vậy mà ảnh hưởng đến du lịch của huyện An, đó là được không bù nổi mất. Bí thư Mai nói cũng có lý, nếu du khách biết được huyện An có một nhà máy xi măng, biết được bụi công nghiệp ô nhiễm hoàn cảnh, sau khi hít vào phổi có hại cho sức khỏe nhất định sẽ khiến cho lượng du khách giảm mạnh. Chủ tịch Khâu, hiện tại du lịch huyện An có xu thế phát triển không ngừng, cũng không thể bỏ lớn lấy nhỏ được. Khiến cho Khâu Tự Phong không ngờ tới đó là, người thứ hai nhảy ra phản đối lại chính là Lệ Triều Sinh. Bí thư đảng ủy xã Tam Thạch Đoàn Đại Khả cười ha ha nói. Xã Đán Bảo và xã Tam Thạch cách xa vài chục km, xây một nhà máy xi măng cũng ảnh hưởng không đến khu du lịch. Còn nữa, chẳng phải đào quặng đều làm ở sâu trong rừng sao, dù sao cũng là nơi hoang vắng không người ở, ô nhiễm một chút sợ cái gì. Có thể kiếm tiền mới tốt. Mai Hiểu Lâm bị thái độ bàng quan của Đoàn Đại Khả chọc giận, tức giận nói. Bí thư Đoàn nói như vậy rất không có trách nhiệm. Anh đã từng nghiên cứu qua khí ô nhiễm chưa? Anh có biết cái gì gọi là ô nhiễm mạch nước ngầm không? Anh có biết bụi ô nhiễm từ nhà máy xi măng sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn đến công nhân không? Nếu như nói, các vị sống ở xã Đán Bảo mỗi ngày đều hít vào khí bụi ô nhiễm, uống nước ô nhiễm, tỷ lệ bệnh tiêu hóa và bệnh về đường hô hấp sẽ gia tăng gấp đôi, anh còn nói không có việc gì phải sợ nữa không? 1. Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào Thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo con đường nối vùng đất phong của mình với Tần khiến các nước này không chú ý tới mình. Tháng 8 năm 206 trước công nguyên, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra quân bình định Tam Tần, do các vua chư hầu Trương Hàm Ung Vương, Tư Mã Hân Tắc Vương và Đồng Ế Địch Vương Án Ngữ làm phên dậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên chí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Trương Hàm. Trương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, Ung Vương bị thua chạy về, dừng lại đánh đất Hạo Chí, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán Vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Năm 205 trước công nguyên, Hàn Tín lại điều quân đánh Tắc Vương Hân, Địch Vương Ế. Bị đánh bất ngờ, Tư Mã Hân và Đồng Ế đầu hàng. Hàn Tín kéo về đông, Hà Nam Vương Thân Dương cũng đầu hàng theo. Sau khi giết Hàn Vương Thành, Hạng Vũ cho người thân tín của mình là Trịnh Xương làm Hàn Vương. Hàn Vương không chịu đầu hàng Hán, Hàn Tín mang đại quân đánh bại Xương. Chương 259, biểu hiện khác thường của Lệ Triều Sinh. Lời này của Mai Hiểu Lâm ép bức đâm thẳng vào người,
Đoàn Đại Khả nào biết cái gì là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, hắn tức giận chỉ thẳng vào Mai Hiểu Lâm. Phó Bí Thư Mai, mọi người luận chuyện theo việc, cô nguyền rủa tôi sao? Thật xin lỗi, tôi chỉ lấy một cái ví dụ mà thôi, vừa lúc thuận miệng nói đến anh, đây cũng là luận chuyện theo việc, không phải cố ý nguyền rủa anh, Bí Thư Đoàn đừng để tâm. Mai Hiểu Lâm nói là xin lỗi nhưng trên mặt lại chẳng có lấy một chút vẻ thành khẩn nào. Lệ Triều Sinh cảm kích nhìn thoáng qua Mai Hiểu Lâm, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ tài liệu chỉnh mình không phải do cô ta gửi. Nhưng mà ngoại trừ cô ta ra còn ai đối nghịch với mình. Chỉ là cô ta vừa rồi mới toàn lực bảo vệ mình, công khai đối nghịch với Chủ tịch Khâu, điều này không giống như đáng giả bộ, rốt cuộc là như thế nào đây? Trong lòng Khâu Tự Phong cực kỳ bất mãn với Mai Hiểu Lâm, trước khi họp hắn đã nói chuyện trước với cô, yêu cầu cô ủng hộ trên hội nghị thường ủy. Mai Hiểu Lâm lập lờ không nói ủng hộ cũng không nói không ủng hộ, chỉ nói xem tình hình. Khâu Tự Phong mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không có phát tác. Theo hắn thấy, cho dù Mai Hiểu Lâm có ý kiến nào đi chăng nữa nhưng đặt trước lợi ích của gia tộc, cô ta nhất định phải lấy đại cục, ở vấn đề quan trọng trước mắt duy trì ủng hộ hắn. Dù rằng hắn cũng biết, Mai Hiểu Lâm vô cùng phản cảm với nhà máy xi măng nhưng hắn tin tưởng chắc chắn rằng vào thời khắc biểu quyết cuối cùng, cho dù cô ta vô cùng không muốn cũng sẽ không đưa ra lá phiếu phản đối. Không ngờ được Mai Hiểu Lâm thật sự không chút lưu tình đi đầu phản đối, còn châm chọc Đoàn Đại Khả vài câu khiến cho cơn tức trong lòng Khâu Tự Phong càng lúc càng lớn. Lại nhớ đến việc cô ta và Hạ Tưởng âm thầm qua lại thân thiết với nhau, trong lòng thầm nhủ nhất định phải mượn cơ hội gõ gõ cô ta để cho cô ta biết hiện tại cô ta là vị hôn thê của hắn, cho dù là trên danh nghĩa cũng phải tuân theo nguyên tắc của cuộc chơi, không thể to gan lớn mật tìm nam nhân khác làm điều sằng bậy. Khâu Tự Phong kìm nén lửa giận trong lòng, kín đáo trừng mắt với Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm vờ như không nhìn thấy, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi khí nóng nhưng lại không hề uống mà đặt lại xuống bàn, như cười như không nhìn Cường Giang Hải. Cô ta biết Cường Giang Hải là quân tiên phong của Khâu Tự Phong, hắn nhất định cũng có lời muốn nói. Không đợi Cường Giang Hải phát ngôn, Phó Bí Thư nghe Chánh Phương Ủy ban kỷ luật cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, nhìn vào đó đọc lên. Tôi không quá tán thành việc xây dựng nhà máy xi măng. Nguyên nhân có 3 điểm, một là xã Đán Bảo có hơn 1.000 mẫu ruộng tốt nhất huyện, nhà máy xi măng sẽ làm ô nhiễm ruộng, hai là xã Đán Bảo là nguồn nước của toàn huyện, nước chúng ta ăn đều lấy từ xã Đán Bảo, vì sức khỏe của bản thân chúng ta và con cháu đời sau tốt nhất là không xây dựng, ba là xuất phát từ tình cảm cá nhân, tôi thích non xanh nước biếc của xã Đán Bảo, không muốn phá hỏng hoàn cảnh môi trường nơi đây. Tôi đã nói xong. Hắn buông cuốn sổ nhỏ xuống, sau khi khép lại thì bổ sung thêm một câu. Tôi luôn tin rằng trí nhớ không bằng đầu bút, có ý tưởng phải viết ra mới tốt, ha ha. Mai Hiểu Lâm ánh mắt chớp động, Phó Bí Thư Nghe Chánh Phương của Ủy ban Kỷ luật phản đối đề nghị của Khâu Tự Phong, bản thân mình thoạt nhìn cũng không có gì là không ổn, nhưng trước đây đa số thời điểm là y cầm cờ đầu phản đối việc xây dựng nhà máy xi măng thật sự là bởi vì lo lắng bảo vệ hoàn cảnh môi trường ở đó, hay còn là bởi vì đảm bảo nhất trí với Lệ Triều Sinh. Đã có 3 vị thường ủy tỏ vẻ phản đối. Trong lòng Khâu Tự Phong không khỏi có chút nôn nóng vội vàng. Bí thư Đảng ủy Công an Bình Cát trực tiếp nói. Tôi đồng ý, năm nay tất cả lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế làm đầu, cần phải đưa việc kiến thiết nền kinh tế làm trung tâm. Nhà máy xi măng mặc dù gây ô nhiễm môi trường nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó, muốn kinh tế phát triển thì phải trả bằng một cái giá tương xứng. Tôi cảm thấy ô nhiễm môi trường chỉ là vấn đề nhỏ, kiếm tiền vẫn là nhất. Trưởng ban quân sự Khổng Kiếm nói không nhiều, chỉ nói một câu. Có thể vực dậy nền kinh tế huyện An, tôi ủng hộ. Trưởng ban tuyên giáo Lạc Văn Tài với bộ dạng hiền lành nói. Tôi thấy nên ủng hộ, có thể phát triển kinh tế là chuyện tốt, huyện An chỉ dựa vào du lịch cuối cùng vẫn khiến cho người ta cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Hơn nữa du lịch mở nửa năm đóng nửa năm, tính phiêu lưu quá lớn, chẳng may năm nào đó xảy ra tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như sập đường. Du khách không đến được, vậy chẳng phải là không có thu hoạch sao? Cho nên phát triển công nghiệp mới là đường chính. Trên mặt Khâu Tự Phong dần dần khôi phục lại vài phần thần sắc, tự tin lại một lần nữa tràn ngập trong mắt, hắn khẽ cười nói. Có tranh luận mới tốt, chứng minh mọi người nói lời trong lòng cũng chứng minh hạng mục nhà máy xi măng quả thực có ý nghĩa quan trọng. Mọi người đều rất cẩn thận nhưng trải qua luận chứng nhiều mặt và ý kiến của các chuyên gia thủ đô. Với hoàn cảnh địa lý của huyện An và trình độ phát triển kinh tế mà nói,
xây dựng nhà máy xi măng là lựa chọn phù hợp với thực tế nhất. Ý kiến của các chuyên gia thủ đô hình như là đề nghị xây dựng nhà máy thủy tinh chứ không phải đề nghị xây dựng nhà máy xi măng, không biết chuyên gia mà Chủ tịch Khâu nói là chuyên gia nào. Mai Hiểu Lâm nhìn như bình tĩnh nhưng trong mắt mơ hồ có lửa giận thiêu đốt. Khâu Tự Phong quen thuộc với tính khí của cô trong lòng hoảng sợ, không tốt, chẳng lẽ việc đút lót các chuyên gia thủ đô bị cô ta phát hiện ra rồi. Mai Hiểu Lâm lấy ra một phần tư liệu, ném đánh bịch một tiếng xuống trước mặt Cường Giang Hải. Phó Chủ tịch Cường, anh tự mình xem thử, vì sao ba chuyên gia thủ đô tôi mời đến có một người quyết liệt phản đối xây dựng nhà máy xi măng, còn hai người kia lúc ban đầu cũng phản đối nhưng sau khi nhận phong bì của anh thì lập tức sửa lời. Mai Hiểu Lâm lại lấy ra một phần tài liệu nữa. Anh nói hàm lượng thạch anh của huyện An thấp, vì sao tôi tự mình vào núi đào vài khối sau khi gửi lên Bắc Kinh, chuyên gia đều cho ra kết luận là hàm lượng phong phú, có giá trị khai thác cực cao, Phó Chủ tịch Cường, bên trong anh đã đụng tay chân thế nào trong lòng anh phải biết rõ chứ. Cường Giang Hải nhất thời đỏ mặt, đứng bật dậy. Phó Bí Thư Mai, cô không cần ngậm máu phun người, nói chuyện phải chú ý chứng cớ, không thể nói năng vô lý được. Cô tận mắt nhìn thấy tôi đưa phong bì cho các chuyên gia sao? Cô có chứng có gì chứng minh tôi động tay động chân vào đó? Chuyên gia là cô mời đến lại không phải do tôi mời, cô dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi? Thật là buồn cười. Mai Hiểu Lâm không ngờ tới Cường Giang Hải dù chết cũng không nhận, nhất thời tức giận sững sờ ngay tại chỗ, nói không ra lời. Cô không có bằng chứng chính xác chứng minh Cường Giang Hải âm thầm dở trò quỷ, vốn chỉ muốn dọa hắn một phen cho hắn co rút lại. Không ngờ tới bản lĩnh ra mặt dày của Cường Giang Hải cũng thuộc hạng nhất, trực tiếp bật lại. Cô không có kinh nghiệm đấu võ mồm với người khác, ngay lập tức bị phản ác á khẩu không nói được lời nào. Cường Giang Hải mỉm cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, đừng cho rằng cô là phó bí thư, muốn đấu với tôi còn kém lắm. Cường Giang Hải mới vừa ngồi xuống thì nghe tiếng cười khiêu khích của Lệ Triều Sinh, nói. Bản lĩnh cưỡng từ đoạt lý của Phó Chủ tịch Cường nay mới được tận mắt nhìn thấy. Nếu chuyên gia là do Phó Bí Thư Mai mời đến dĩ nhiên cô ấy càng quen thuộc với các chuyên gia hơn anh rồi. Anh len lút đưa bao bì cho họ mặc dù không có ai nhìn thấy, cũng không chụp được ảnh hiện trường nhưng cô ấy có thể từ chuyên gia không bị anh thu mua mà biết được việc đã xảy ra. Có những việc không nhất thiết cứ cần phải có bằng chứng rõ ràng mới có thể lên án. Hơn nữa nói thật lòng nếu Phó Bí Thư Mai thực sự có chứng cứ trong tay, Phó Chủ tịch Cường chạy không thoát với một cái án kỷ luật. Bí Thư Lệ, anh có ý gì? Chúng ta lấy việc luận việc, tại sao anh lại châm chích cá nhân tôi? Cường Giang Hải không nén nổi tức giận, lại đứng bật dậy phẫn nộ nói. Có chứng cứ thì lấy ra đi, tôi không tin có thật. Muốn chỉnh tôi, không dễ vậy đâu. Dầm, Lý Đinh Sơn vỗ bàn. Phó Chủ tịch Cường, có chuyện thì nói, anh đứng dậy làm gì? Có lý không cần nói nhiều, đồng dạng, đứng dậy cũng không cho thấy được vấn đề gì. Cường Giang Hải không dám chống lại Lý Đinh Sơn, chỉ đành căm giận ngồi xuống, lại nói. Bí thư Lệ, tôi thật hy vọng anh và Phó Bí thư Mai điều tra một chút chuyện tôi tặng phong bì cho các chuyên gia, nếu không hai người phải xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người ở đây, dù sao nói như vậy cũng tổn hại đến danh dự của tôi. Tôi sẽ làm, Phó Chủ tịch Cường cứ yên tâm. Lệ Triều Sinh như cười như không nói một câu, lại quay sang hỏi Nghe Chánh Phương. Phó Bí thư Nghe. Anh nói xem nếu như thật sự có chứng cứ chứng minh Phó Chủ tịch Cường tặng phong bì cho các chuyên gia để đạt được mục đích không thể cho ai biết, án chiếu theo luật pháp hắn đáng chịu hình phạt nào. Nghe Chánh Phương nghiêm trang mở cuốn sổ nhỏ, từng câu từng chữ nói. Nếu như bởi vì hành vi cá nhân của Phó Chủ tịch Cường mà dẫn đến sai lầm trong quyết định nhà máy xi măng, vấn đề của anh ta sẽ rất lớn. Nói thêm, nếu như sau khi xây dựng xong nhà máy xi măng, nhưng cuối cùng phát hiện ra lượng quặng đá vôi có vấn đề, nguyên liệu và sản xuất không tương xứng, hậu quả vô cùng cùng nghiêm trọng vậy thì vấn đề của Phó Chủ tịch Cường phải chuyển lên Ủy ban Kỷ luật Thành ủy. Cường Giang Hải tức giận không thể kiềm chế, vỗ bàn đứng lên. Lệ Triều Sinh, anh khinh người quá đáng. Có bản lãnh anh cứ tố cáo tôi lên Ủy ban Kỷ luật Thành ủy đi, tôi phụng bồi tới cùng. Còn có, việc này tôi không để cho anh yên đâu. Lý Đinh Sơn rốt cuộc nổi giận. Phó Chủ tịch Cường, anh uy phong quá nhỉ. Chủ tịch Khâu, vấn đề nhà máy xi măng trước khi giải quyết vấn đề thật giả trong kết luận của các chuyên gia không thích hợp để đưa lên hội nghị thường ủy thảo luận, đợi đến khi Phó Chủ tịch Cường nói rõ chuyện này nếu không không cần đưa ra cuộc họp làm mất thời gian của mọi người. Tan họp.
Lý Đình Sơn lập tức phất tay áo bỏ đi. Khâu Tự Phong tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, đợi cho tất cả mọi người bỏ đi hết, hắn cầm chén trà trước mặt lên ném mạnh xuống đất, chỉ vào mũi Cường Giang Hải nói. Đầu óc anh thiếu gân phải không? Không nhìn ra phép khích tướng của Lệ Triều Sinh hay sao? Anh thì hay rồi, đổ thêm dầu vào lửa, sao anh không dùng đầu óc một chút? Bây giờ thì tốt rồi, bị bí thư Lý tìm được lý do chính đáng đè vấn đề này xuống, anh thật đúng là thành sự không đủ mà bại sự có dư. Cường Giang Hải không phục nói. Chủ tịch Khâu, phó bí thư Mai thực đáng giận, trước mặt mọi người vây bẩn sự trong sạch của tôi không phản bác vài câu chẳng khác nào thừa nhận chuyện đưa phong bì cho chuyên gia sao? Anh vốn đút tiền mà, vậy còn sợ cái gì? Khâu Tự Phong càng thêm tức giận. Anh không nói ra, có hay không có phong bì đó là chuyện của tổ điều tra chuyên môn, hiện tại hội nghị thường ủy là thảo luận về vấn đề nhà máy xi măng, xin đừng đổi chủ đề. Anh nói như vậy liền đưa chủ đề kéo vào vấn đề nhà máy xi măng, sự tình không phải như vậy sao? Tại sao anh ngu ngốc như vậy, không nên dây dưa ở vấn đề này, nếu không Lệ Triều Sinh làm sao lại đứng ra được? Việc này là do Phó Bí Thư Mai nêu ra, tại sao lại nói Lệ Triều Sinh đứng ra? Cường Giang Hải vẫn không hiểu. Anh tự mình nghĩ đi, thật quá ngu. Khâu Tự Phong lười giải thích với hắn, tức giận phì phò ném lại một câu rồi quay về văn phòng. Nếu nói thái độ của Mai Hiểu Lâm hôm nay khiến Khâu Tự Phong nổi giận thì thái độ của Lệ Triều Sinh khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Lệ Triều Sinh luôn nhất trí với hắn trong rất nhiều việc. Cho dù có bất đồng cũng chỉ bất đồng vài chi tiết nhỏ, chưa bao giờ có lập trường đối ngược, hơn nữa việc khai thác quặng mỏ hắn cũng là gọi điện bàn với Lệ Triều Sinh, Lệ Triều Sinh cũng đã biểu thị ủng hộ, vì sao trên hội nghị thường ủy lại đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn báo với Lệ Triều Sinh là mỏ quặng Thạch Anh nhưng báo lên hội nghị thường ủy lại là quặng đá vôi sao? Cho dù lúc đó không nói rõ là loại quặng nào thì Lệ Triều Sinh cũng không nên phản đối chứ. Bởi vì bất kỳ là loại quặng Thạch Anh hay là đá vôi cũng không đụng chạm gì đến lợi ích của hắn, có gì khác biệt nhau đâu, vì sao hắn lại đột nhiên nhảy ra phản đối. Khâu Tự Phong đột nhiên hoảng sợ trong lòng, chẳng lẽ nói khai thác đá vôi sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của Lệ Triều Sinh sao? Khâu Tự Phong một mình đi lại trong phòng, cau đó, nóng nảy bất an. Hội nghị thường ủy vừa kết thúc, Phương Cách liền vội vàng chạy đến văn phòng làm việc của Hạ Tưởng. Còn tưởng giống như trước đây đẩy cửa đi vào, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa trong. Phương Cách không thèm suy nghĩ liền đưa tay gõ cửa, tiếng gõ cửa vang lên 3 tiếng, có người mở cửa, Phương Cách sững sờ, lập tức cười ngượng ngùng. Phó Bí Thư Mai ở đây sao? Lại nhìn thấy Hạ Tưởng như không có việc gì ngồi trên ghế, lại nói thêm một câu. Phó Chủ tịch Hạ, cửa phòng làm việc của anh luôn không khóa, sao hôm nay đột nhiên lại khóa vậy? Mai Hiểu Lâm trừng mắt. Tôi và Phó Chủ tịch Hạ đang thương lượng vài chuyện, đóng cửa lại anh cũng muốn quản sao, hình như quản rộng quá thì phải. Không có, tuyệt đối không có. Phương Cách sợ nhất là Mai Hiểu Lâm, lập tức đầu hàng, xoay người muốn đi, còn nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi không có chuyện gì cả, các vị cứ tiếp tục nói chuyện đi, quấy rầy rồi. Mai Hiểu Lâm quay lại đề tài lúc nãy với Hạ Tưởng. Vài bộ môn kỷ luật 2 cấp huyện thành phố đều không có tin đồn nào truyền ra, kèm theo bộ dạng như không có chuyện gì của Lệ Triều Sinh, hắn quả thực là một nhân vật rất khó đối phó, tôi cũng bắt đầu bội phục hắn rồi. Chẳng qua biểu hiện hôm nay của Lệ Triều Sinh ở hội nghị thường ủy có điểm kỳ lạ, cô không cảm thấy vậy sao? Hạ Tưởng không chú ý đến cảm nghĩ của Mai Hiểu Lâm, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Lệ Triều Sinh lâu nay thân cận với Khâu Tự Phong. Hơn nữa sớm nghe nói hắn ủng hộ việc khai thác mỏ, tại sao hôm nay lại đột nhiên đứng ra phản đối? Hắn tự hỏi tự trả lời. Chẳng lẽ là hắn vốn ủng hộ khai thác mỏ Thạch Anh nhưng bởi vì Khâu Tự Phong ngoài ý muốn thay đổi chủ ý, muốn khai thác đá vôi, hắn cảm thấy đá vôi sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh cho nên không đồng ý. Không thể nào, Lệ Triều Sinh là kẻ ngay cả tiền giống cây trồng cũng có thể tham ô, có thể quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường sao? Nói không chừng là khai thác quặng Thạch Anh không ảnh hưởng gì đến hắn mà khai thác đá vôi lại ngăn trở con đường phát tài của hắn cho nên hắn mới kiên quyết phản đối. Mai Hiểu Lâm đột nhiên nói một câu. Anh nói xem tôi đoán có đúng không? Hạ Tưởng ngẩn người, ý nghĩ trong đầu đảo một vòng, cười nói. Cô nói không sai, quả thật có loại khả năng này. Hắn không cố ý khen Mai Hiểu Lâm mà là trong nháy mắt nghĩ tới lần ra tay hào phóng của Lệ Triều Sinh mua 5 căn biệt thự.
ngoại trừ khai khoáng ra hắn còn có biện pháp nào khác có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Nhưng vấn đề là, khai khoáng là công trình lớn, cho dù là Lệ Triều Sinh có bản lĩnh tìm được một nhóm người, ẩn núp trong rừng sâu âm thầm, vụng trộm khai thác, hắn bằng cách nào vận chuyển thạch anh hoặc đá vôi ra ngoài. Những việc khác đều dễ, tìm vài chục đến vài trăm người, qua mắt tất cả mọi người đưa vào trong rừng khai thác quặng, chuyện này không khó, nhưng khai thác quặng dễ mà tiêu thụ khó, cho dù chỉ khai thác đem bán cũng cần phải vận chuyển ra ngoài mới được. Phó Bí Thư Mai, nơi lần trước chúng ta đến có mỏ đá vôi hay không? Hạ Tưởng nghĩ đến một cái vấn đề, vội vàng hỏi Mai Hiểu Lâm. Đương nhiên không có, khoáng thạch anh và khoáng đá vôi sao có thể cùng tồn tại với nhau được. Đá vôi ở con đường khác, ý của anh là, muốn âm thầm điều tra hiện trường. Mai Hiểu Lâm cũng rất thông minh, chỉ một lát đã nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Anh thật sự hoài nghi Lệ Triều Sinh bí mật khai thác quặng. Hắn có lá gan lớn như vậy sao? Cho dù có, làm sao hắn có thể vận chuyển ra ngoài được? Trí tuệ của quần chúng nhân dân là vô cùng, chúng ta nghĩ không ra không có nghĩa là người khác cũng nghĩ không ra. Hạ Tưởng thầm nghĩ việc này không thể chậm trễ, muốn điều tra phải thừa dịp Lệ Triều Sinh đang còn ở trong huyệt, hiện tại chạy đến âm thầm điều tra một phen, đánh cho hắn một đòn không kịp trở tay. Có đi hay không? Đi, vì sao không đi? Việc tốt như vậy sao có thể thiếu tôi được? Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm một trước một sau rời khỏi văn phòng huyện ủy, bọn họ tự cho là thần không biết quỷ không hay nhưng vẫn bị Phương Cách trốn sau cửa sổ vừa vặn nhìn thấy. Phương Cách âm thầm lắc đầu, vẻ mặt đau lòng. Hạ ca ơi Hạ ca, anh rất không có nghĩ khí anh em, mặc dù tôi tạm thời không có cơ hội cũng không có nghĩa là sau này không thể theo đuổi Phó Bí Thư Mai. Anh thì hay rồi, đã có hai cô bạn gái lại còn đánh chủ ý với Phó Bí Thư Mai, quả thực là lòng tham không đáy. Hạ Tưởng tự nhiên là không nghe được tiếng oán giận của Phương Cách, hắn một đường đi tới, dưới sự chỉ dẫn của Mai Hiểu Lâm, sau khi đến xã Đán Bảo, quay về phương Bắc đi theo con đường lớn, đi không bao xa thì thấy trên đường xe cộ nhiều hơn, tất cả đều là loại xe tải, trên xe chở đầy than đá. Hạ Tưởng nhớ ra con đường này là con đường liên tỉnh, chạy thẳng đến mỏ than lớn Tây tỉnh, có rất nhiều xe chở than đá vì tiết kiệm phí dụng đường cao tốc mà đi theo con đường này. Bởi vì có nhiều xe chở than đá cho nên Hạ Tưởng lái xe không nhanh, cùng nhân cơ hội này quan sát xung quanh. Ngoại trừ khe suối và dãy muối xa xa nhìn không tới cuối ra thì không còn gì khác. Đi được vài km, đi đến nơi khai thác đá vôi, Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm xuống xe quan sát. Trước mắt là một khu vực đồi núi bằng phẳng, đừng nói là giấu xe giấu người, ngay cả giấu một con chim nhỏ cũng khó khăn. Hạ Tưởng lại hỏi. Chẳng lẽ chỉ có một chỗ này khai thác đá vôi thôi sao? Chương 260, mỗi người đều có tâm tư. Căn cứ theo tài liệu, hai bên sườn núi này đều có quặng có hàm lượng đá vôi cao, hay là đi về phía trước nữa xem sao? Mai Hiểu Lâm cũng không lo lắng. Hạ Tưởng cũng không cam lòng, lại tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi thỉnh thoảng lại gặp một mỏ quặng đang được khai thác, tương đương một trạm trung chuyển nhỏ. Có vài xe chở than đổ vào bãi than đá sau đó lại quay trở lại Tây tỉnh lấy than. Bãi đổ than tất cả đều bình thường, cũng nhìn không ra bất kỳ vấn đề gì. Lại đi về phía trước thêm vài chục km nữa, đi đến vùng giáp danh với Tây tỉnh. Hạ Tưởng thất vọng, đi thêm về phía trước là ra khỏi Tây tỉnh, Lệ Triều Sinh có lợi hại hơn nữa thì tay hắn cũng không thể vươn ra Tây tỉnh, xem ra phán đoán của mình về việc hắn trộm khai thác mỏ là sai rồi. Hạ Tưởng cúi đầu đang chuẩn bị quay xe trở về, đột nhiên nghe Mai Hiểu Lâm kinh ngạc hô lên một tiếng. Bên kia có một câu cầu thông vào trong núi, đến đó xem sao. Bên phải quả nhiên có một câu cầu, Hạ Tưởng đánh tay lái sang bên phải, vừa mới đi được một đoạn không xa thì nhìn thấy giữa đường có một biển báo, trên đó viết một dòng chữ, đường này chưa thông, mời quay lại. Đây là cây cầu gãy, phía dưới là con sông nhỏ dài khoảng vài chục mét. Nước sông ào ào xem ra cũng không nông, Hạ Tưởng lại lắc đầu cười. Nếu như Lệ Triều Sinh có thể khai thác quặng ở ngọn núi bên kia sông, vậy hắn đã là thần tiên rồi, xe tải có thể bơi qua sông sao? Quên đi, đường này không thông, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Trở lại tòa nhà huyện ủy, lúc đi lên lầu Hạ Tưởng vừa vặn gặp Lệ Triều Sinh đang xuống lầu. Lệ Triều Sinh liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, không nói gì. Hạ Tưởng lại cung kích hô một tiếng. Bí thư Lệ. Lệ Triều Sinh gật đầu, vẫn không thèm để ý đến Hạ Tưởng, bộ dáng như đang có tâm sự nặng nề, vội vã rời đi.
Mặc dù không có bất kỳ thu hoạch nào nhưng trong lòng Hạ Tưởng vẫn nghi ngờ không thôi, vẫn cảm thấy Lệ Triều Sinh kiệt lực phản đối Khâu Tự Phong có vấn đề. Đồng thời, nếu tài liệu gửi đến Ủy ban kỷ luật không có đồng tính, hắn chỉ đành phải tự thân ra mặt, tìm Phó Bí Thư Vương đánh bài, nhìn xem có thể mượn cơ hội làm quen với trưởng ban kỷ luật thành phố Yến là Tần Thác Phu hay không, cho dù không làm quen được cũng phải nghĩ biện pháp chuyển tài liệu trực tiếp đến tay ông ta. Cũng chỉ có các nhân vật chuyên nghiệp của Ủy ban kỷ luật ra mặt, âm thầm điều tra thu thập chứng cớ, không quản bọn họ dùng phương pháp nào khiến cho Du Lệ mở miệng, đều danh chính ngôn thuận hơn hắn và Mai Hiểu Lâm nhiều lắm, càng có kỹ xảo và chuyên nghiệp hơn. Lại nghĩ một hồi, Hạ Tưởng vẫn cảm thấy trên người Lệ Triều Sinh có điểm đáng ngờ, lại gọi cho Tiêu Ngũ một cuộc, hẹn hắn buổi tối gặp mặt. 8 giờ tối, nhà hàng Thường Sơn, Tiêu Ngũ đến như ước hẹn. Trải qua khoảng thời gian ngắn phơi nắng, Tiêu Ngũ đen đi không ít, trên mặt tăng thêm vài phần chín chắn, hắn vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền cung kích khom người vái chào một cái. Cảm ơn Phó Chủ tịch Hạ đã giúp đỡ tôi, hiện tại tôi đã hiểu được một đạo lý, đó là một con người muốn được người khác tôn trọng cần phải làm được việc khiến cho mọi người tin phục. Tôi vô cùng cảm kích Phó Chủ tịch Hạ làm tôi có được như ngày hôm nay. Hóa ra khi Tiêu Ngũ đi tuần tra trên núi, một tên bảo vệ không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi, hắn nắm chặt lấy một khối đá mới không rơi xuống, chẳng qua lại leo lên không được xuống chẳng xong nguy hiểm vạn phần. Những người khác không dám tiến tới giải cứu, đợi người dưới chân núi đưa dụng cụ lên cứu. Nhưng sức người có hạn, đợi đám người dưới chân núi lên tới hơi thì sợ rằng người kia đã sớm kiên trì không nổi nữa rồi. Trong lúc nguy cấp vạn phần, Tiêu Ngũ dựa vào một thân bản lãnh tôi luyện từ trong quân đội, mạo hiểm tính mạng cứu tên bảo vệ kia lên. Tiêu Ngũ nhận được sự tôn trọng của tất cả bảo vệ, mọi người đối với hắn đều tâm phục khẩu phục. Tiêu Ngũ cũng cảm nhận được cảm giác được người khác tôn trọng, loại cảm giác trước nay chưa từng có, mới biết được đánh nháo trước đây thật buồn cười biết bao. Muốn người khác tôn trọng mình từ nội tâm chỉ dựa vào vũ lực mà chinh phục tuyệt đối không được. Hạ Tưởng nghe được cảm xúc của Tiêu Ngũ, cũng vì hắn mà cảm thấy vui mừng. Tốt, Tiêu Ngũ, cậu tiến bộ rất lớn, sau này sẽ có không gian phát triển lớn hơn nữa. Hiện tại có một việc, tôi muốn mời cậu giúp tôi điều tra xem trong núi ở huyện An này, có người nào khai thác quặng phi pháp hay không? Khai thác quặng phi pháp? Tiêu Ngũ rất ngạc nhiên. Kẻ có thể khai thác quặng đều có lai lịch, người bình thường dù có muốn cũng không có kỹ thuật không tổ chức nhân lực được, Phó Chủ tịch Hạ muốn điều tra ai? Vẫn là tên Lệ Triều Sinh kia. Hạ Tưởng lại kể lại một lượt chuyện hắn vòng quanh khu khai thác đá vôi mà không thu hoạch được gì. Tránh trong núi sâu dễ nhưng khai thác quặng nhất định phải vận chuyển khoáng thạch ra ngoài, không thể sử dụng nhân lực chuyển từng khối ra được, nhất định phải có công cụ lén lút vận chuyển. Nhưng trong núi không có đường, cho nên tôi cũng không dám khẳng định. Tôi tìm vài huynh đệ thân tín cùng vào núi điều tra một chút xem sao. Trước kia bọn họ đều thích theo tôi vào núi đi săn, mấy năm nay không có ai đi nữa. Trong núi sâu rất nguy hiểm, ít nhất phải có 3 người kết đội mới có thể đảm bảo an toàn. Tiêu Ngũ đáp ứng, còn nói thêm. Lệ Triều Sinh người này rất lợi hại, xã đán bảo là thiên hạ của một mình hắn, không ai dám không nghe lời hắn. Nhưng bề ngoài hắn đối với người khác cũng rất lễ phép khiến cho người ta không chú ý, đây là nhân vật hai lòng điển hình. Hạ Tưởng cười ha hả. Tốt, thiếu thứ gì cậu cứ nói với tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Các huynh đệ khác của cậu tôi cũng sẽ không để bọn họ phải thiệt thòi. Nhưng có một điểm, nhất định phải giữ bí mật, kẻ không đáng tin tưởng một tên cũng không cần. Người đáng tin tôi đều vì bọn họ mà an bài một công việc thích hợp. Công viên rừng rậm của Liên Nhược Hàng cũng cần nhân viên bảo vệ có thể tin tưởng được, đám bằng hữu của Tiêu Ngũ nếu như thân thủ tốt, lại có thể tin tưởng được, quả thật có thể sắp xếp một chút. Phó Chủ tịch Hạ yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Ngũ nghiêm trang nói. Hạ Tưởng cười. Ngồi đi, đừng coi tôi là Phó Chủ tịch, cứ coi tôi là bạn bè bình thường là được rồi. Tình hình trong núi cậu quen thuộc hơn tôi cũng không nói nhiều, tóm lại chỉ có một câu, cần phải đảm bảo an toàn, không thể để cho đối phương phát hiện ra. 3 ngày sau, trong phòng hội nghị của nhà khách huyện ủy chính thức cử hành nghi thức quyên góp khuyến học, Lý Đinh Sơn và Khâu Tự Phong đồng thời tham gia. Chủ tịch Phùng Húc Quang của siêu thị Giai Gia đại biểu cho toàn thể công nhân viên chức siêu thị Giai Gia quyên góp 1 vạn bộ bàn ghế cho các trường trung học và tiểu học trong huyện, đồng thời tuyên bố thành lập quỹ khuyến học. Trong tất cả các siêu thị Giai Gia đều đặt 1 hộp quyên góp, công khai quyên tiền từ xã hội,
hàng năm xây dựng một trường tiểu học ở những xã nghèo khó của huyện, tất cả tiền quyên được đều nhận sự giám sát từ xã hội. Lý Đình Sơn thay mặt Đảng ủy ban nhân dân huyện An phát biểu quan trọng, cảm ơn cống hiến lớn lao của Siêu Thị Giai Gia vì thay đổi môi trường giáo dục của huyện An, đại biểu cho toàn bộ học sinh tiểu và trung học toàn huyện gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên Siêu Thị Giai Gia và cá nhân Phùng Húc Quang, đồng thời kêu gọi xã hội quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ vùng nghèo khó. Bọn trẻ không được ăn ngon, không được mặc đẹp, bọn trẻ cũng không oán, bọn trẻ chỉ mong muốn có được cơ hội đến trường. Sau đó đến lượt Khâu Tự Phong phát biểu, mặc dù hắn không tình nguyện nhưng vẫn nói năng rất hăng say, cuối cùng khen ngợi Hạ Tưởng, khen hắn đặt nhiều tâm huyết trong việc cải thiện hoàn cảnh giáo dục của huyện, làm ra thành tích. Hạ Tưởng là phó chủ tịch huyện quản lý giáo dục cho nên được sắp xếp phát biểu cuối cùng, hắn không chuẩn bị để phát biểu, tay không đi lên bục phát biểu, thần sắc nặng nề nói. Một vạn bộ bàn ghế không thể giải quyết toàn bộ vấn đề phương diện giáo dục của chúng ta, nhưng ít ra cũng mang đến cho chúng ta một tia hy vọng. Cảm ơn hành động quyên tặng hào phóng của Tổng Giám đốc Phùng, đồng thời tôi cũng hy vọng có càng nhiều xí nghiệp gia nhập vào đội ngũ của Tổng Giám đốc Phùng, bằng lương tri và tình yêu xây dựng một mảnh trời xanh cho các cháu nhỏ không có sách vở, không có trường lớp để học. Một vạn bộ bàn ghế mới chỉ có thể làm cho trẻ em đến trường đi học, không phải lo lắng trong lúc ngồi học bàn ghế không bị gãy đổ, nhưng vẫn còn chưa đủ. Vẫn không thể giải quyết được những ngôi trường lộ thiên ở sâu trong núi cho những đứa trẻ nơi đó. Suy nghĩ cho tương lai, Tổng Giám đốc Phùng hứa mỗi năm quyên tặng một ngôi trường tiểu học hy vọng, đó chính là muốn tạo hy vọng vào ngày mai tươi sáng cho mỗi trẻ em khát khao tri thức, khát khao được đi học. Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, bài phát biểu của Hạ Tưởng hay nhất cũng là chân tình nhất trong số tất cả các bài phát biểu. Lý Đình Sơn ngồi bên dưới nghe xong cũng gật đầu liên tục, nhỏ giọng nói với Phương Cách. Sau này viết báo cáo cho lãnh đạo nhớ kỹ phải đánh trúng thực tế, không cần viết mấy lời sáo rỗng, khách khí. Phương Cách gật đầu. Tôi nhớ kỹ rồi, Bí thư Lý. Tờ báo Triều Tỉnh Yến, đài truyền hình và các tờ báo lớn toàn tỉnh đều hướng về một điểm, tất cả đều đưa tin, cũng có không ít tờ báo muốn phỏng vấn Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang một mực từ tối, nói. Mọi người không cần phỏng vấn tôi, nếu như muốn lấy tin tức có giá trị xin mời đến Siêu Thị Giai Gia. Phỏng vấn khách hàng những người đang bỏ tiền vào thùng quyên góp dù chỉ một xu, bọn họ mới là những người đáng yêu nhất. Phùng Húc Quang cũng là người thông minh, có đôi khi đối mặt với báo chí, giữ vẻ thần bí một chút ngược lại càng có thể kích thích lòng hiếu kỳ của bọn họ và của công chúng, khiến cho bọn họ đi phỏng vấn khách hàng của Siêu Thị Giai Gia, tương đương biến thành quảng cáo miễn phí cho Siêu Thị Giai Gia, hiệu quả tuyệt đối là hạng nhất. Nghi thức tổ chức quyên tặng vô cùng thành công. Không chỉ Khâu Tự Phong lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều giới truyền thông tụ tập ở huyện An như vậy mà ngay cả Lý Đình Sơn cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với các tờ báo lớn, nhưng cũng không khỏi có chút khẩn trương và vui mừng. Có thể nói, một vạn bộ bàn ghế đổi lại là danh tiếng huyện An được mở rộng, hành động lần này của Hạ Tưởng quả thực là một đòn trúng nhiều đích. Lý Đình Sơn âm thầm bội phục thủ đoạn cao siêu của Hạ Tưởng. Đổi lại là người khác. Cho dù kéo tới huyện An vài triệu đầu tư cũng sẽ không khiến cho giới truyền thông cảm thấy hứng thú như vậy. Hiện tại chỉ một triệu mà đã dẫn đến chấn động to lớn đến vậy, điều này cho thấy hiểu biết đầy đủ về truyền thông, hiểu thế nào là mượn thế, dựa thế, làm thế nào để khiến các xí nghiệp quyên góp cho huyện An, để các trường trung tiểu học huyện An và truyền thông đều chiếm được chỗ tốt, là kết quả tất cả mọi người đều vui vẻ. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng! Hắn không phải người trong giới truyền thông nhưng hiểu biết về truyền thông so với mình, một cựu trưởng chi nhánh tòa soạn báo, còn rõ ràng hơn rất nhiều, quả thật là làm cho người ta cảm thán không bằng. Khâu Tự Phong không khỏi đố kỵ nhìn Hạ Tưởng, trong lòng phẫn hận bất bình, dựa vào cái gì mà chuyện tốt nào cũng khiến hắn một kẻ đứng trên dựa vào một tên phó chủ tịch đằng sau chứ. Mảng giáo dục, vệ sinh vốn không có nhiều việc, cũng không có chiến tích gì, tại sao hắn lại có những thủ đoạn gây mưa tạo gió như vậy? Tìm đến một vạn bộ bàn ghế thì thôi còn khiến cho rất nhiều tờ báo trên tỉnh chen chúc nhau chạy đến, thể diện của hắn cũng quá lớn đi. Khâu Tự Phong bất mãn cũng chỉ bất mãn thôi, trong lòng còn có chút bội phục thủ đoạn của Hạ Tưởng, đồng thời cũng cảm thấy đắc ý vì cả ngày hôm nay hắn lộ mặt trên báo. Lý Đình Sơn và Khâu Tự Phong không biết rằng, hôm nay sở dĩ có nhiều báo chí đến vượt qua sự tưởng tượng đều là vì Đỗ Đồng Quốc và Thu Viên. Đỗ Đồng Quốc tự nhiên không cần phải nói sau khi Hạ Tưởng nói chuyện nhờ giúp đỡ, hắn đã tận tâm tận lực liên hệ các mối quan hệ của hắn giúp Hạ Tưởng tìm không ít tờ báo trong tỉnh. Trong vòng 2 ngày,
khuyến học không phải là một sự kiện mới mẻ nhưng vẫn là tin tức có giá trị khai thác, hơn nữa hoạt động lần này không chỉ có ý nghĩa một lần quyên tặng 10.000 bộ bàn ghế mà còn liên tục quyên tặng, điều này lập tức gia tăng giá trị tin tức. Rất nhiều tờ báo vừa nghe Đỗ Đồng Quốc giới thiệu liền cảm thấy hứng thú, nhất là vô cùng tò mò đối với việc trong siêu thị đặt hòm tiền quyên góp, đều muốn biết thái độ của công chúng đối với việc quyên tặng này, có thể tiếp nhận hay không. Rốt cuộc có người nào bỏ tiền vào đó hay không? Một ngày có thể quyên góp bao nhiêu tiền? Công chúng cảm thấy thế nào đối với việc này? Cả giới truyền thông đều chờ mong vì vậy mà dẫn tới sự quan tâm và bàn luận. Cho nên Đỗ Đồng Quốc vừa nhắc tới gần như tất cả tờ báo lớn có ảnh hưởng của tỉnh đều chạy đến, tìm tòi nghiên cứu. Thu Viên đến là bởi vì bữa tiệc thương nhân lần trước Hạ Tưởng tỏ ra lạnh nhạt với cô. Mặc dù Hạ Tưởng không có hứng thú với cô nhưng cô lại có hứng thú rất lớn với Hạ Tưởng. Bởi vì cô không chỉ một lần nghe Khúc Nhã Hân nói đến, Hạ Tưởng thông minh cơ trí như thế nào, làm lãnh đạo vui vẻ như thế nào, sau này nhất định tiền đồ vô lượng, quan trọng nhất là hắn tuổi còn trẻ. Vẫn còn độc thân. Thu Viên cũng độc thân, tuổi cũng trẻ lại còn xinh đẹp nữa. Cô cũng giống như những cô gái xinh đẹp khác, khát vọng thành công lớn hơn nữa, khát vọng càng tiến bộ hơn nữa. Mặc dù cô là người dẫn chương trình nổi tiếng toàn tỉnh nhưng sự sống chết của cô chẳng qua chỉ bằng vào một ý niệm của kẻ khác chỉ cần cô không đáp ứng yêu cầu của tên mập phó phòng kia thôi. Một câu của hắn có thể khiến cho cô từ MC nổi tiếng biến thành nhân viên phía sau, từ này về sau mất đi hoa tươi và tiếng vỗ tay cùng danh lợi. Cô không muốn mất đi tất cả những thứ hiện có, lại không muốn chịu đựng thêm cái thân thể béo phì của người đàn ông kia, chỉ phải tìm hết thảy cơ hội, tìm lấy một người có thể thu thập được tên phó phòng kia để gửi gắm cuộc đời, an toàn và tôn nghiêm của cô mới được đảm bảo. Trong bữa tiệc thương nhân lần trước, mới đầu cô nhìn thấy Hạ Tưởng lãnh đạm với mình. Trong lòng còn không cho là đúng, chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, kiêu ngạo vậy sao? Ở thành phố Yến này một tên cán bộ cấp phó cục trưởng chẳng khác gì một con kiến hôi. Chẳng qua sau này cô nhìn thấy ba vị phó chủ tịch tỉnh liên tục cùng Hạ Tưởng trò chuyện nhiệt tình, cô cũng giống như tất cả mọi người, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng. Một phó chủ tịch tỉnh nhiệt tình với Hạ Tưởng có thể là người quen hoặc có quan hệ, hai phó chủ tịch tỉnh nhiệt tình với hắn đủ để chứng minh hắn có chỗ hơn người. Liên tục ba vị phó chủ tịch tỉnh yêu ái hắn, Hạ Tưởng không chỉ có lai lịch lớn, sau này hắn nhất định là vì sao sáng chói trên đài chính trị. Thu Viên lúc đó đã hạ quyết tâm, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì chỉ cần có thể câu dẫn tới tay, chỉ cần mượn thế Hạ Tưởng, thoát khỏi bàn tay tên phó phòng kia là một việc dễ dàng. Cho dù lên giường một lần để trao đổi cũng được, dù sao Hạ Tưởng tuổi trẻ đẹp trai, so với tên phó phòng mập ú xấu xí kia thì tốt hơn nhiều lắm. Khi Thu Viên từ chỗ bạn bè nghe được Hạ Tưởng muốn mời Đỗ Đồng Quốc đến huyện An phỏng vấn, cô lập tức động tâm, viết báo cáo xin đi phỏng vấn, lại thì thầm nhỏ nhẹ vào tai vị phó phòng kia, ngay lập tức được phê chuẩn, đồng thời dưới sự quan tâm ân cần của vị phó phòng kia, phái ra một đội ngũ mạnh nhất đi với cô, chẳng những thiết bị loại tốt nhất mà ngay cả xe phỏng vấn cũng là chiếc tốt nhất. Thu Viên lần này đến mang theo quyết tâm nhất định phải làm xong việc. Một là nhất định phải lấy được tin tức độc nhất vô nhị. Hai là nhất định phải khiến cho Hạ Tưởng chú ý đến mình. Cô ôm mục đích như vậy mà đến, sau khi hoàn thành phỏng vấn, thấy Hạ Tưởng phát biểu xong vừa mới xuống đài, cô liền bước nhanh tới chủ động đưa tay ra. Phó Chủ tịch Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hạ Tưởng khi ở trên bục phát biểu thì ngoài ý muốn phát hiện ra Thu Viên tới đây, trong lòng kinh ngạc cô ta làm sao có được tin này. Hắn cũng không nghĩ nhiều, còn cho rằng là có quan hệ với ban tuyên giáo của huyện ủy. Cho rằng là trưởng ban tuyên giáp Lạc Văn Tài có quan hệ với đài truyền hình tỉnh đã mời Thu Viên. Từ xa đến là khách, huống chi lại là đến tuyên truyền cho huyện An, Hạ Tưởng mặc dù có chút không thích phong cách làm việc của Thu Viên nhưng vẫn mỉm cười bắt tay, nói. Hoan nghênh Thu Tiểu Thư tới huyện An, vừa rồi bận rộn quá, có chỗ nào thất lễ xin bỏ qua cho. Thu Viên thấy Hạ Tưởng nói lời khách sáo mà cũng hay như vậy, bất giác tươi cười rạng rỡ. Hóa ra Phó Chủ tịch Hạ cũng rất biết nói chuyện, tôi còn cho rằng ngài là người lạnh lùng cách xa vạn dặm nữa chứ. Bữa tiệc thương nhân lần trước, Phó Chủ tịch Hạ cũng không quá thân thiện. Trong lòng Hạ Tưởng nổi lên một loại dự cảm phiền phức vô danh, thầm nghĩ cũng lạ, bản thân luôn trấn tĩnh, trước mắt giai nhân ứng phó tự nhiên như thường, vì sao lại chán ghét ác cảm với Thu Viên như vậy. Chẳng qua hắn vẫn kiên nhẫn khẽ cười. Thu Tiểu Thư hiểu lầm rồi. Bữa tiệc thương nhân lần trước tôi là được người ta mời đến, có chuyện quan trọng trên người cho nên không tiện nói nhiều. Hôm nay tôi là chủ nhà,
cô là khách, sao tôi có thể không tận tình địa chủ cho được. Có việc gì cần cứ nói với tôi nhất định tận khả năng của mình mà làm. Thật ra tôi cũng có một ý tưởng, hy vọng Phó Chủ tịch Hạ thật tình giúp đỡ. Tiếu Dài cười khanh khách, nâng chén rượu lên hướng về phía Hạ Tưởng, Hạ Tưởng chỉ đành chạm cốc với cô ta, nỗ lực giữ vẻ tươi cười, nghe cô ta muốn nói chuyện gì. Đừng cho rằng huyện An gần thành phố Yến như vậy, khu du lịch Tam Thạch tôi thật sự vẫn chưa đến đó, không biết Phó Chủ tịch Hạ có thể bớt chút thời gian đưa tôi dạo một vòng nơi đó hay không? Thu Viên nói xong, ánh mắt như hồ nước mùa thu, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, bộ dạng tươi cười anh không đồng ý cũng phải đồng ý. Có lẽ Thu Viên tự nhiên lực hấp dẫn hơn người, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể cưỡng lại, nhưng không biết rằng Hạ Tưởng đã gặp qua vô số mỹ nữ, mỗi người một vẻ thiêu kiêu bá mị. So với cô ta còn đẹp hơn nhiều, cho dù một nụ cười một cái nhăn mày của Nghiêm Tiểu thì cũng phong tình hấp dẫn hơn cô ta rất nhiều, thậm chí Mai Hiểu Lâm không son phấn, thẳng thắn, không giả bộ như cô ta cũng tốt hơn rất nhiều. Chương 261, nữ MC nổi tiếng. Hạ Tưởng có ngu ngốc hơn nữa cũng có thể nhìn ra được Thu Viên cảm thấy hứng thú với hắn, ngược lại điều này khiến hắn khó hiểu. Hắn luôn cho rằng bản thân có lẽ cũng có chút hấp dẫn. Nhưng trên thực tế cũng không thể xem là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái được. Đối với người như Thu Viên, người dẫn chương trình đài truyền hình tỉnh, người đã gặp qua rất nhiều nhân vật danh tiếng mà nói, một vị phó chủ tịch huyện nho nhỏ như mình không thể nào lọt vào mắt cô ta được, vì sao cô ta còn cố tình quấn lấy mình không tha. Hạ Tưởng muốn từ chối, còn chưa mở miệng thì Thu Viên đã cười nói. Phó chủ tịch Hạ, tôi đến khu du lịch Tam Thạch không phải là đi chơi không? Tổ quay phim của tôi cũng muốn đến đó, có thể quay cảnh đẹp, cũng có thể làm vài chuyên đề, trọng điểm là tuyên truyền miễn phí cho khu du lịch Tam Thạch, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua đây. Khu du lịch Tam Thạch là hạng mục trọng điểm của huyện An do bí thư Lý một tay làm nên, lại có Tiếu Dài đầu tư trong đó nữa, Hạ Tưởng không khỏi động tâm. Nghĩ lại Thu Viên dẫn đội đến đây phỏng vấn, bản thân mình tiếp đón cô ta coi như là nhiệm vụ công tác. Dù sao quan hệ này muốn có chỗ tốt là không dễ, muốn làm ầm ĩ thì lại rất dễ. Có mối quan hệ với phó chủ nhiệm Khúc, chúng ta xem như là bạn bè không xa không gần, đợi sau khi buổi lễ kết thúc tôi sẽ đưa tiểu thư đi một vòng. Hạ Tưởng thỏa hiệp nói. Nếu là bạn bè, gọi Thu tiểu thư thì xa cách quá, cứ gọi tôi Thu Viên là được rồi. Thu Viên vui vẻ mỉm cười, cô là một người hiểu rất rõ tâm lý đàn ông. Hơn nữa còn là nữ nhân thông minh biết đàn ông cần gì. Có đàn ông háo sắc, lợi dụng bọn họ rất đơn giản, một ánh mắt, một ám hiệu đối phương đã như con chó vẫy đuôi chạy tới. Lại có đàn ông tham tiền, cô liền hứa hẹn lợi ích, một vài quảng cáo đem lại chút lợi ích cho sản phẩm của công ty bọn họ, cần phải cho đối phương cảm thấy chiếm được nhiều lợi ích mới được. Nhưng đối với loại đàn ông như Hạ Tưởng thì không thể dùng lý lẽ thường để lý giải, hắn tuổi còn trẻ mà đã là phó chủ tịch huyện. Nhất định là có lai lịch, tiền cũng không thiếu. Lần gặp nhau trên bữa tiệc trước, bên cạnh hắn có một vị mỹ nữ rất xinh đẹp, hắn không biểu hiện lấy nửa điểm ân cần săn đón, có thể thấy được mỹ sắc đối với hắn cho dù có sức dụ hoặc hắn cũng sẽ phi thường kiềm chế. Chỉ có điều đã là người thì ai chẳng có nhược điểm, Hạ Tưởng thân là phó chủ tịch huyện An nhất định là hy vọng huyện An có thể được tuyên truyền quảng bá trên TV càng nhiều càng tốt, Tiếu Dài liền lấy việc tuyên truyền khu du lịch Tam Thạch ra làm mồi câu Hạ Tưởng. Không ngờ, quả thật thành công. Thu Viên nếu như biết, Hạ Tưởng làm tất cả là vì chiến tích của Lý Đinh Sơn và một nữ nhân khác, cô ta nhất định sẽ buồn bực đến chết. Buổi lễ kết thúc, Lý Đinh Sơn và Khâu Tự Phong cùng Phùng Húc Quang ăn trưa với nhau, truyền thông theo Thu Viên chạy đến khu du lịch. Thu Viên ngồi bên trong xe Land Rover của Hạ Tưởng, xe của đoàn quay phim theo phía sau, cô có chút khó hiểu và nghi ngờ hỏi. Xe này của Phó Chủ tịch Hạ hình như không phải là xe công của huyện. Là xe của bạn bè sao? Là một người bạn đưa cho tôi dùng tạm. Hạ Tưởng không nghĩ ngợi trả lời. Thu Viên lại tiếp tục hỏi. Là nam hay là nữ? Tôi thấy đồ vật trang trí trong xe giống như của con gái, còn có một mùi nước hoa nhàn nhạt. Là xe của bạn gái anh sao? Hình như có điểm hơi quá so với mối quan hệ hiện tại, Hạ Tưởng vốn không muốn trả lời nhưng vẫn nói. Là người bạn nữ giới nhưng không phải bạn gái. Không để Thu Viên hỏi tiếp hắn liền thay đổi chủ đề. Bạn trai của Thu Tiểu Thư làm việc ở đâu? Tôi thì làm gì có bạn trai chứ? Thu Viên cũng nhìn ra được Hạ Tưởng không muốn nói nhiều ở vấn đề này, cũng thức thời không hỏi nhiều nữa, mà lại nói.
công tác ở đài truyền hình rất bận, lại bởi vì thường xuyên xuất hiện trên TV, tính ra cũng có chút danh tiếng, ánh mắt cũng khắt khe hơn rất nhiều. Tôi soi mói người khác cũng soi mói tôi, cứ như vậy qua lại lại mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp. Cô u oán liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong giọng nói có vị chua chua. Đàn bà không thể so được với đàn ông càng ngày càng chín chắn, càng thành công, đàn bà càng giảm giá trị. Giống như tôi đây, hình như cũng có chút danh tiếng, kỳ thật cũng rất cô đơn, thường xuyên ăn cơm một mình ở nhà xem tivi. Hạ Tưởng vội vàng cắt ngang lời tự oán của cô ta. Hay là chúng ta ăn trước rồi mới lên núi, tôi nghĩ mấy nhân viên phía sau công tác cả nửa ngày cũng mệt mỏi cả rồi, bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Hạ Tưởng sắp xếp mọi người đến nhà hàng trong khu du lịch ăn cơm, cũng tỉ mỉ sắp xếp vài món ăn dân dã, cùng Thiếu Giai ăn cơm trong một phòng sang trọng. Thu Viên vừa kể cho hắn nghe một vài chuyện vui ở đài truyền hình, còn một vài chuyện cũ đằng sau màn, thường là cô kể rất sinh động, cười đến nỗi hoa lá sao động, nhưng Hạ Tưởng lại chỉ mỉm cười cho có, thuận miệng chen vào vài câu, cũng không tỏ vẻ quan tâm. Thu Viên có một loại cảm giác vô lực thất bại, người đàn ông này, chẳng lẽ hắn không chút động với mình sao? Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, mọi người đồng thời lên núi. Ngoài ý muốn của Hạ Tưởng là, Thu Viên mặc váy đi giày cao gót lại yêu cầu đi bộ lên núi, lý do là không muốn cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm phong cảnh, hơn nữa cũng thuận tiện cho tổ làm phim lấy cảnh ngay tại chỗ. Hạ Tưởng đương nhiên là không có ý kiến, vừa leo núi vừa giới thiệu các điểm đáng chú ý của khu du lịch Tam Thạch cho đám nhân viên chụp ảnh, chú trọng giới thiệu hành động quan trọng của công ty Sơn Thủy khi đầu tư vào khu du lịch Tam Thạch không bao lâu nữa, cả khu du lịch sẽ mở rộng quy mô hơn một nửa bây giờ. Đến lúc đó vùng sơn nước này càng thêm xinh đẹp. Thu Viên lắng nghe rất chăm chú, chỉ ý bộ dạng của cô ta khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác cô rất chú tâm nghe, cũng tạo cho Hạ Tưởng một loại ảo giác, chẳng lẽ Thu Viên này thật lòng muốn tuyên truyền cho khu du lịch? Chẳng lẽ bản thân hiểu sai cô ta rồi? Khi leo lên lưng chừng núi, Thu Viên tuyên bố đi đã mệt cần nghỉ ngơi một lại, để cho tổ làm phim chụp ảnh lên núi trước. Người của tổ làm phim mặc dù không quá tình nguyện nhưng vị phó phòng kia đã căn dặn trước, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của Thu Viên, chỉ đành chôn kín oán giận và bất mãn ở trong lòng, cúi đầu leo lên núi. Đám người tổ quay phim vừa đi khỏi Thu Viên liền trở nên hoạt bát hẳn lên, cô nhảy tới nhảy lui, khi thì xuống dòng suối nhỏ nghịch nước, một lát lại nhảy lên tảng đá lớn để Hạ Tưởng chụp ảnh, hoạt bát như một đứa trẻ vậy. Chẳng qua đã quen nhìn Tào Thù Lệ ngây thơ bướng bỉnh. Lại quen với Liên Nhược Hãng xinh đẹp lạnh lùng, còn có Thiếu Giai cơ trí thay đổi thất thường, Thu Viên cố ý làm ra vẻ tinh nghịch đáng yêu nhưng vẫn chứa hương vị bụi trần nồng đậm, nhìn thế nào cũng thấy giống một nữ nhân 30 tuổi xưng trị với đám nhi đồng. Hạ Tưởng luôn tự nhận thân thể khỏe mạnh, chẳng qua sau khi đi theo Thu Viên lên đến đỉnh núi thì cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Không ngờ được, người ta diễn kịch không biết mệt mà chính mình xem kịch ngược lại thật sự mệt mỏi, thật sự bất đắc dĩ. Tổ quay phim đã quay được không ít cảnh, Thu Viên trang điểm xong, đưa lưng về phía biển mây đối mặt với ống kính máy quay, làm người dẫn chương trình giải thích ngắn gọn vài câu. Hạ Tưởng ở bên cạnh nhìn cô ta dẫn chương trình, so với hình tượng lúc nãy khi lên núi quả thực là hai người khác nhau, trong lòng thầm nhủ, truyền hình cũng xem như là nửa diễn viên trời sinh, xem ra chỉ cần đi vào vòng tròn đó sẽ biến thành diễn viên trời sinh, diễn kịch khắp nơi. Phỏng chừng cô ta đã luyện thành thói quen dùng các loại mặt nạ khác nhau gặp người, sợ rằng chính cô ta cũng không phân biệt rõ được, khi nào thì diễn kịch khi nào thì không. Sau khi xuống núi, tổ làm phim ngồi cáp treo xuống núi, Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Thu Viên đi đã mệt nhất định muốn ngồi cáp treo đi xuống, không ngờ cô ta tinh lực sung mãn, lại còn muốn đi bộ xuống núi, hơn nữa lý do còn rất đầy đủ. Khi mọi người lên núi luôn có thói quen nhìn phong cảnh của một bên, vừa rồi khi leo lên núi tôi luôn xem phong cảnh bên phải, khi xuống núi lại tiếp tục ngắm phong cảnh bên phải, một trên một dưới mới là phong cảnh hoàn chỉnh, có phải không? Cũng vừa hay để tôi thêm cảm ngộ, khi trở về viết lời thuyết minh cho tốt. Cô ta còn cường điệu thêm một câu. Phó Chủ tịch Hạ, sợ rằng anh không biết, tiết mục do tôi dẫn chương trình, lời thuyết minh đều do bản thân tôi viết, từ trước đến nay không nhờ người khác viết hộ. Để người khác viết thay. Có đôi khi bản thân giải thích ra không tìm được cảm giác. Người dẫn chương trình có thể tự mình viết lời thuyết mình không nhiều, từ điểm này mà nói Thu Viên hoàn toàn xem là một phụ nữ có tài, Hạ Tưởng cũng không tiếc lời khen ngợi. Thu tiểu thư quả thực là một bụng thơ ca, ha ha ha.
Thu Viên vui vẻ cười to, tươi cười như hoa, oán trách nói. Đáng ghét, nói bao nhiêu lần rồi, gọi em là Thu Viên. Không cho gọi em là Thu Tiểu Thư nữa, nếu không em không đáp ứng anh. Hạ Tưởng hết cách, không thể đứng ra phản bác, lại không thể nói gì với cô ta, đành ngượng ngùng gãi tai. Vậy được rồi, Thu Viên. Khi xuống đến lưng chừng núi, Thu Viên kêu đau chân không thể đi tiếp được, rất tiếc cô ta không phải Tào Thủ Lệ nếu không Hạ Tưởng sẽ lập tức cúi lưng cõng cô ta. Cô ta cũng không phải là Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng sẽ tìm cách để cô vui vẻ. Cô ta vừa nói không thể đi tiếp nữa, Hạ Tưởng dựa vào đó ngồi xuống một chiếc ghế đá, tiện tay vỗ vỗ bên cạnh. Đến đây, ngồi nghỉ một lát. Thu Viên thấy Hạ Tưởng như khối gỗ, không tình nguyện cũng phải ngồi xuống. Có lẽ cô ta thật sự mệt, cũng có thể cô ta cố ý giả bộ, chỉ một lát Thu Viên đã dựa vào bờ vai Hạ Tưởng, lặng yên không một tiếng động chìm vào giấc ngủ. Hạ Tưởng chỉ đành phải giữ yên bả vai không động đậy, lại nhẹ nhàng chuyển động cơ thể tạo cho cô ta một góc độ thoải mái một chút. Tuy rằng mùi nước hoa nồng đậm trên người cô ta khiến hắn cảm thấy không được thoải mái nhưng xuất phát từ ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, hắn vẫn không đẩy một phụ nữ đã dựa vào mình ra. Nam nhân có đôi khi không nhất định trở thành bến đỗ cho tất cả nữ nhân, nhưng đối với Thu Viên trong một khoảng thời gian ngắn Hạ Tưởng cũng không keo kiệt đến mức đẩy cô ta sang một bên. Thu Viên ngủ một tiếng mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, ngượng ngùng cười. Sao tôi lại ngủ quên được nhỉ? Tính cảnh giác của tôi rất mạnh, sao lại có thể ngủ trên vai anh được nhỉ? Quả thật là một chuyện kỳ quái. Sau đó lớn giọng nói. Khi tôi ngủ, anh có làm ra chuyện cầm thú nào không thế? Không có, tuyệt đối không có. Từ góc nhìn của Hạ Tưởng quay đầu sang vừa vặn nhìn thấy phong cảnh bên trong ngực của Thu Viên, nhìn thấy bộ ngực trắng như tuyết của cô ta, áo ngực màu hồng, khiến lòng hắn nổi sóng. Chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn qua rồi Hạ Tưởng vội rời mắt đi, không phải tất cả nữ nhân đều có thể kích thích nam nhân, ít nhất, Thu Viên cho dù là tính cách hay thân thể đều không phải là đồ ăn hợp khẩu vị của hắn. Thu Viên hiển nhiên chú ý đến cái liếc mắt của Hạ Tưởng. Cô hiểu lầm ý của Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng đã động lòng, lại giả bộ đứng dậu, sau đó thân thể khẽ nghiêng một cái, người ngã vào lòng Hạ Tưởng. Ai u, đầu óc choáng vàng, Phó Chủ tịch Hạ mau mau đỡ tôi. Giọng điệu đã biến thành kiểu làm nũng. Hạ Tưởng đưa tay đỡ Thu Viên dậy, sắc mặt không đổi nói. Nếu không cố được nữa chúng ta ngồi cáp treo xuống núi thôi. Đi về phía trước ít phút nữa sẽ có một trạm. Trong mắt Thu Viên chợt lóe lên tia thất vọng, vẫn mạnh mẽ lấy lại tinh thần nói. Anh không đỡ tôi xuống núi. Hoặc là, cõng tôi được không? Quá trực tiếp quá rõ ràng rồi, Hạ Tưởng tự nhận không phải thánh nhân. Nếu là Mai Hiểu Lâm đề xuất ra yêu cầu này nói không chừng hắn sẽ đồng ý. Cho dù là Nghiêm Tiểu thì hắn cũng có thể suy nghĩ một chút. Chỉ là đối mặt với Thu Viên, hắn thật sự không có lấy một tia hứng thú. Điều này không được tốt lắm thì phải. Cô là người dẫn chương trình nổi tiếng, tôi cõng cô xuống núi nói không chừng sẽ truyền ra chuyện xấu. Hạ Tưởng hoảng hốt nói. Tôi đã không sợ anh còn sợ cái gì. Thu Viên đuổi theo không bỏ. Tôi đương nhiên sợ rồi, tôi là quan viên chính phủ. Phó Chủ tịch huyện mặc dù không phải là chức quan lớn nhưng nếu như bị người khác nói có vấn đề trong tác phong cuộc sống, tiền đồ lập tức có thể bị ảnh hưởng. Chúng ta ngồi cáp treo là tốt nhất, được không? Hạ Tưởng rất rõ ràng, được mỹ nữ thầm yêu trộm nhớ nhất định không phải chuyện xấu nhưng ít nhất cũng là viên đạn bọc đường. Hắn từ trước đến giờ không tin vào chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, căn cứ vào kinh nghiệm hai đời người của hắn, có rất nhiều kẻ đưa tay ra nhận đồ từ trên trời rơi xuống, nhận vào tay rồi mới biết hóa ra là đá tảng. Thu Viên trong lòng đầy oán hận nhìn Hạ Tưởng, nhưng thấy Hạ Tưởng mang bộ mặt tươi cười, bộ dạng như không có chuyện gì không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ hắn ngu ngốc trong vấn đề nam nữ, phản ứng chậm, giống một khúc gỗ? Trên đời này làm gì có con mèo nào là mèo không ăn vụng, làm gì có người đàn ông nào nhìn thấy mỹ nữ mà không thèm muốn? Hạ Tưởng cùng Thu Viên ngồi cáp treo xuống núi, lấy lý do công việc bận rộn, một phút cũng không dừng lại, lái xe trở lại huyện. Khi quay trở lại tòa nhà huyện ủy, Thu Viên vẫn quấn lấy Hạ Tưởng không buông tha, tìm các loại lý do để cùng một chỗ với hắn, khi thì nói cô ta suy nghĩ vài câu thuyết mình. Xin Hạ Tưởng bình luận một chút. Khi thì lại nói tuyên truyền rộng rãi về khu du lịch Tam Thạch cũng không tồi, vân vân. Tóm lại, lý do của cô ta khiến cho Hạ Tưởng không thể nào từ chối.
toàn là vì tuyên truyền cho khu du lịch Tam Thạch Hạ Tưởng chỉ đành kiên trì ứng phó Chu Toàn với cô ta, trong lòng thầm nghĩ Thu Viên là một người lợi hại, bắt được điểm yếu của mình. Cuối cùng Thu Viên còn muốn đi đến văn phòng của Hạ Tưởng tham quan. Vừa vào văn phòng, Thu Viên liền đóng chặt cửa lại, sau đó giả bộ đánh giá bố trí trong căn phòng, tùy ý nhìn vài lượt rồi an vị trên ghế sofa, tựa như vô tình hỏi. Phó Chủ tịch Hạ, anh và Phó Chủ tịch tỉnh Phạm có quen biết nhau không? Không quen. Hạ Tưởng rất rõ ràng trả lời, trong lòng nghi hoặc, Thu Viên cũng quan tâm đến chuyện trên quan trường, chẳng lẽ cô ta còn có ý nghĩ khác? Thu Viên thấy Hạ Tưởng trả lời dứt khoát như vậy cũng ngẩn người, không hiểu Hạ Tưởng cố ý giả bộ cao thâm hay là ứng phó lấy lệ, lại hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm hình như rất thân với anh, kéo tay anh nói chuyện rất thân mật. Còn cả Phó Chủ tịch Cao nữa, trước mặt anh dừng lại 5 phút đồng hồ, tôi rất tò mò, giữa Phó Chủ tịch Thẩm và Phó Chủ tịch Cao anh quan hệ với ai tốt hơn? Hạ Tưởng đột nhiên hiểu ra, hóa ra hôm nay Thu Viên quấn lấy mình không bỏ là bởi vì mối quan hệ không bình thường của mình với ba vị Phó Chủ tịch tỉnh, chẳng lẽ có việc muốn nhờ mình sao? Chỉ là hình như Phó Chủ tịch Mã mới là người quản lý mảng truyền thông, Thẩm Phục Minh và Cao Tấn Chu quản lý mảng văn hóa, liền hỏi. Thu Viên có việc gì cứ nói, có phải muốn làm quen với các vị phó chủ tịch đó hay không? Hay là công tác có vấn đề gì? Hạ Tưởng dĩ nhiên hiểu được, quả nhiên thông minh, Thu Viên liền lắc đầu mỉm cười. Muốn, mặc dù tôi là một MC nổi tiếng trên truyền hình nhưng không thể với tới nhân vật lớn như chủ tịch tỉnh hay phó chủ tịch tỉnh. Chỉ có điều trong công việc, một lời khó nói hết, không nói nữa để đỡ phải thương tâm. Nói một chút cũng không sao. Hạ Tưởng lại cảm thấy hứng thú. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tôi làm MC thời gian cũng không ngắn, truyền hình cũng là nơi lên chức dựa theo tư lịch. Đáng lẽ ra tư lịch và thành tích của tôi cũng đã đủ thăng cấp biên tập, đáng tiếc là không ai nói giúp tôi cả. Thu Viên thần sắc bất đắc dĩ, trong mắt toát ra vẻ chờ đợi mơ hồ. Chỉ là Hạ Tưởng lại không nói ra ý nghĩ của hắn. Tôi cũng muốn giúp cô, dù sao cũng coi như là bạn bè. Đáng tiếc là... Mấy vị phó chủ tịch tỉnh mà tôi quen biết đều không quản lý mảng truyền thông, bọn họ cũng không tiện mở miệng, tôi lại càng không tiện mở miệng nhờ bọn họ. Dù sao phó chủ tịch tỉnh mỗi ngày đều rất bận. Hạ Tưởng nói với vẻ mặt chân thành cũng là những lời thật lòng. Đương nhiên phó chủ tịch Mã, người quản mảng truyền thông quan hệ với hắn càng thân mật, chẳng qua không ai biết giữa hắn và phó chủ tịch Mã có quan hệ mà thôi. Vẻ thất vọng trong mắt Thu Viên rốt cuộc không thể che giấu nữa. Cô ta che miệng ngáp một cái, mang theo chút bất mãn nói. Vừa nhìn đã biết Phó Chủ tịch Hạ không có thành tâm, Phó Chủ tịch tỉnh Phạm cũng tốt, Phó Chủ tịch Cao cũng tốt, cho dù không quản lý mảng truyền thông cũng quen biết với vị Phó Chủ tịch quản mảng truyền thông, đồng thời là Phó Chủ tịch tỉnh, chẳng qua chỉ chào hỏi mà thôi, việc này đối với bọn họ mà nói quá đơn giản. Giữa các Phó Chủ tịch tỉnh mà nói quả thực không khó, chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng một câu này cũng phải tùy người. Cũng cần phải suy nghĩ xem có đáng giá mở miệng hay không. Thân là phó chủ tịch tỉnh cao cao tại thượng, không thể dễ dàng mở miệng nhờ vào người khác làm việc. Nhân tình đều phải trả, còn cả vấn đề thể diện nữa, phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề so với người bình thường thì phức tạp hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như Hạ Tưởng ra mặt mời phó chủ tịch Mã gọi điện cho đài truyền hình thì không phải việc gì khó. Phó chủ tịch Mã là người quản lý mảng này, một cú điện thoại là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng Hạ Tưởng không muốn thay Thu Viên mở miệng, bởi vì hắn cảm thấy bản thân không nhất thiết phải giúp đỡ cô ta, hơn nữa cũng cho rằng Thu Viên không đáng giá để hắn giúp đỡ. Hạ Tưởng còn chưa biết trả lời cô ta như thế nào thì nghe có tiếng gõ cửa. Hắn liền nói, mời vào. Mai Hiểu Lâm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Thu Viên thì ngạc nhiên, Hạ Tưởng vội vàng giới thiệu. Phó Bí Thư Mai, Phó Bí Thư Huyện An, Thu Viên, MC Đài Truyền Hình Tỉnh. Chương 262, bước tiếp theo. Mai Hiểu Lâm không có bất kỳ biểu hiện gì, Thu Viên hiện ra vẻ giật mình. Còn trẻ như vậy đã làm phó bí thư lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy, nữ bí thư vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp như vậy lại càng làm cho người khác kinh ngạc. Chẳng qua đàn bà vẫn là đàn bà, Thu Viên kinh ngạc qua đi liền cẩn thận đánh giá Mai Hiểu Lâm vài lần, thấy cô ăn mặc bình thường, khuôn mặt tự nhiên, tuy rằng dáng người không tệ nhưng bởi vì không trang điểm cho nên sắc mặt có chút kém. Lại nhớ đến phó thư ký huyện ủy cũng là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, dù gì cũng hơn một người dẫn chương trình truyền hình, liền rụt rè nói. Phó bí thư Mai thật khiến cho tôi kinh ngạc,
nữ bí thư trẻ tuổi lại xinh đẹp thật sự hiếm thấy. Không biết tại sao Mai Hiểu Lâm cũng không chào đón Thu Viên, trực tiếp buông một câu. Phóng viên đài truyền hình sao? Buổi lễ sớm đã kết thúc, các phóng viên đều đã bỏ đi, sao cô còn chưa đi? Thu Viên bị Mai Hiểu Lâm nói móc, vẻ mặt cứng đơ, mất tự nhiên nói. Lời này của Phó Bí Thư Mai là có ý gì? Chẳng lẽ Huyện An không chào đón phóng viên đài truyền hình tỉnh đến phỏng vấn sao? Tôi ở lại chẳng qua là cùng trò chuyện với Phó Chủ tịch Hạ, ôn chuyện cũ, thái độ của Phó Bí Thư Mai hình như không tốt. Mai Hiểu Lâm cười, đưa tay ra sau lưng ám hiệu cho Hạ Tưởng, ý là anh đừng nhúng tay vào, giao chỗ này cho tôi. Hạ Tưởng đang mong mà không được, lập tức ngồi im không nói nửa câu. Huyện An chúng tôi vô cùng chào đón đài truyền hình tỉnh và thành phố đến phỏng vấn tuyên truyền, chẳng qua phải thông qua sự sắp xếp của ban tuyên truyền huyện ủy, mà không được tự ý phỏng vấn. Đương nhiên cô và Phó Chủ tịch Hạ có quan hệ cá nhân riêng tư tôi không quản, nhưng hiện tại cô đang ngồi trong phòng làm việc của Phó Chủ tịch Hạ cho nên từng lời nói cử chỉ của anh ta đại biểu cho hình tượng của Huyện An. Bởi vậy tôi lấy thân phận là Phó Bí Thư huyện ủy chính thức thông báo với cô, Phó Chủ tịch Hạ không thể tiếp nhận phỏng vấn của cô. Nếu như cô muốn nói chuyện với anh ta cũng có thể, đợi anh ta hết giờ làm việc rồi nói chuyện sau. Cô thật quá đáng. Thu Viên tức giận mặt đỏ bừng, cô đã bao giờ phải chịu loại đãi ngộ này. Với thân phận MC và danh tiếng đài truyền hình tỉnh của cô, đi đến nơi nào cũng giống như sao trên trời, hơn nữa cô có nhan sắc, quả thực là đứa con cưng của xã hội. Nhưng không ngờ được, đến Huyện An lại nhận được sự lạnh nhạt của nữ phó bí thư trẻ tuổi xinh đẹp này. Cô khó có thể nuốt trôi cục giận này. Phó Chủ tịch Hạ, thái độ của Phó Bí Thư Mai như vậy, tin tức về buổi lễ quyên tặng hôm nay và đoạn phim quảng cáo khu du lịch Tam Thạch sẽ rất khó lên hình, rõ ràng cô ta không coi đài truyền hình tỉnh chúng tôi ở trong mắt. Nếu đã xem thường đài truyền hình tỉnh chúng tôi cần gì phải tuyên truyền cho Huyện An nữa? Trong giọng nói của Thu Viên lộ ra ý uy hiếp, Mai Hiểu Lâm ngẩn người, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Cô mở miệng là đài truyền hình tỉnh giống như một người dẫn chương trình như cô có thể đại diện cho đài truyền hình tỉnh vậy. Nếu như tôi nhớ không lầm thì giám đốc đài truyền hình tỉnh là Lưu Tuyết Chi mà. Tôi xem ra có lẽ giám đốc Lưu mới có thể đại biểu cho đài truyền hình thì phải. Giám đốc Lưu lên Bắc Kinh muốn đến thăm ông cụ nhà chúng tôi, kết quả vẫn không được đồng ý. Chẳng qua, thấy thái độ chân thành của ông ta thì tôi chỉ đành đi gặp ông ta thôi. Khi đó giám đốc Lưu có nói. Khi nào tôi đến thành phố Yến, nhất định phải đến đài truyền hình tìm ông ấy. Cô nói một hơi dài, lại liếc nhìn Thu Viên đang trợn mắt há miệng một cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tin tức và phim quảng cáo hôm nay, bây giờ tốt nhất là trở về lập tức biên tập, sau đó sắp xếp phát chiếu đoạn tốt nhất. Nếu như cô cảm thấy có gì khó nói có thể trực tiếp tìm giám đốc Lưu, cứ nói là Mai Hiểu Lâm nói như vậy, hy vọng giám đốc thận trọng xử lý. Câu cuối cùng nói rất nặng rất khí phách, khiến cho Thu Viên sợ hãi nửa ngày không nói ra lời, chỉ ngơ ngác nhìn Mai Hiểu Lâm, vẻ mặt đờ đẫn, lúc trắng lúc xanh. Mai Hiểu Lâm không thèm để ý đến vẻ thất thố của Thu Viên, lại nhìn Hạ Tưởng cười xin lỗi. Xin lỗi Phó Chủ tịch Hạ, để anh cười chê rồi. Từ trước đến nay tôi chưa từng phô trương như vậy, anh cũng biết tôi luôn khiêm tốn, không thích phô trương, chẳng qua có đôi khi con hổ không phát huy người ta thật cho tôi là mèo bệnh. Mặc dù ví dụ so sánh rất không hợp lý nhưng Hạ Tưởng vẫn bị sự đáng yêu Mai Hiểu Lâm chọc cười, khoát tay cười nói. Phó Bí Thư Mai cần gì phải tức giận, cô và Giám đốc Lưu quen biết nhau sao không nói sớm, hại tôi thiếu chút nữa không mời được phóng viên đài truyền hình tỉnh về. May mắn có Thu Viên cho tôi mặt mũi, chủ động đến giây mới giải quyết được vấn đề của tôi. Hạ Tưởng một là cấp Thu Viên đường lui, hai là nhắc nhở Thu Viên, cô tự mình chủ động chạy đến, đừng quá mức là được. Tình thế mạnh hơn tính người, Thu Viên cho dù không tin một phó bí thư huyện nho nhỏ như Mai Hiểu Lâm lại có thể chỉ huy giám đốc đài truyền hình tỉnh, nhưng có một số việc thà tin là có còn hơn là không tin. Nếu không một khi khiến cho giám đốc Lưu có ấn tượng xấu với cô, cho dù cô có ăn nằm với tên phó giám đốc kia vô số lần, giám đốc Lưu chỉ cần một câu nói cũng có thể loại bỏ cô. Thu Viên cố gắng làm cho nụ cười của mình trở nên thân thiết, nhiệt tình. Phó Bí Thư Mai mới vừa rồi tôi nhất thời tức giận, nói chuyện không được dễ nghe mong cô đừng để trong lòng. Mọi người đều là bạn bè cả, không nên có hiểu lầm gì mới tốt. Mai Hiểu Lâm mở cửa phòng, trên mặt mang theo nụ cười thục nữ tiêu chuẩn. Ra cửa rẽ phải,
phòng thứ ba là nơi chuyên môn tặng phong bì cho các phóng viên. Mời Thu Viên tiểu thư đến đó nhận. Cảm ơn sự ủng hộ của cô đối với huyện An, tôi đại biểu cho huyện ủy, ủy ban chân thành biết ơn cô. Mặt khác mong cô thay tôi gửi lời chúc sức khỏe đến giám đốc Lưu, cứ nói có cơ hội tôi nhất định sẽ tới thăm ông ấy. Nhất định, nhất định. Thu Viên liên tục gật đầu, thái độ cực tốt làm cho Hạ Tưởng mở rộng tầm mắt một phen, trong lòng thầm nhủ quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mai Hiểu Lâm ba câu hai chữ đã có thể khiến cho Thu Viên ngoan ngoãn dễ bảo, bản thân và cô ta đi cả nửa ngày, làm thế nào cũng không thoát được cô ta. Thu Viên vừa đi khỏi, Mai Hiểu Lâm lập tức thay đổi bộ dạng, giống như kể công lại giống như đắc ý nhìn Hạ Tưởng nói. Thế nào, tôi lợi hại chứ hả? Đối phó với loại nữ nhân hám lợi và tự đại như vậy tôi có đủ các loại thủ đoạn. Trước đây ở Bắc Kinh, tôi đã từng gặp rất nhiều đàn bà không có năng lực nhưng tính cách rất khó chịu, tôi đã không ít lần làm bọn họ mất mặt. Ngược lại đàn bà có bản lãnh chân chính thì thường dịu dàng lịch sự, ít nhất sẽ không kiêu ngạo trước mặt kẻ khác. Hạ Tưởng suy nghĩ thì thấy cũng đúng, hắn còn nhớ sau này phát triển, thường xuyên nhìn thấy vị cục trưởng này, cục trưởng kia, thậm chí cả một số vị cục trưởng cấp thành phố lái xe gây tai nạn, đâm người ta còn kiêu ngạo tận trời, tuyên bố muốn bắt đối phương quỳ xuống cầu xin, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị chủ tịch hay bí thư nào uy phong bên ngoài cả. Điều này đúng với câu nói, người có bản lĩnh chân chính sẽ không mang vẻ mặt kiêu ngạo ở trước mặt dân chúng làm anh hùng. Ở trước mặt dân chúng càng vênh váo tự đắc cho rằng ta đây không ai bằng, kỳ thật càng là chức quan không lớn, tiền không nhiều, là kẻ không có tố chất làm nên việc lớn. Chính bởi vì không có bản lĩnh tiến vào xã hội thượng lưu cho nên mới diễu võ dương oai trước mặt dân chúng, huyễn hoặc bản thân, kỳ thật đây là một loại biểu hiện của loại vô năng tự ti biến thái. Hạ Tưởng lại cười hỏi. Sao cô biết tôi không thích Thu Viên? Biết đâu tôi cũng có ý muốn nói chuyện này kia với cô ta. Đừng lừa tôi còn không hiểu anh sao. Mai Hiểu Lâm nhướng mày, khẽ trừng mắt, biểu tình có điểm khoa trương. Khi anh đối phó với nam nhân, tôi nhìn không ra thích ghét nơi anh, chẳng qua anh và đàn bà ở cùng một chỗ với nhau, có lo lắng cho cô ta hay không, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Hạ Tưởng rúng động. Thật hay giả đây, từ khi nào mà cô lại hiểu tôi như vậy, từ điểm nào mà nhìn ra được? Từ nụ cười của anh. Mai Hiểu Lâm cười rất thần bí, cũng rất vui vẻ. Đúng rồi, còn cả ánh mắt của anh nữa. Nếu như anh nguyện ý nói chuyện với cô ta, nụ cười của anh sẽ rất chân thành, ánh mắt rất trong sáng. Nếu như anh chán ghét cô ta, nụ cười của anh mặc dù nhìn vào có vẻ chân thành, nhưng cười lên có điểm miễn cưỡng gượng gạo, khóe miệng cong lên, ánh mắt lại càng bán rẻ nội tâm anh, mà ánh mắt anh không trong suốt mà lấp lóe không ngừng. Hạ Tưởng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc miệng. Mở ngăn kéo ra lục lọi nửa ngày mới từ trong đó lôi ra được cái gương, soi gương cười cười rồi lại nhìn Mai Hiểu Lâm nói. Phó Bí Thư Mai, cô cũng quá lợi hại đi, sao tôi không phát hiện ra bí mật của bản thân mà lại bị cô ra rõ ràng rành rọt vậy nhỉ? Cô nói xem, tại sao cô lại nghiên cứu tôi kỹ càng đến như vậy? Mai Hiểu Lâm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, oán trách nói. Tại sao lại nói vậy, thật khó nghe, cái gì mà nghiên cứu anh? Tôi chẳng qua chỉ quan sát tỉ mỉ chút thôi, làm gì có chuyện chuyên môn nghiên cứu anh chứ. Tự tác đa tình, anh lại chẳng phải vị hôn phu của tôi. Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm quả nhiên thẳng thắn, cái gì cũng dám nói, ngay cả vị hôn phu cũng nói ra được, đang định mở miệng nói một hai câu, không ngờ cô ấy lại tiếp tục nói. Cho dù là vị hôn phu của tôi đi nữa, tôi cũng không thèm nghiên cứu anh. Nói thật lòng, thế giới này đàn ông xấu xa đều không đáng để tôi nghiên cứu. Càng nghiên cứu càng thất vọng. Hạ Tưởng không còn lời gì để nói nữa. Nếu Mai Hiểu Lâm hiểu, có chừng mực, thì tốt hơn bao nhiêu, nhưng cô cố tình không hiểu, cứ nói mấy lời khiến người ta chán ghét, khiến cho hình tượng thục nữ của cô biến mất hoàn toàn. Chẳng qua nói đi nói lại, Mai Hiểu Lâm chính là Mai Hiểu Lâm, tính cách của cô như vậy thật khiến cho cô biến thành nữ nhân khó ưa, Hạ Tưởng thật sự không quen. Cũng bởi vì tính cách thẳng thắn của cô, cùng làm việc với cô Hạ Tưởng mới không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, cũng rất ít khi xem cô là nữ nhân. Được rồi, vấn đề liên quan đến nam nữ đến đây ngừng lại, Phó Bí Thư Mai nói xem đến tìm tôi có chuyện gì. Hạ Tưởng không muốn dây dưa mãi ở đề tài vô dụng này. Xem ra vấn đề của Lệ Triều Sinh thật sự phức tạp, chúng ta còn không có tiến triển gì trong việc của Du Lệ. Kết quả đến tốt, hắn lại xuất hiện thêm việc đào mỏ. Mai Hiểu Lâm thần sắc khó hiểu.
Kỳ quái, anh nói hắn là một bí thư đảng ủy xã nho nhỏ, tại sao lại có tâm cơ sâu đến như vậy? Tôi vốn cho rằng anh đã đủ đa mưu túc trí rồi, không ngờ được Lệ Triều Sinh so với anh chỉ hơn chứ không kém. Hạ Tưởng cười khổ. Xin cô cứ coi tôi như người tốt một lần có được không, sao cứ phải so sánh với bí thư Lệ? Tôi thật không thể bằng hắn được, hắn quả thực là lợi hại. Hạ Tưởng cũng học được không ít từ Lệ Triều Sinh, ví dụ như nói làm cho Tiếu Giai dần dần lui ra sau màn, từ từ chuyển đến Bắc Kinh, có khả năng phải ra nước ngoài, lấy quốc tịch nước ngoài vân vân. Bất cứ việc gì cũng phải chuẩn bị đề phòng chu đáo, không thể qua loa khinh thường. Thật ra hắn sớm đã nghĩ ra Lệ Triều Sinh là một người có thủ đoạn phi phàm, nếu không cũng sẽ không khiến cho Du Lệ một lòng trung thành đi theo hắn, vì hắn sinh con, theo sự sắp xếp của hắn gả cho người khác. Nếu Du Lệ đã trung thành với hắn như vậy, cho dù người của ủy ban kỷ luật nhúng tay vào cũng chưa chắc có thể khiến cho Du Lệ mở miệng. Nếu chỉ từ vấn đề tác phong cuộc sống, có lẽ có thể kéo Lệ Triều Sinh xuống nhưng không thể vạch trần những thứ hắn ẩn chứa sâu bên trong, cũng không thể túm được chỗ dựa phía sau hắn. Hơn nữa từ sau khi Hạ Tưởng nghe được chuyện hắn ra tay mua một lúc 5 căn biệt thự thì càng tin tưởng muốn ra tay bắt đầu từ hắn chậm rãi tiếp cận đồng minh hạch tâm của Cao Thành Tùng, tiêu diệt từng bộ phận cuối cùng mới có thể kéo đổ Cao ra. Cũng phải đề phòng sự việc diễn ra như đời sau, không thể để cho Cao Kiến Viễn một lần nữa bỏ chạy ra nước ngoài, từ đó về sau thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nếu như phán đoán của hắn là chính xác, Lệ Triều Sinh quả thực có hiểm nghi khai thác mỏ lậu, là cơ hội tốt để hoàn toàn lật đổ hắn, hơn nữa còn có thể tiếp tục điều tra sâu bên trong, nhất định có thể phát hiện ra nhân vật lớn. Lệ Triều Sinh có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể một mình hoàn thành toàn bộ các khâu sản xuất. Nếu hắn phụ trách khai mỏ là công việc lớp đầu, lớp giữa là lén lút vận chuyển, lớp cuối là tiêu thụ, nhất định liên quan đến rất nhiều người, có thể liên lụy đến rất nhiều cán bộ cao cấp, đánh lá bài ra ba người đều muốn mới là hiệu quả Hạ Tưởng mong muốn nhất. Đáng tiếc là ủy ban kỷ luật huyện và thành phố đều không có bất kỳ động tĩnh gì, có lẽ bị người ta giữ lại rồi. Tôi không có người quen nào ở ủy ban kỷ luật, nếu không có thể trực tiếp đưa tài liệu lên trên. Hạ Tưởng không khỏi tiếc nuối nói, hiện tại hắn không dám tự mình đến thuyết phục Du Lệ, cũng không dám nhờ người khác làm. Một người đàn bà nếu đã chấp nhận một người đàn ông thì vô cùng cố chấp, hơn nữa khó có thể thay đổi, trừ khi cô ta phát hiện ra người đàn ông đó lừa dối cô. Nhưng đến hiện tại cũng không hề phát hiện ra Lệ Triều Sinh có tình nhân khác. Hay là tôi tìm cơ hội làm quen với Du Lệ, sau đó từ từ bắt thân với cô ta, rồi từ miệng cô ta lấy tin tức. Mai Hiểu Lâm cũng có rất nhiều ý tưởng, hơn nữa cũng không phải không thể làm được. Du Lệ có thể làm tình nhân của Lệ Triều Sinh nhiều năm như vậy, sau khi lập gia đình vẫn giữ mối quan hệ với Lệ Triều Sinh mà không để cho chồng cô ta phát hiện ra, cô ta cũng là một người có thiên phú diễn kịch. Với tính cách của Mai Hiểu Lâm, nói không chừng bị cô ta lừa ngược lại. Tự ủy ban kỷ luật ra tay vẫn là tốt nhất, cuối tuần tôi trở về thành phố Yến nhìn xem có thể tìm được người quen trong ủy ban kỷ luật hay không, sau đó đưa tài liệu đến. Hạ Tưởng nói ra suy nghĩ của hắn, lại nhớ tới hành động thất thường của Lệ Triều Sinh trên hội nghị thường ủy, lại nói. Phỏng chừng Lệ Triều Sinh đã nghe được tin đồn nào đó. Nếu không với sự trầm ổn của hắn không thể trở mặt tại chỗ với Cường Giang Hải trên hội nghị thường ủy được. Nói không chừng, bây giờ tâm lý đề phòng của Lệ Triều Sinh càng nặng, cho nên giai đoạn hiện tại chúng ta không cần nghĩ bất kỳ biện pháp gì tiếp cận Du Lệ, mà phải tìm điểm đột phá từ phía khác. Lệ Triều Sinh một lòng phòng bị người khác ra tay trên người Du Lệ, chúng ta làm theo ngược lẽ thường, một mặt tìm ủy ban kỷ luật, tìm đồng chí có kinh nghiệm phong phú trong ban kỷ luật, có rất nhiều phương pháp có thể đối phó với Lệ Triều Sinh. Mặt khác âm thầm điều ra việc hắn có khai thác mỏ lậu hay không. Mai Hiểu Lâm cũng đồng ý với biện pháp của Hạ Tưởng. Trên thực tế, cô đến đây tìm Hạ Tưởng là muốn nghe tính toán bước tiếp theo của Hạ Tưởng. Bây giờ Mai Hiểu Lâm ở trước mặt Hạ Tưởng không hề có bộ dạng của một phó bí thư, đối với biện pháp mà hắn đưa ra răm rắp nghe theo, chỉ cần hắn nói ra cô đều cảm thấy có thể thực hiện, cũng khiến cho cô cảm thấy âm thầm kỳ quái, vì sao giữ người và người lại khác nhau lớn đến vậy. Khâu Tự Phong nói bất cứ chuyện gì cô nghe cũng cảm thấy không thỏa đáng, đều cho rằng ý nghĩ của hắn vừa buồn cười lại ấu trĩ. Mà Hạ Tưởng mặc kệ nói gì đi nữa cô đều cảm thấy chín chắn lại ổn thỏa. Chẳng lẽ đây là một loại tin tưởng mù quáng sao? Cuối tuần tôi sẽ trở lại Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó nếu tiện thì anh đưa tôi đến nhà ga. Mai Hiểu Lâm đưa ra yêu cầu khiến Hạ Tưởng không thể từ chối.
Tôi trở lại Bắc Kinh nghe ngóng một chút, nhìn xem có ai quen với bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Yến hay không, xem có thể móc nối quan hệ hay không, đồng thời có một chút việc riêng cần phải xử lý. Còn chưa nói xong, cô đột nhiên đỏ mặt ho khan vài tiếng. Thân thể cô không tốt sao? Hạ Tưởng quan tâm hỏi. Có cần đi khám không? Tại sao không ngồi xe của cô trở về lại muốn ngồi trên xe lửa mệt nhọc làm gì? Hiện tại giữa thành phố Yến và Bắc Kinh còn chưa có tàu tốc hành, càng không có xe bus đường dài, bình thường xe tốc hành đại khái mất hơn 3 giờ mới đến nơi, mà sau này tàu tốc hành chỉ cần 1 giờ đã tới nơi. Là việc cá nhân, anh đừng hỏi có được không? Mai Hiểu Lâm không kiên nhẫn lại có vẻ khó chịu, cô phất tay nói. Tôi không muốn ngồi xe của huyện, phiền toái, hơn nữa mang theo một người lái xe trên đường đi rất không tự nhiên. Mặt khác tôi cũng có rất nhiều việc không muốn cho người khác biết, thậm chí trở lại Bắc Kinh cũng không muốn cho người khác biết. Được rồi, tôi đưa cô đến nhà ga, có cần tôi mua vé giúp cô nữa không? Hạ Tưởng cười nói. Không cần, hiện tại vé tàu dễ mua, đến lúc đó mua là được, không cần anh quan tâm. Mai Hiểu Lâm lại ho khan vài tiếng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, lúc gần đi khỏi lại bổ sung thêm một câu. Cho dù quan tâm tôi cũng không đến lượt anh đâu. Thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Hạ Tưởng nhìn theo bóng lưng Mai Hiểu Lâm lắc đầu mà cười. Bởi vì dự định chờ Mai Hiểu Lâm cho nên buổi tối thứ 6 Hạ Tưởng không trở về, kết quả bị đánh bom, điện thoại. Đầu tiên là Tào Thù Lê, cô bé hỏi hắn có bận rộn lắm hay không, có mệt không, cuối cùng lại không hỏi hắn vì sao thứ 6 mà không trở về, nhưng ý tứ thì không cần nói cũng biết. Hạ Tưởng chỉ đành giải thích vài câu. Thầm nghĩ cô bé vẫn thông minh hồn nhiên, không ai có thể so sánh với cô được. Điện thoại của Liên Nhược Hạm trực tiếp hơn nhiều. Có phiền không nếu nghỉ cuối tuần với em không miễn cưỡng anh. Anh đến, em vui mừng. Anh không đến, em mong đợi. Nhưng vì sao anh không thể kiên trì thêm vài tuần, anh nói thật xem, anh chán ghét em có phải không? Chương 263, bố cục. Xong rồi, Hạ Tưởng chỉ có cách là đành phải an ủi Liên Nhược Hạm một vài câu. Lại kể cho cô nghe một câu chuyện cười, hơn nữa hắn còn phải hứa hẹn cuối tuần nhất định về sớm đi ăn với cô, đi bộ, ra ngoài ngắm hoàng hôn. Vừa bắt điện thoại của Tiếu Giai, cô trực tiếp xé rách bộ mặt thật của Hạ Tưởng. Nói chuyện điện thoại với bạn gái sao? Em gọi cả nửa ngày mà máy vẫn bận, em vẫn cho rằng anh một mực lạnh lùng, không ngờ được, lạnh lùng với em nhưng lại ôn nhu dịu dàng với bạn gái. Có phải bạn gái anh làm nũng, anh tốn công tốn sức dỗ dành hay không? Đầu Hạ Tưởng như muốn nổ tung, nữ nhân quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, huống chi là ba nữ nhân thông minh lần lượt tính kế hắn, khiến hắn vắt hết đầu óc mới có thể miễn cưỡng đối phó được. Thật ra hắn cũng biết nếu như không phải ba nữ nhân này đều yêu thích hắn nhường nhịn hắn, cho dù hắn thông minh hơn nữa cũng không thể ứng phó tự nhiên được. Mỗi nữ nhân đều là cuốn sách bên ngoài xinh đẹp nội dung bên trong rất sâu, một khi anh mở sách ra, chăm chú đọc sách, chúc mừng anh. Khi anh có niềm vui sướng đọc sách cũng là lúc không thể tránh được việc bị cảm xúc nhân vật trong sách kéo vào, hoặc vui sướng hoặc đau khổ, thậm chí còn có thể chìm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. May mắn, Tiếu Giai chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, lại cùng Hạ Tưởng bàn luận chuyện làm ăn của cô. Đầu tư vào khu du lịch Tam Thạch là kế hoạch lâu dài, tạm thời còn chưa nhìn thấy hiệu quả. Buôn bán rau quả về cơ bản đã ổn định, Tiếu Côn cũng đã quen với công việc, hiện tại do hắn phụ trách chủ yếu. Quy mô công ty cũng có 3-40 người, mỗi tháng đều có vài trăm ngàn lợi nhuận, hơn nữa Tiếu Côn còn muốn buôn bán cả hoa quả, vận chuyển hoa quả từ Hải Nam hoặc Việt Nam, buôn quả theo mùa, kiếm chênh lệch giá, giai đoạn trước đã thử làm một chuyến, kết quả không tệ. Hiện tại Tiếu Giai nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đầu óc lại không nhàn rỗi, đang cân nhắc làm vận chuyển hàng hóa hoặc đầu tư cổ phiếu, hoặc đến Bắc Kinh phát triển. Cô đã nhắm được một ngôi nhà ở Bắc Kinh. Muốn Hạ Tưởng rút ra chút thời gian đưa nàng tới đó xem, dù sao sau này cô cũng an thân ở thủ đô, không thể qua loa đại khái. Hạ Tưởng biết Tiếu Giai thích kiếm tiền, hơn nữa suy nghĩ của cô đều dồn hết cả vào việc buôn bán, cũng tránh cho nhàn rỗi không có việc gì làm lại cằn nhằn hắn, cũng là một việc tốt. Nếu hiện tại trong tay cô có nhiều tiền, nắm thời cơ bất động sản đang phát triển, kiếm mấy căn nhà thu tiền rất nhanh. Hạ Tưởng liền đưa cho Tiếu Giai một biện pháp. Bảo cô lấy ra hết toàn bộ tài chính tự do có trong tay, ở Bắc Kinh tận hết sức thu mua vài căn nhà, phải chọn địa điểm tốt, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Anh đừng dọa em được không? Tiếu Giai hoảng sợ.
tất cả tiền đổ vào nhà cửa, chẳng may sản nghiệp nơi khác của em cần tiền, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ anh muốn em mua cho bạn gái anh mỗi người một ngôi nhà ở Bắc Kinh sao? Em nói cho anh biết, vì anh em làm gì cũng được, nhưng bảo em lấy tiền mua nhà cho bạn gái anh, làm nơi cho các người gặp nhau, hừ, em còn không hào phóng đến như vậy đâu. Hạ Tường khóc cười không được. Từ khi nào em trở nên thích suy nghĩ lung tung như vậy? Thật chịu không nổi em nữa rồi. Anh bảo em mua nhà là đầu tư, giá trị nhà ở Bắc Kinh sẽ tăng lên rất nhanh, hơn nữa về sau phát triển bất động sản tốt. Hiện tại em mua 5-6 căn nhà, để lại chừng nửa năm, chuyển tay bán ra, nói không chừng có thể kiếm thêm được một căn nhà nữa. Lợi nhuận cao như vậy thật sao? Tiếu Dài kinh ngạc kêu lên, chỉ cần nghe được có thể kiếm tiền, cô luôn hưng phấn vô cùng, giống như ý nghĩa cuộc đời cô chỉ vì kiếm tiền vậy. Anh đã khi nào lừa gạt em chưa? Hạ Tưởng tràn ngập tự tin, hắn khẽ cười một tiếng, đối với biểu hiện tham tiền của Tiếu Dài vô cùng hài lòng. Tiếu Dài tham tiền thì tham tiền nhưng quả thực có đầu óc kinh doanh, hơn nữa ánh mắt cực kỳ chuẩn, chỉ cần cô đã nhìn chuẩn, ra tay dứt khoát sạch sẽ. Cô có được thành tựu như ngày hôm nay cũng nhờ vào lá gan lớn và sự tháo vát, dám cùng Văn Dương đọ sức, ra tay quyết đoán, dựa vào soạn sách kiếm được khoản tiền thứ nhất. Mặc dù anh lừa gạt em rất nhiều lần, chẳng qua em lại không có lý do để không tin tưởng anh. Được rồi, em tin tưởng anh thêm một lần nữa. Lòng tin của Tiếu Dài với Hạ Tưởng gần như là mù quáng, trước kia, hiện tại tận mắt nhìn thấy tốc độ thăng quan và năng lực của Hạ Tưởng thì càng thêm tin tưởng. Cô lại lấy giọng vô cùng dịu dàng hỏi. Vậy khi nào anh cùng em lên Bắc Kinh, tìm nhà mua đầu tư cũng được, mua nhà cho chúng ta cũng được, tóm lại cần anh nói mới xong. Hạ Tưởng có điểm khó xử. Gần đây thật sự không có thời gian, hay là em đi trước xem thử xem, cứ quyết định trước sau đó anh rút thời gian đi xem, được không? Tiếu Dài chỉ đành phải nói được, cô biết cô nói không được Hạ Tưởng, cũng biết hắn quả thật có rất nhiều việc phải làm, mặc dù cô rất ít hỏi hắn bận rộn chuyện gì, cũng không biết kẻ làm quan mỗi ngày phải làm chuyện gì, nhưng chỉ cần hắn nói bận thì nhất định bận, cho dù đi chơi với bạn gái cũng là danh chính ngôn thuận bận rộn. Sáng sớm thứ bảy, Hạ Tưởng ở cửa lớn huyện ủy đang giúp Mai Hiểu Lâm mở cửa xe, đột nhiên bên cạnh nhảy ra một người, hắn nhìn thấy Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm ở chung với nhau thì ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười suy ngẫm, nói. Lại là Phó Bí Thư Mai, thật sự trùng hợp, các vị sớm như vậy muốn đi đâu? Là Lệ Triều Sinh. Hạ Tưởng nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn có vẻ cổ quái, phỏng chừng hắn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Mai Hiểu Lâm. Mới sáng sớm cùng nhau ra ngoài, giống như tối qua ở cùng với nhau. Suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng không cần thiết phải giải thích với hắn, hắn hiểu lầm càng sâu càng tốt, ngược lại hắn không hiểu lầm thành bản thân và Mai Hiểu Lâm đang âm thầm điều tra hắn là được. Hạ Tưởng lại nói, là Bí Thư Lệ, chào buổi sáng, tôi phải về thành phố Yến, Phó Bí Thư Mai cũng muốn lên thành phố Yến có việc, cô ấy muốn đi nhờ xe. Bí Thư Lệ sớm như vậy đã đến huyện ủy. Có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày nghỉ, Bí Thư Lệ thật là người vì công việc. Mai Hiểu Lâm đi lên nói, cô thoải mái tuyệt không có nửa điểm bối rối, càng không có vẻ xấu hổ khi bị người ta phát hiện ra bí mật, lại nói. Tôi thích ngồi xe của Phó Chủ tịch Hạ, rộng rãi thoải mái, so với xe bus tốt hơn, không bí khí. Lệ Triều Sinh cười ha ha. Tôi tới tìm Chủ tịch Khâu bàn vài chuyện, thuận tiện nói chuyện với Phó Bí Thư Nghe một chút. Tôi mới phát hiện ra biển số xe của Phó Chủ tịch Hạ là của Bắc Kinh, ha, số xe còn rất đẹp, người bình thường muốn có cũng không được. Phó Chủ tịch Hạ, chiếc xe này cùng với biển số chính là tượng trưng cho thân phận. Trong lời nói của Lệ Triều Sinh có ẩn ý, đầu tiên là chỉ ra nói chuyện với Khâu Tự Phong, lại nói vừa ngồi với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Nghê Chính Phương, lời nói có ý tứ sâu xa. Hơn nữa hắn còn cố ý nói về chiếc Land Rover của Hạ Tưởng. Lại ám chỉ Hạ Tưởng có quan hệ có hậu trường, nói như vậy hắn công khai tuyên bố hắn có quan hệ không cạn với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, chẳng lẽ hoài nghi tài liệu xuất phát từ tay mình sao? Hạ Tưởng không bị Lệ Triều Sinh dọa sợ, cho dù Lệ Triều Sinh là đối thủ đáng gớm thứ nhất mà hắn gặp trong đời, hắn vẫn mang vẻ mặt khiêm tốn và nụ cười hàm hậu, nói. Đây là xe của một người bạn cho tôi mượn, trước đó tôi có giúp đỡ người này vài việc. Người bạn này thấy tôi không có xe đi lại cho nên để xe này lại cho tôi đi. Đối với xe của tôi cũng không hiểu lắm, tình cảm bạn bè khó từ chối, tôi cũng không muốn cự tuyệt ý tốt của cô ấy. Còn lái xe,
thân phận hay không thân phận tôi không hề nghĩ tới, xe chỉ là một công cụ giao thông, dùng tốt là được, có phải không Phó Bí Thư Mai? Mai Hiểu Lâm liền gật đầu. Đúng vậy, tôi không thích ngồi Audi, đi xe cảm giác rất bí, xe Việt dã hoặc xe Jeep tốt hơn, rộng rãi thoáng mát. Sau đó cô lại vỗ vỗ cửa xe, cười nói. Nếu Bí Thư Lệ đã bận rộn vậy không nói chuyện nữa, chúng tôi cũng phải lên đường. Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm chào Lệ Triều Sinh, lái xe đi được rất xa vẫn có thể thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Lệ Triều Sinh đứng yên bất động tại chỗ, thật lâu không chịu thu hồi ánh mắt. Hắn khẳng định hoài nghi chúng ta rồi. Mai Hiểu Lâm vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Mặc kệ hắn đi, hắn làm chuyện xấu lại không muốn người tốt vạch trần, trên đời này làm gì có loại đạo lý như vậy. Hoài nghi cũng chỉ hoài nghi mà thôi, không sợ hắn. Hạ Tưởng cũng biết Lệ Triều Sinh lòng dạ rất sâu, không hoài nghi mình và Mai Hiểu Lâm là không có khả năng. Tài liệu bằng chứng đã gửi đi, hắn cũng có thể đoán được hắn và Du Vĩnh bị người khác ngăn cản như thế nào. Hắn thì dễ dàng hơn một chút, Du Vĩnh muốn cũng không được. Hắn cũng đoán được thủ đoạn lần khám sức khỏe miễn phí cho học sinh tiểu học huyện trước đó. Hạ Tưởng cũng nghĩ tới, Lệ Triều Sinh không chỉ hoài nghi mình và Mai Hiểu Lâm, lão ta còn hoài nghi Lý Đinh Sơn. Thậm chí có khả năng hoài nghi đến Khâu Tự Phong. Người càng cẩn thận thì lòng nghi ngờ càng nặng, cho dù mượn lần kiểm tra sức khỏe cho học sinh tiểu học, lãnh đạo của mỗi huyện đều có khả năng tiếp xúc với mẫu máu. Gần đây tôi phái người âm thầm theo dõi Du Lệ vài ngày, không phát hiện được điều gì dị thường, cô ta giống như trước kia đưa đón con nhỏ đến trường. Xem ra Lệ Triều Sinh còn có thể giữ được bình tĩnh. Mai Hiểu Lâm đột nhiên nói ra một câu kinh người. Cô tìm người theo dõi Du Lệ sao? Kẻ đó chuyên nghiệp không? Đừng để bị người ta phát hiện ra mới tốt. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Coi thường người khác phải không? Mai Hiểu Lâm nói như khiêu khích. Chẳng lẽ chỉ có anh mới có bản lĩnh âm thầm điều tra ra Lệ Triều Sinh có tình nhân, không cho phép tôi cho người theo dõi điều tra sao? Anh yên tâm đi, người tôi tìm tuyệt đối chuyên nghiệp, đó là lái xe kiêm vệ sĩ mà nhà tôi cấp cho tôi, dù sao anh ta cũng không có việc gì làm. Để anh ta đi làm chút chuyện vẫn được. Rốt cuộc cô có lai lịch gì? Người nhà cấp vệ sĩ, quá khoa trương đi. Bình thường phải đến cấp bộ trưởng mới được cấp vệ sĩ, cô cũng quá kiêu ngạo đi. Hạ Tưởng muốn biết nên dò hỏi. Dẹp đi, bớt lừa gạt tôi đi. Mai Hiểu Lâm cũng nhìn ra được dụng tâm của Hạ Tưởng. Đừng hòng lừa gạt tôi, muốn thăm dò tình hình gia đình tôi sao? Đừng mơ, tôi còn không nói đến anh còn nói tôi. Không nói việc gì khác chỉ riêng chiếc Land Rover lai lịch không rõ này thôi, bối cảnh của bạn gái anh tôi thấy cũng không đơn giản đâu. Hạ Tưởng lại cười hắc hắc. Cô ấy có lai lịch gì tôi thật sự không biết rõ ràng lắm. Anh nói dối mà mặt không đỏ sao? Mai Hiểu Lâm không tin Hạ Tưởng, lại nói. Anh đừng nói là ngay cả ngày sinh nhật của cô ấy anh cũng không biết đấy nhé. Tôi không lừa gạt cô, tôi thật không biết ngày sinh của cô ấy. Sinh nhật của Liên Nhược Hạm thì Hạ Tưởng quả thực không biết, đã hỏi cô ấy nhưng cô ấy không nói, cũng không biết là cô ấy giấu giếm bí mật gì, hắn biết nói ra cũng không ai tin cho nên cứ ăn ngay nói thật. Vì sao tôi nói thật mà không ai tin cả nhỉ? Mai Hiểu Lâm cười hì hì. Được rồi, dừng ở đây. Sau này chúng ta ở cùng một chỗ với nhau chỉ nói chuyện công việc, không nói chuyện riêng. Ai chỉ động nói chuyện riêng thì người đó thua, phạt mời ăn cơm 3 lần. Đến thành phố Yến, Hạ Tưởng đưa Mai Hiểu Lâm đến nhà ga rồi lái xe đến Tào Gia. Trên đường đi hắn gọi điện cho Thẩm Lập Xuân, nói muốn gặp mặt có việc cần thương lượng. Thẩm Lập Xuân gần đây bận rộn hạng mục quảng trường nhân dân, không thường xuyên liên lạc với Hạ Tưởng, vừa nghe Hạ Tưởng nói muốn gặp hắn, vui vẻ kêu lên. Tôi nói này lão đệ, rốt cuộc cậu cũng lộ diện, tôi sớm muốn tìm cậu, quảng trường nhân dân có rất nhiều chi tiết cần phải thay đổi, khi nào thì cậu tới đây? Chúng ta gặp nhau rồi bàn luận một phen. Đâu có, giữa trưa tôi tới, vừa khéo mời anh ăn trưa. Đúng rồi, ngứa ngáy chân tay muốn hẹn với Phó Bí Thư Vương đi đánh bài, thế nào? Hạ Tưởng dò hỏi. Hẹn Phó Bí Thư Vương. Thẩm Lập Xuân ngẩn người, hình như không kịp phản ứng. Qua một lúc lâu mới cười nói. Muốn hẹn Phó Bí Thư Vương, tôi thấy cậu ra mặt so với tôi càng tốt hơn. Tôi ở trước mặt ông ấy còn không có mặt mũi lớn như cậu. Nghĩ cũng đúng, mặt mũi của Thẩm Lập Xuân, Vương Bằng Phi quả thực chưa chắc đã cho vào mắt. Hạ Tưởng buông điện thoại suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân gọi điện cho Phó Bí Thư Vương thì thích hợp hơn,
lại cầm máy bấm số gọi cho Vương Bằng Phi. Phó Bí Thư Vương chào ngài, tôi là Hạ Tưởng. Gần đây vẫn không gọi điện hỏi thăm ngài chủ yếu là vì sợ quấy rầy công tác của ngài. Bây giờ có tiện nói chuyện không ạ? Hạ Tưởng cung kính mà cẩn thận nói. Tiểu Hạ à, quả thực lâu rồi không nghe thấy giọng nói của cậu. Cậu đến huyện An cách thành phố Yến chẳng qua vài chục km, sao tôi cảm giác như cách thiên sơn vạn thủy vậy nhỉ? Vương Bằng Phi giọng nói đều đều, nghe không ra tâm tình của ông ta. Chẳng qua Hạ Tưởng vẫn nghe ra được sự bất mãn của Vương Bằng Phi, một cái thiên sơn vạn thủy, đã ám chỉ ý của ông ta là sau khi đi huyện An, ít liên hệ, gặp mặt càng khó, oán giận Hạ Tưởng. Nhưng trong lòng hắn lại cao hứng, Phó Bí Thư Vương nếu có oán khí tự chứng minh ông ta chú ý đến hắn, hắn vội vàng nói. Là tôi không đúng, đáng lẽ nên sớm tìm Phó Bí Thư Vương đánh bài. Chỉ có điều sau khi tới huyện An, quả thực lần đầu tiên làm Phó Chủ tịch huyện, kinh nghiệm công tác không đủ, một mực bận rộn luống cuống cả chân tay. Vương Bằng Phi cười ha hả. Lần đầu tiên làm Phó Chủ tịch huyện, cậu còn muốn làm lần thứ hai. Được rồi, đừng vòng vo nữa, có việc gì nói mau đi. Tôi muốn tối nay mời ngài đánh bài, không biết ngài có hứng thú hay không? Đánh bài sao? Vương Bằng Phi ngừng lại một lát rồi nói. Nếu như có thể ăn món ăn dân dã, rồi đi đánh bài, khả năng vận may sẽ càng lớn. Hạ Tưởng hiểu rõ, cười nói. Vậy được, 6 giờ tối nay tôi tới đón ngài. Buông điện thoại, hắn lại gọi một cú cho Sở Tử Cao, thông báo tối nay hắn mang theo khách tới Sở Phong Lâu ăn cơm. Đến Tào gia, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn đó là, Tào Thù Lê không ngờ lại không có ở nhà. Hóa ra cô bé tham dự thiết kế quảng trường nhân dân được mọi người trong giới khen ngợi, cô được một công ty bất động sản mời đến thiết kế một khu biệt thự xa hoa, tiền công thiết kế lên đến mấy chục ngàn. Tào Vĩnh Quốc cười tự giễu. Không ngờ Tuệ Nhi bây giờ còn đáng giá tiền hơn ta, thiết kế một hạng mục có thể kiếm mấy chục ngàn. Tiền lương một năm của ta mới được bao nhiêu tiền? Xem ra, sau này phải nhờ nó cấp tiền dưỡng lão cho ta rồi. Vương Vu Phân cười mắng. Nhìn bộ dạng của ông kìa, sao lại để con gái nuôi ông? Ông sinh con trai vô ích rồi sao? Tào Thù Quân mất hết mặt mũi nói. Con so không bằng chỉ càng kém xa anh rể, bố mẹ đừng hy vọng vào con. Cứ xem như không có đứa con trai này đi, sau này con còn muốn theo anh rể lăn lộn. Hạ Tưởng nghe xong liền cười ha ha. Vào trong thư phòng, Hạ Tưởng nói chuyện buổi tối hắn gặp mặt Phó Bí Thư Vương, Tào Vĩnh Quốc nhớ ra điều gì đó nói. Đúng rồi, lần trước để Định Quốc tìm người vào nhà giam thăm Văn Dương, Văn Dương đã đồng ý cung cấp tài liệu liên quan đến Cao Kiến Viễn, nhưng hắn yêu cầu giảm hình phạt hơn nữa còn đưa ra rất nhiều yêu cầu. Ý của Định Quốc là, trước tiên không để ý đến hắn, để cho hắn tỉnh lại, hiểu rõ bản thân không có giá trị mặc cả rồi mới bàn tiếp. Văn Dương có ý biến cây cỏ cứu mạng thành chiếc thuyền lớn, muốn mượn cơ hội này để leo lên bờ, nào có dễ dàng như vậy. Bản thân hắn cũng có vấn đề cũng không phải hoàn toàn do Cao Kiến Viễn hãm hại, có thể kiếm được một ít lợi ích bên ngoài đã tốt lắm rồi, muốn giảm hình phạt. Nhìn biểu hiện rồi mới nói. Trên phương diện đối phó với phạm nhân, Cục trưởng Tôn nhất định là có kinh nghiệm phong phú, không cần Hạ Tưởng phải lo lắng. Có một việc rất kỳ lạ, cháu có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tào Vĩnh Quốc nửa tò mò nửa cao hứng hỏi. Trưởng Ban Lô nói, lần trước trong tỉnh triệu tập hội nghị thường ủy, thảo luận sơ bộ vấn đề lựa chọn người làm bí thư thành phố Bảo, trưởng Ban Lô nói ông ta đề cử bác, phó bí thư Lộ cũng tỏ vẻ ủng hộ, bí thư Cao không có thái độ chính xác, chẳng qua nhìn bộ dạng hình như đang do dự. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, phó chủ tịch Mã lại hoàn toàn ủng hộ, mặc dù cuối cùng không xác định được người lựa chọn nhưng nghe trưởng Ban Lô nói, cơ bản đã xác định xong. Tào Vĩnh Quốc hứng thú nhìn Hạ Tưởng. Hành động của phó chủ tịch Mã chắc hắn cháu biết nguyên nhân chứ? Hạ Tưởng liền khiêm tốn cười. Cháu cũng chỉ ăn cùng một bữa cơm với Phó Chủ tịch Mã mà thôi, khi nói chuyện thì có nói có quan hệ với bác, không ngờ ông ấy lại nhớ kỹ trong lòng. Phó Chủ tịch Mã là người rất tốt, sau này cháu sẽ cảm ơn ông ấy. Ha ha, còn giả bộ với bác sao? Tào Vĩnh Quốc trong mắt lộ ra vẻ yêu thương, càng nhìn Hạ Tưởng càng vui sướng. Một Phó Chủ tịch huyện có thể làm cho Phó Chủ tịch tỉnh nói chuyện, điều này không phải người nào cũng có thể làm được. Ông ta lại cười mắng. Còn nói cái gì mà Phó Chủ tịch Mã là người tốt? Ông ta là thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, người có tốt hơn nữa cũng sẽ không nói năng lung tung.
Lời ông ta nói sẽ có sức nặng rất lớn. Mặc dù nói như vậy nhưng Tào Vĩnh Quốc vẫn không truy hỏi mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó Chủ tịch Mã rốt cuộc là như thế nào. Ở thời điểm này, Hạ Tưởng đặc biệt cảm ơn lòng tin của bác Tào đối với hắn. Có những việc hắn không nói, bác Tào tuyệt đối sẽ không hỏi, thường chỉ điểm đến rồi dừng. Khi ông ấy và bản thân mình nói chuyện cũng luôn mang giọng điệu bàn bạc. Nói đến cùng cô bé Tào Thù Lê kia tính tình tốt, dịu dàng am hiểu lòng người quả thực là chịu ảnh hưởng sâu đậm từ bác Tào. Rời khỏi Tào ra, Hạ Tưởng gọi một cuộc điện thoại cho Tào Thù Lê. Chương 264, kéo tập đoàn đạt tài xuống nước. Thanh âm của cô bé ở chỗ làm có chút hưng phấn nho nhỏ, cô vội vàng thông báo cho hắn nghe tình huống gần đây nhất. Em đang giúp công ty bất động sản Thiên An thiết kế một khu chung cư, cũng không biết bọn họ bằng phương pháp gì mà từ cao lão tìm được em. Sau khi em đến đây, làm quen với Tổng Giám đốc Tôn Hiện Vĩ của bọn họ, nói chuyện mới biết hóa ra hắn cũng là bạn anh. Hạ Tưởng giật mình, Tôn Hiện Vĩ đã gặp hắn và Tiếu Giai, cho dù hắn không nói mối quan hệ với Tiếu Giai nhưng hắn tặng văn phòng cho Tiếu Giai, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được điều gì đó, chẳng may anh ta vô ý tiết lộ cho cô bé kia thì thảm rồi. Bây giờ Hạ Tưởng mới phát hiện ra bản thân quyết định để Tiếu Giai đến Bắc Kinh là một quyết định sáng suốt đến nhường nào. May mắn cô bé lại nói. Anh ta nói đã lâu không gặp anh. Nói anh có rảnh thì tìm anh ta cùng ăn cơm. Sau khi anh ta biết em là bạn gái của anh, đã tăng giá tiền công nhưng em từ chối. Thỏa thuận bao nhiêu là bấy nhiêu, không thể tùy tiện nâng giá, có phải không? Tốt, tốt, tất cả án theo luật thị trường mà làm, em làm tốt lắm, giúp hắn thiết kế cho tốt. Đúng rồi, hắn có nói gì khác nữa không, có khen em không? Hạ Tưởng chậm rãi thả lỏng tâm tình, nguy hiểm quá. Chỉ có điều nhớ lại Tôn Hiện Vĩ cũng là người thông minh, nhất định biết phải làm thế nào, giữa đàn ông với nhau che giấu sự thật cho nhau cũng là việc bình thường. Không có khen em mà khen anh, nói anh thật hạnh phúc, bên người có mỹ nhân như hoa như ngọc. May mắn cô bé còn ngây thơ, Hạ Tưởng hỏi cái gì cô bé trả lời cái đó, lại hỏi. Hôm nay anh có bận không, buổi tối mấy giờ mới về nhà? Em có việc quan trọng muốn bàn bạc với anh. Giọng nói của cô bé có vẻ nghiêm túc trịnh trọng khiến cho trái tim Hạ Tưởng lại thắt lại, trong lòng thầm nhủ Tôn Hiện Vĩ cũng là kẻ chẳng tốt đẹp gì, nói gì mà như hoa như ngọc, rõ ràng là cường điệu hóa một người như hoa một kẻ như ngọc, chẳng lẽ cô bé này cũng nghĩ ra điều đó sao? Chắc hẳn là không, cô bé là nữ sinh ngây thơ trong sáng, sao có thể nghĩ ra mấy ý nghĩa mờ ám đó chứ? Hắn vội hỏi, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Mau nói ra một chút đi. Nếu không anh sẽ cả ngày lo lắng không yên, chẳng lẽ em không lo lắng sao? Cô bé lập tức không kiên trì nguyên tắc được nữa. Vốn không muốn nói trước cho anh đâu, nghe anh nói như vậy, lại nghĩ tới trái tim nhỏ của anh đập bình bịch, người ta mới không nhẫn tâm, được rồi, để nói cho anh biết. Ba nói ba đang chuẩn bị thông báo đính hôn cho chúng ta trước khi ba đến thành phố Bảo, hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Đính hôn sao, việc lớn, anh phải suy nghĩ lại mới được. Hạ Tưởng cố ý kéo dài thanh âm, trong lòng lại đặt xuống một khối đá tảng. Nếu em hối hận vậy nói sớm một chút, anh không miễn cưỡng em phải gả cho anh, ngược lại anh sống một mình đã quen rồi, một thân một mình không ai quản. Anh thật đáng ghét. Cô bé cười lên khanh khách. Được rồi, không nói với anh nữa, em còn phải làm việc. Anh hôm nay vội về, chẳng qua phải nghe lời ngoan một chút, không được lén lút đi ngắm cảnh. Ngắm cảnh. Ám chỉ của cô bé rất trực tiếp cũng rất có lực, thành phố Yến làm gì có phong cảnh gì, ngoại trừ công viên rừng rậm. Công viên rừng rậm vốn là phong cảnh, Liên Nhược Hàm cũng vậy, một câu hai nghĩa. Hạ Tưởng âm thầm cười cô bé có rộng lượng hơn nữa cũng không cổ vũ mình vụng trộm gặp gỡ Liên Nhược Hàm. Chẳng qua may mắn, cô chỉ cười nói một câu đó thôi, ý là, dù sao em tốt như vậy anh xem rồi làm. Hôm nay Hạ Tưởng vốn không có ý đi tìm Liên Nhược Hàm, hắn cười lắc đầu. Lái xe đến quảng trường nhân dân. Quảng trường nhân dân đã thành hình, hòn sơn giả được dựng lên khắp nơi, lại có vô số hồ nước nhỏ, còn cả những lối đi mát mẻ yên tĩnh, xem như là một cảnh đẹp của thành phố Yến, rất có nét phong tình và trang nhã của Viên Lâm Giang Nam. Hạ Tưởng đi vào phòng làm việc tạm thời, nhìn thấy Thẩm Lập Xuân đang tức giận với thủ hạ. Sao lại làm như vậy? Bảo cậu đi mua đá đại lý, cậu lại mua cho tôi đá hoa cương. Cậu ngay cả đá đại lý và đá hoa cương cũng không phân biệt được, còn làm ăn gì nữa. Hạ Tưởng đẩy cửa tiến vào, cười nói.
Tổng giám đốc Thẩm, đừng nói như vậy, phàm là có hoa văn thì gọi là đá đại lý, có nhiều vết lốm đốm thì gọi là đá hoa cương. Đây là cách gọi theo ý nghĩa rộng, theo nghĩa hẹp, đá đại lý được sản xuất từ chất đá ở đại lý vùng Vân Nam. Trên thực tế, hiện nay trên cả nước không phải nơi nào cũng có đá đại lý, cho nên nhìn lầm cũng là chuyện có thể hiểu được. Hạ lão đệ đến rồi. Thẩm Lập Xuân lập tức thay bằng bộ dạng tươi cười, phất tay đuổi thủ hạ ra ngoài. Tha cho cậu lần đầu, sau này không được lặp lại sai lầm này nữa. Bị Thẩm Lập Xuân quát mắng là một thanh niên, hắn thấy Hạ Tưởng thay hắn giải vây vội vàng gật đầu ý chào Hạ Tưởng, ánh mắt đầy cảm kích. Phòng làm việc của Thẩm Lập Xuân mặc dù chỉ là kiến trúc lâm thời, cũng chỉ trang hoàng đơn giản, xem như là đẹp đẽ. Hạ Tưởng vừa ngồi xuống đã có người mang trà lên, Thẩm Lập Xuân không chút khách khí rút bản vẽ ra, đặt ở trước mặt Hạ Tưởng, nói. Đến rất đúng lúc, gần đây tôi một mực tìm cậu nhưng vẫn không có thời gian. Đến đây giúp tôi nhìn xem, Tổng Giám Đốc Thành nói, thiết kế ban đầu của công viên nhân dân phải thay đổi một chút. Thiết kế ban đầu của công viên nhân dân là ý tưởng của Hạ Tưởng, hắn không đưa ra nhiều thay đổi, chỉ trên cơ sở vốn có xử lý một số chi tiết tỉ mỉ hơn. Ngày đó Thành Đạt Tài cũng không phản đối lập tức thông qua. Hiện tại đột nhiên đề xuất sửa chữa, nhất định là hắn có ý nghĩ khác. Tổng Giám Đốc Thành nói thế nào? Hạ Tưởng phải hỏi cho rõ ràng mới ra tay thoải mái được. Điểm mấu chốt thì Tổng Giám Đốc Thành không nói, chỉ nói thiết kế ban đầu suy nghĩ có chút bảo thủ. Để đường đi lớn hơn một chút. Nhưng cụ thể là lớn đến mức nào thì không ai biết. Tôi đề xuất vài phương án sửa chữa, Tổng Giám Đốc Thành đều không tỏ thái độ. Không tỏ thái độ tức là không đồng ý, tôi gấp đến độ nóng hết cả mông. Hạ Tưởng không nói gì, sau khi ngồi xuống suy nghĩ một hồi, đột nhiên cười, hắn đã hiểu ý tưởng của Thành Đạt Tài, hắn ta muốn được như ngày xưa, lầu các xa hoa cũng không cần, công viên nhân dân xây dựng thứ gì mới là tốt nhất. Trực tiếp trải xanh mặt đất là xong, sau này khởi công cũng thuận tiện. Trực tiếp đổi thành một mảng màu xanh là được, đề cao điện tích xanh hóa, cải thiện chất lượng không khí. Anh báo cáo cho Tổng Giám Đốc Thành thử xem. Hạ Tưởng chắc chắn nói. Có được không đấy? Thẩm Lập Xuân há hốc miệng. Cái này gọi là thay đổi sao? Lão đệ, cậu không lừa người đấy chứ? Tôi báo cáo lên trên Tổng Giám Đốc Thành không mắng tôi mới lạ. Hạ Tưởng mỉm cười thần bí. Nói anh báo cáo thì anh cứ báo cáo lên thử xem. Đương nhiên, báo hay không là tùy anh, tin hay không tin cũng do anh. Tôi chỉ đưa ra ý kiến, không chịu trách nhiệm giải thích đâu. Vậy nếu tôi bị Tổng Giám Đốc Thành mắng, tôi có thể lôi cậu ra, nói là chủ ý này là do cậu đề ra, cậu không có ý kiến gì chứ? Thẩm Lập Xuân sợ Thành Đạt Tài, hắn biết Thành Đạt Tài rất thưởng thức Hạ Tưởng, đang suy nghĩ khi bị Thành Đạt Tài chửi bới lấy Hạ Tưởng ra làm tấm bia đỡ đạn. Vì bạn bè chịu vài đao, tôi đã bao giờ hãm hại anh chưa? Nếu được thì lợi ích hoàn toàn thuộc về anh. Nếu như không được, người xấu để tôi làm. Hạ Tưởng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt khiến cho Thẩm Lập Xuân nợ mình một phần nhân tình. Thẩm Lập Xuân nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại vừa thông, hắn vô cùng cẩn thận nói ra ý tưởng của Hạ Tưởng, trong điện thoại Thành Đạt Tài im lặng một lát rồi hỏi. Là ý tưởng của anh sao? Thẩm Lập Xuân liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Vốn nói ra Hạ Tưởng, nghĩ nhanh một phen, quên đi, sao có thể để người khác làm kẻ xấu mình làm người tốt chứ, quá không có đạo nghĩa, lại cắn răng. Vâng, Tổng Giám Đốc Thành, tôi vừa mới nghĩ ra. Có thể khởi công. Thành Đạt Tài quyết định dứt khoát, lại bổ sung một câu. Qua một đoạn thời gian tôi sẽ đề cử cậu với ban giám đốc, gia nhập tập đoàn làm phó tổng giám đốc, cậu chuẩn bị tâm lý trước đi. Điện thoại ngắt đã rất lâu. Thẩm Lập Xuân còn cầm điện thoại nơi tay, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Hạ Tưởng đợi hắn chừng khoảng 3 phút đồng hồ, thật sự chờ không nổi nữa mới đánh thức hắn. Tỉnh dậy, đừng ngủ nữa. Thẩm Lập Xuân nhảy dựng lên, nắm lấy tay Hạ Tưởng.